Trương Nhược Trần cười nói, tề sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tề phi vũ bộ pháp nhẹ nhàng, từ phía sau đuổi theo, tại trên người nàng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thanh lệ trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, nói từ hôm nay trở đi, ta liền muốn tiến vào kiếm các bế quan tu luyện, toàn lực lĩnh hội kiếm nhị. Mùng 9 tháng 9 thời điểm, có lẽ, ta sẽ đại biểu lưỡng nghi tông tham gia đại hội luận kiếm. Tề phi vũ vốn là lưỡng nghi tông ban sơ chọn chúng hạt giống một trong, bây giờ, nàng thể hiện ra kiếm nhất đại viên mãn kiếm đạo thực lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Cái thiên kiều không hề đề cập tới bái nguyệt ma giáo sự tình, mặt không đổi sắc nói, đã như vậy, chúng ta cùng lên đường đi. Ba người cùng đi đến kiếm các, lần này, trương nhược trần người nhìn thấy lại không phải táng nguyệt kiếm thánh, mà là kiếm các người cầm kiếm thứ sáu, tề hoành. Tề hoành nhìn qua là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, mặc một bộ mộc mạc áo vải, mặc dù là một vị địa vị tôn quý bán thánh, thế nhưng là trên thân lại có một chút bán thánh nên có uy nghiêm, ngược lại giống như là một tính cách nhu hòa tiên sinh dạy học. Tề hoành ánh mắt, rơi vào trương nhược trần cùng tề phi vũ trên thân, cười nói, không sai, thật sự là không sai. Hai người các ngươi đều đã đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn, đại hội luận kiếm thời điểm, nhất định sẽ nhất cử thành danh. Thế nhưng là hai người các ngươi trên thân, nhưng lại gánh vác có bảo vệ kiếm các trọng đại sứ mệnh. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là kiếm nhất 10 tầng cảnh giới đại viên mãn, hay là còn thiếu rất nhiều nhiệm vụ của ta chính là bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp các ngươi bước vào kiếm nhị cánh cửa đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất âm dương giao thế hiện tại ta liền đến cho ngươi thuyết minh cái gì là âm dương giao thế đồng thời cũng phải nói cho các ngươi biết nên như thế nào đem cái này một loại cảm mộ dung nhập kiếm đạo trương nhược trần cùng tề phi vũ liền xếp bằng ở phía dưới trên mặt của hai người đều lộ ra hết sức chuyên chú thần sắc về phần cái thiên kiều bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân rất khó đem kiếm nhị tu luyện thành công, bởi vậy cũng không có trong này nghe giảng bài. Tề Hoành nói, âm dương giao thế có thể hiểu thành âm thuộc tính lực lượng cùng dương thuộc tính lực lượng tại lẫn nhau biến hóa, tỉ như ban ngày cùng đêm biến hóa, mỗi ngày hoàng hôn hòa thanh thần chính là âm dương giao thế thời khắc. Tề Hoành dòng dã giảng giải hai canh giờ, hắn giảng nội dung cùng táng nguyệt kiếm thánh sáng tác tại kiếm nhị trong sổ nội dung vẫn có chút tương tự, chỉ là đem bộ phận nội dung lại giải thích cặn kẽ một lần, trở nên càng thêm dễ hiểu dễ hiểu. Căn cứ tề hoành giải thích, muốn tu luyện tới, âm dương giao thế, cảnh giới, nhất định phải trước cảm thấy trong đó chân lý, lại đem loại này cảm mộ dung nhập của mình kiếm đạo. Cảm mộ càng sâu, kiếm đạo tự nhiên cũng liền càng mạnh. Tiếp xuống một tháng, các người đã có thể tại kiếm các tầng thứ nhất tu luyện, cũng có thể tiến về kiếm các tầng thứ hai. Ai nếu là có thể sớm đạt tới âm dương giao thế cảnh giới, bản tọa liền ban thưởng cho hắn, nàng, một khối kiếm hồn băng phách, tề hoành cười nói. Kiếm hồn băng phách, chính là kiếm các bên trong mới có trí bảo, đem ăn vào, có thể tăng lên kiếm tu kiếm đạo cảnh giới. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng minh bạch kiếm hồn băng phách chân quý, nếu là có thể đưa nó đạt được, liền có thể càng mau đem hơn kiếm đạo cảnh giới tăng lên tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Đồng thời, kiếm hồn băng phách đối với kiếm nhị tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Tề Phi Vũ trong đôi mắt lộ ra một đạo hào quang sáng tỏ, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười một tiếng, Lâm Nhạc sư đệ, từ giờ trở đi chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh trong vòng một tháng ta nhất định có thể đem kiếm nhị tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất kỳ thật tề phi vũ cũng sớm đã đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất âm dương giao thế chỉ là lúc kia nàng không muốn tham gia đại hội luận kiếm cho nên đối ngoại mới chỉ biểu hiện ra kiếm nhất tầng cảnh giới thứ tám bây giờ nàng đã quyết định muốn tham gia đại hội luận kiếm đồng thời còn muốn áp chế lâm nhạc tự nhiên cũng liền không tiếp tục ẩn giấu tu vi chờ đến một tháng sau nàng trực tiếp thể hiện ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất tự nhiên là có thể đoạt lấy kiếm hồn băng phách mượn nhờ kiếm hồn băng phách nàng thậm chí còn có cơ hội tại đại hội luận kiếm trước đó tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai chính là bởi vì tề phi vũ đã đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất bởi vậy nàng so với ai khác đều rõ ràng tu luyện kiếm nhị độ khó lớn đến bao nhiêu nàng tuyệt không tin tưởng lâm nhạc chỉ dùng một tháng liền đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất cuộc tỷ thí này còn chưa có bắt đầu, nàng đã lấy được thắng lợi. Thời gian một tháng, hẳn là đầy đủ. Trương Nhược Trần nhìn về phía tề phi vũ tấm kia không tì vết chút nào Mỹ lệ dung nhan, cũng là quảng xuống một câu ngoan thoại. Tề hoành là tề ra một vị lão tổ, đương nhiên cũng biết tề phi vũ trên kiếm đạo tạo nghệ. Theo tề hoành, thời gian một tháng, cho dù lâm nhạc có kiếm các bó lớn tài nguyên phụ trợ, cũng không có khả năng tại kiếm nhị phía trên cao bao nhiêu thành tựu, chớ nói chi là đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất. Dù sao, lấy hắn bán thánh cảnh giới, tăng thêm mấy chục năm khổ tu, hiện tại cũng mới đem kiếm nhị tu luyện tới tầng cảnh giới thứ bốn. Hắn sở dĩ đem, kiếm hồn băng phách, lấy ra làm ban thưởng, kỳ thật, cũng là biến tướng đưa nó giao cho tề phi vũ. Nghe xong tề hoành giảng bài, tề phi vũ liền tiến về kiếm các tầng thứ hai. Kiếm các tầng thứ hai thời gian tỷ lệ là ngoại giới gấp ba, kiếm các tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ là ngoại giới gấp hai. Đương nhiên, tiến vào tầng thứ hai tu luyện sẽ càng chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần nhưng như cũ lưu tại kiếm các tầng thứ nhất, lại mượn hai quyển kiếm nhị bút ký, đi vào chữ huyền phòng số 18. Chữ huyền phòng số 18 lại phân làm 36 cái phòng nhỏ. Trong đó năm cái phòng nhỏ cửa đều là đóng lại, hiển nhiên là có kiếm tu ở bên trong bế quan tu luyện. Trương Nhược Trần tùy ý chọn một cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí gian phòng, đi vào, khởi động trong phòng trận pháp, đem cửa đóng lại. Trong phòng nhỏ là một cái hoàn toàn độc lập tiểu không gian, dài rộng đều là 10 trượng đại khái là hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Phòng nhỏ cửa cùng vách tường đều khắc lục có trận pháp minh văn, cho dù là tinh thần lực, cũng xuyên thấu không đi qua. Oanh, Trương Nhược Trần toàn lực một quyền đánh đi ra, đánh vào bên trái trên vách tường, lập tức, khuấy động ra từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng. Trên vách tường trận pháp, rất nhanh liền đem hắn quyền kình hoàn toàn hóa giải. Thật cường đại lực phòng ngự, e là cho dù là bán thánh, cũng vô pháp đem bế quan trong phòng trận pháp đánh xuyên. Trương Nhược Trần hoàn toàn yên tâm lại, đem hai quyển kiếm nhị bút ký lấy ra, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu đọc qua. Cái này hai quyển bút ký, theo thứ tự là do tuyển cơ kiếm thánh cùng cửu u kiếm thánh biên soạn, cùng táng nguyệt kiếm thánh bút ký có rất nhiều chung địa phương, đồng thời cũng có hai vị kiếm thánh mình một chút kiến giải. Xem hết cái này hai quyển bút ký, Trương Nhược Trần lại đi mượn sáu bản do sáu vị thiên tài bán thánh biên soạn kiếm nhị bút ký, tiếp tục nghiên cứu cùng phân tích. Kiếm thánh biên soạn kiếm nhị bút ký, tự nhiên là cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là, do trời mới bán thánh biên soạn kiếm nhị bút ký, cũng khẳng định có rất nhiều chỗ thích hợp. Trương Nhược Trần cũng không vội lấy lập tức liền bắt đầu tu luyện kiếm nhị, cũng không muốn xem mèo vẽ hổ, tùy tiện bắt một bản kiếm nhị bút ký liền y theo nội dung phía trên tu luyện. Hắn là muốn nhìn nhiều, nhiều học tập, cuối cùng, từ các vị tiền bối bút ký bên trong, tổng kết ra thuộc về mình kiếm đạo. Một tháng trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cuộc đem 6 bản kiếm nhị bút ký toàn bộ xem hết, sau đó, liền xếp bằng ở bế quan trong phòng, tiến vào một loại minh tưởng trạng thái, bắt đầu chỉnh lý quy nạp. Kiếm các tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm chạp gấp đôi, cho dù là đã qua một tháng, ngoại giới cũng mới chỉ là đi qua nửa tháng. Bởi vì đợi đang bế quan trong phòng, cũng không có ai phát hiện, Trương Nhược Trần biến thành lúc đầu diện mạo. Tề phi vũ đứng tại Trương Nhược Trần bế quan bên ngoài nhà, cái kia một đôi so tinh thần còn trong đôi mắt mỹ lệ, lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu, nói thời gian đã qua một nửa, hắn thế mà vẫn luôn đợi đang bế quan trong phòng, chỉ là quan sát người khác sáng tác kiếm nhị bút ký không sai một đoàn thánh khí từ bên cạnh ngưng tụ ra hiển hóa thành tề hoành thân thể tề hoành cười nói kiếm nhị bút ký nhìn một bản cũng đã đầy đủ như thế mạch suy nghĩ mới có thể rõ ràng mới có một cái minh xác phương hướng thấy quá nhiều ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy lộn xộn nếu là nghiêm trọng một chút cái kia khổng lồ kiếm đạo tri thức nói không chừng sẽ đem người bước điên hiện tại lâm nhạc đoán chừng cũng nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma a Tề phi vũ nhẹ gật đầu, có chút đồng ý tề hoành quan điểm. Vô tự kiếm phổ vốn là hóa phức tạp thành đơn giản kiếm đạo, đem trong thiên hạ vạn thiên kiếm pháp, dung hợp làm một chiêu, chia làm kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. Lâm nhạc chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhìn thấy những cái kia nhân vật truyền kỳ bút ký, liền muốn đọc qua, liền muốn học tập, ngược lại là đem thứ đơn giản, trở nên phức tạp. Cái gì đều muốn học tập, cuối cùng cái gì cũng học không được. Xem ra ta thật là đánh giá quá cao hắn tề phi vũ mấp máy môi đỏ đối với lâm nhạc có chút thất vọng vốn cho rằng là một một đối thủ không tệ nhưng không có nghĩ đến chính hắn liền mình phế bỏ đi tề hoành nói không có hắn cùng ngươi cạnh tranh kiếm hồn băng phách tự nhiên cũng liền về ngươi có món bảo vật này phụ trợ tại đại hội luận kiếm trước đó ngươi hay là có rất lớn cơ hội tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai xoạt phía trước bế quan cửa phòng bên trên trận pháp quang mang dần dần tản ra trương nhược trần mở cửa từ bên trong đi ra nhìn thấy đứng ở bên ngoài tề phi vũ cùng tề hoành, lập tức lộ ra mỉm cười, nói tề hoành tiền bối, tề sư tỷ các ngươi cũng phải bế quan. Cũng không để ý tới bọn hắn thần sắc kinh ngạc, Trương Nhược Trần ôm sáu bản kiếm nhị bút ký, đưa chúng nó toàn bộ trả về giá sách, liền đi thẳng ra khỏi kiếm các. Tề phi vũ rõ ràng trông thấy, Trương Nhược Trần tinh thần 10 phần sung mãn, kiếm đạo cảnh giới tựa hồ lại có tinh tiến, căn bản cũng không có một điểm tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nàng hai đầu thật dài đại mi, có chút nhân lại, nói cảnh giới kiếm đạo của hắn, lại tinh tiến rất nhiều, thật sự là kỳ. Ta theo sau nhìn xem, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tề phi vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi tại Trương Nhược Trần đằng sau, xông ra kiếm các. chương 696, Trương Nhược Trần đi ra kiếm các thời điểm, thế giới bên ngoài, chính là đang lúc hoàng hôn. Chân trời treo một vòng tà dương, tản mát ra xích hồng sắc hào quang, để cái kia một khoảng trời biến thành hỏa diễm đồng dạng hình thái. Hoàng hôn, là ngày đêm giao thế thời khắc, âm dương nhị khí tại lẫn nhau chuyển hóa giữa thiên địa quy tắc sẽ phát hiện một chút biến hóa rất nhỏ ban đêm cùng ban ngày trung quy là có chút khác biệt thiên cốt nữ đế trong sổ ghi chép kiếm nhị đại biểu chính là ban ngày cùng đêm tối chỉ có tại một ngày sáng sớm cùng hoàng hôn hai cái thời khắc quan sát thiên địa biến hóa mới có thể lĩnh ngộ được kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất thiên cốt nữ đế đối với kiếm nhị lý giải cùng hiện tại côn lôn giới kiếm tu đối với kiếm nhị lý giải có sự bất đồng rất lớn tuy nhiên lại có rất nhiều thích hợp địa phương. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định dựa theo thiên cốt nữ để đối với kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất thuyết minh tới tu luyện, đồng thời lại dung nhập tuyển cơ kiếm thánh, cửu u kiếm thánh, táng nguyệt kiếm thánh đông vực ba vị kiếm thánh một chút cảm ngộ. Xếp bằng ở đệ tam trọng sơn vách đá, Trương Nhược Trần hết sức chăm chú nhìn về phía chân trời tà dương, lộ ra tương đối yên tĩnh, cảm ngộ ngày đêm giao thế thời khắc biến hóa vi diệu. Cộc cộc, tề phi vỗ từ kiếm các bên trong đi ra, mặc đạo bào màu xanh, có một thanh cổ kiếm, đơn giản tựa như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái thanh lãnh, yêu nhã, thánh khiết nữ tử, lại là ma giáo thánh nữ. Nàng cặp kia không chứa bất kỳ tạp chất gì đôi mắt đẹp, chăm chú vào trương nhược trần trên thân, nói, người muốn từ ngày đêm giao thế quá trình, lĩnh ngộ ra âm dương nhị khí biến hóa. Không sai, trương nhược trần nói, đích thật là một cái phương pháp thật tốt, nhưng là, dạng này tu luyện có thể hay không quá chậm rãi. Thời gian một tháng, có thể tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, tề phi vũ thanh âm rất đẹp, tựa như tiếng trời. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, nói, dục tốc bất đạt, có thể tìm tới một đầu thuộc về mình con đường tu luyện, liền đã rất không tệ. Kỳ thật, quan sát chư vị tiên hiền kiếm nhị bút ký, Trương Nhược Trần đối với kiếm nhị đã có rất sâu hiểu rõ. Hắn đang quan sát ngày đêm biến hóa thời điểm, trong khí hải kiếm ý chi tâm, đã sớm biến hóa thành hình người, đã đang diễn luyện kiếm pháp. Tề sư tỷ muốn hay không cùng một chỗ mộ kiếm, Trương Nhược Trần mời nói. Cũng tốt, tề phi vũ một đôi mảnh khảnh ngọc thủ, vê lên thật dài đạo bào, đi tới, xếp bằng ở Trương Nhược Trần bên cạnh, phần lưng cùng phần eo dựng đến thẳng tắp, phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Ánh nắng chiều, chiếu xuống hai người bọn họ trên thân, tại mặt đất, lưu lại hai cái thật dài cái bóng. Trong núi mây mù không ngừng biến hóa, từ dưới vách dâng lên, đem bọn hắn hai người hoàn toàn bao phủ đi vào theo thái dương hoàn toàn rơi xuống cái bệ tuyến, toàn bộ thế giới bị hắc ám thôn phệ, không khí trở nên có chút lạnh buốt, bầu trời xuất hiện từng khỏa sáng tỏ tinh thần. Tại dưới ánh sao, Trương Nhược Trần Đình chỉ lĩnh hội, đem hư không kiếm lấy ra, bắt đầu vung vẩy kiếm pháp. Vù vù, bộ pháp của hắn tương đương huyền diệu, khi thì trái rời, khi thì nhảy lên, cho người ta một loại biến hóa khó lường cảm giác. Một luồng hơi lạnh cùng một đám lửa, đồng thời từ trên kiếm phong dũng mãnh tiến ra, theo kiếm thế đi lại, hai cỗ lực lượng bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái nhà nhà thái cực ấn ký. Tề Phi Vũ liền đứng ở một bên, lặng lặng quan sát trương nhiều trần kiếm chiêu, thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với kiếm nhị lý giải còn dừng lại tại nhất mặt ngoài cấp độ, lấy hắn tiến độ ít nhất cũng phải ba tháng mới có thể đem kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất tu luyện thành công. Ba tháng liền đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, kỳ thật đã là rất không tầm thường. Phải biết Tề Phi Vũ dòng giã hao tốn thời gian một năm mới đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất. Mặc dù, Lâm Nhạc bày ra kiếm đạo thiên phú đích thật là cực cao, lại tạm thời còn uy hiếp không đến nàng. Bởi vậy, nàng cũng không để ý nữa Lâm Nhạc, trở về kiếm các, bắt đầu bế quan tu luyện, lĩnh hội kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Một đêm này, Trương Nhược Trần vẫn đứng tại vách đá, không ngừng thi triển ra kiếm chiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới ngừng lại được, lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại bắt đầu quan sát ngày đêm giao thế biến hóa. Mỗi một ngày, Trương Nhược Trần kiếm pháp tạo nghệ đều đang nhanh chóng tiến bộ, đem tự thân cảm ngộ, không ngừng hòa tan vào kiếm đạo. Đến ngày thứ 8 hoàng hôn, Thái Dương rơi xuống núi thời điểm, đột nhiên, Trương Nhược Trần thể nội, tuôn ra một cỗ hàn khí thấu xương, đem hắn thân thể hoàn toàn đông kết, biến thành một bộ hình người băng điêu. Xếp bằng ở hàn băng bên trong, hắn vẫn tại hô hấp thổ nạp, chân khí trong cơ thể cũng đang chậm rãi vận chuyển. Thẳng đến ngày thứ 10 sáng sớm, chiều dương từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên thời khắc, Trương Nhược Trần trên người hàn băng chậm rãi hòa tan, chợt, toàn thân trong lỗ chân lông tuôn ra từng tia lửa, giống như biến thành một cái hỏa cầu. Hỏa diễm bên trong, Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một đạo ý cười, thì ra là thế, kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, cũng không có nhiều khó khăn thôi. Trương Nhược Trần đứng dậy, hít thở một cái không khí mới mẻ, lập tức, liền hướng dưới núi bước đi. Kiếm các bên trong, tề hoành ngay tại chỉnh lý kiếm phổ, hắn một sợi thánh hồn, phát giác được lâm nhạc rời đi cổ thần sơn. Lập tức, hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra một cái dị dạng ý cười, lầu bầu nói, chỉ còn cuối cùng 6 ngày thời gian, lâm nhạc thế mà ở thời điểm này xuống núi, hẳn là hắn đã bỏ đi rồi. Trong một tháng, tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, vốn là một kiện không thể nào làm được sự tình. Lâm nhạc lựa chọn từ bỏ, kỳ thật, tề hoành mảy may đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức, tề hoành hướng kiếm các tầng thứ hai bước đi, chuẩn bị đem cái tin tức tốt này, nói cho tề phi vũ, cũng tốt để nàng sớm một chút an tâm tề phi vũ biết được lâm nhạc rời đi đệ tam trọng sơn tin tức trong mắt lại nhiều một phần thất vọng lúc đầu nàng vẫn luôn rất xem trọng lâm nhạc tiềm lực muốn đem lâm nhạc thu đến nàng dưới trướng hiện tại xem ra lâm nhạc tâm tính hay là kém một chút cũng không có nàng trong tưởng tượng xuất sắc như vậy lập tức tề phi vũ không nghĩ nhiều nữa tiếp tục tu luyện kiếm đạo trương nhược trần rời đi đệ tam trọng sơn dĩ nhiên không phải muốn từ bỏ cùng tề phi vũ cạnh tranh mà là hắn đã cảm ngộ đến kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, chuẩn bị trở về từ Hà Linh Sơn, lợi dụng đồ quyển thế giới, tranh đoạt từng giây tu luyện kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Khoảng cách một tháng kỳ hạn, còn có 6 ngày. Tại đồ quyển thế giới bên trong, chính là 60 ngày. Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn đi vào đồ quyển thế giới bên trong tu luyện, mà sẽ không lựa chọn lưu tại kiếm các. Kiếm các, với hắn mà nói, kỳ thật cũng không phải là tốt nhất chỗ tu luyện. Kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, gọi là âm dương hỗn độn, Tầng này cảnh giới, mặc dù so, âm dương giao thế, cảnh giới cao hơn, thế nhưng là, bởi vì Trương Nhược Trần đã bước vào kiếm nhị cánh cửa, tương đối mà nói, tầng cảnh giới thứ hai so tầng cảnh giới thứ nhất, còn muốn hơi dễ dàng một chút. Dòng dã 60 ngày, Trương Nhược Trần ngày đêm không ngừng tu luyện, cả người đều trở nên tương đương điên cuồng, trên đầu phát quan đã phá toái, tóc dài rối tung xuống dưới, hai mắt tất cả đều là tơ máu, trên trán toát ra từng cây gân xanh. Ngoại nhân nhìn sang, còn tưởng rằng hắn là tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế, Trương Nhược Trần tâm cảnh vẫn như cũ người phần trong suốt, chỉ là bởi vì quá mức mệt nhọc, quá mức dã rời, cho nên mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Cũng không phải là Trương Nhược Trần không muốn nghỉ ngơi, mà là cố ý để cho mình lâm vào ý thức hỗn độn trạng thái. Hắn đã tương đương tiếp cận kiếm nhị tầng thứ hai, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lĩnh ngộ được, âm dương hỗn độn, cảnh giới. Căn cứ, cửu u kiếm thánh kiếm nhị bút ký ghi chép, lĩnh ngộ, âm dương hỗn độn, phương thức tốt nhất, chính là trước muốn để mình trở nên điên cuồng, để dã rời, mệt nhọc, mệt mỏi không ngừng kích phát tự thân tiềm lực. Lúc còn trẻ cửu u kiếm thánh, vì tu luyện thành kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, đã từng chui vào tiến không đáy băng hồ, trong hồ, không ngủ không nghỉ cùng trong nước man thú kịch chiến, tốn hao ba tháng thời gian, rốt cục đem kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai tu luyện thành công. Lần kia tu luyện, hắn kém một chút liền chết tại đáy hồ. Tại cửu u kiếm thánh xem ra, Tu sĩ nếu là bảo trì rõ ràng tư duy, căn bản đạt tới âm dương hỗn độn cảnh giới. Kiếm muốn hỗn độn, người liền muốn trước trở nên hỗn độn. Đương nhiên, dựa theo cửu u kiếm thánh phương thức tới tu luyện, nhưng thật ra là kiếm tẩu thiên phong, tu sĩ rất có thể sẽ bởi vì khống chế không nổi tinh thần của mình, từ đó tổ hỏa nhập ma. Thậm chí, còn có thể lại bởi vì mệt nhọc quá độ mà đột tử. Trương Nhược Trần có cường đại tinh thần lực, lại có chư thần ấn ký thủ hộ, tương đối mà nói chỉ ít so với lúc trước cửu u kiếm thánh càng có ưu thế. Liền ngay cả cửu u kiếm thánh cũng dám đụng một cái, hắn lại vì sao không dám. 60 ngày thời gian, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều ở vào luyện kiếm trạng thái, cả người đều là không ngủ không nghỉ, ý thức càng ngày càng mơ hồ, liền ngay cả thể nội chân khí tựa hồ cũng phải hao hết, đạt đến thân thể cực hạn. Trương Nhược Trần, một tháng kỳ hạn đã đến, ngươi nên đi kiếm các, tiểu hắc nhắc nhở một câu. Trương Nhược Trần ngừng lại, dùng kiếm chống đỡ thân thể, Hai mắt toàn thân tơ máu, ngụm lớn thở dốc, nói kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, thực sự rất khó khăn, thật không phải nhất thời bán hội liền có thể tu luyện thành công. Có lẽ, mượn nhờ kiếm hồn băng phách sẽ để cho tốc độ tu luyện của ta càng nhanh một chút. Cuối cùng, hắn hay là dừng lại tại kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất. Kiếm hồn băng phách bảo vật như vậy, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần cũng phải đưa nó đạt được. Không có tu luyện thành kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, Trương Nhược Trần đương nhiên là tương đương không cam tâm, ngay tại tiến về kiếm các trên đường, lại bắt đầu nghiền ép tiềm lực của mình, tiếp tục ngộ kiếm. Chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ có hồi báo. Cổ thần Sơn Đệ Tam Trọng Sơn, hôm nay, lộ ra có chút náo nhiệt, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Phàm là tại kiếm đạo luận võ từng cái cảnh giới bài danh trước 10 tu sĩ, toàn bộ đi vào bạch thạch thánh nhai phía dưới quảng trường. Bọn hắn là lưỡng nghi tông đứng đầu nhất thiên tri kiêu tử, tương lai sẽ trở thành lưỡng nghi tông cao tầng, tự nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng. chương 697, bởi vì tại kiếm đạo tỷ võ yêu dị biểu hiện, bọn hắn đều sẽ có cơ hội tiến vào kiếm các tu luyện 3 tháng. Chỉ bất quá, so với trương nhược trần cùng tề phi vũ, bọn hắn tại kiếm các bên trong hoạt động sẽ có rất lớn hạn chế. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là bằng vào thực lực của mình, đến đệ tam trọng sơn đỉnh núi, mà là do chín vị bán thánh trên sự dẫn dắt núi. Tuần Hoa Liễu đứng ở trong đám người, lấy sợ hãi than ánh mắt, Nhìn chằm chằm màu trắng thánh nhai đỉnh chóp kiếm các, nói thật sự là không nghĩ tới, ta Tuần Hoa liễu lại có một ngày cũng có thể lấy thiên tài thân phận tiến vào kiếm các tu luyện. Ha ha, từ nay về sau, ta mục Cát Cát cũng là một đại nhân vật, mục Cát Cát hai tay chống nạnh, cười đến toàn thân thịt mỡ đều đang rung động. Sau đó, Tuần Hoa Liếu cùng mục Cát Cát liền quỳ trên mặt đất, mười phần thành kính, hướng kiếm các phương hướng lễ bái, như là tại triều thánh. Chung quanh những tu sĩ kia, cũng không có khinh bỉ Tuần Hoa Liếu cùng mục Cát Cát dù sao tại trong lòng của bọn hắn kiếm các đích thật là vô cùng thần thánh địa phương, có thể tiến vào kiếm các tu luyện một lần, chính là một loại vinh quang to lớn. Tương lai hành tẩu thiên hạ, cùng tu sĩ khác nói đến, khẳng định cũng sẽ dẫn tới vô số người tôn kính. Một đạo thánh khí, từ kiếm các bên trong bừng lên, tại bạch thạch thánh nhai đỉnh, ngưng tụ thành một người mặc áo bảo màu tím nam tử, ở trên người hắn, tản mát ra một cỗ cường thế vô cùng kiếm khí. Phía dưới, chín vị bán thánh, đồng thời hướng nam tử áo bào tím khom người cúi đầu, đồng nói bái kiến kiếm thánh. Hắn chính là trong truyền thuyết táng nguyệt kiếm thánh, suốt cục nhìn thấy kiếm thánh đại nhân, nếu là lão nhân ra ông ta có thể chỉ điểm ta một chiêu nửa thức, của ta kiếm đạo không thông báo tăng lên bao nhiêu. Táng nguyệt kiếm thánh tại lưỡng nghi tông đệ tử trong mắt, là một vị hoàn toàn bị thần thoại nhân vật, nhìn thấy hắn, cho dù là ngư long cảnh thiên kiêu, cũng khó có thể khống chế tâm tình kích động. Bái kiến kiếm thánh đại nhân bọn hắn nhao nhao quỳ xuống hướng táng nguyệt kiếm thánh vị trí lễ bái hành lễ đúng lúc này tề phi vũ tề hoành cái thiên kiều từ kiếm các bên trong đi ra đi vào trên quảng trường cùng chín vị bán thánh đứng chung một chỗ đều đứng lên đi táng nguyệt kiếm thánh thanh âm ẩn chứa một cỗ hùng hậu thánh khí truyền khắp toàn bộ đệ tam trọng sơn hắn lại nói nếu tất cả mọi người đã đến trận tề hoành người đem bọn hắn mang vào kiếm các sau này ba tháng bọn hắn tại kiếm các bên trong hết thảy sự vật đều do ngươi đến phụ trách. Tuân mệnh, Tề Hoành ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng, không có phát hiện Trương Nhược Trần thân ảnh, khóe miệng liền vẽ ra một cái đường cong, lập tức hướng Táng Nguyệt kiếm thánh cúi đầu, nói, bẩm báo sư tôn, một tháng trước, đệ tử dựa theo ngươi phân phó, cho Lâm Nhạc cùng Tề Phi vụ bố trí nhiệm vụ. Bây giờ, một tháng kỳ hạn đã đến, có phải hay không hẳn là nghiệm chứng thực lực của bọn hắn, từ đó đem kiếm hồn băng phách ban thưởng cho thực lực mạnh hơn người kia. Táng Nguyệt kiếm thánh nhẹ gật đầu, nói, đích thật là có chuyện như vậy, chỉ bất quá, ngắn ngủi thời gian một tháng, chỉ sợ bọn họ hai người còn không cách nào lĩnh ngộ được kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất. Lấy bản tọa xem ra, hay là chờ một tháng nữa. Cái thiên kiều đã đem tề phi vũ sự tình, bẩm báo cho táng nguyệt kiếm thánh. Bởi vậy, táng nguyệt kiếm thánh đối với tề phi vũ cùng tề ra có nhất định đề phòng, coi như thật muốn đem kiếm hồn băng phách ban thưởng đi, cũng càng nguyện ý ban thưởng cho lâm nhạc táng nguyệt kiếm thánh gặp lâm nhạc không có hiện thân, bởi vậy, mới dự định lại trì hoãn một tháng. Tề phi vỗ đi về phía trước ra ngoài, đứng ở quảng trường trung tâm, hướng táng nguyệt kiếm thánh cúi đầu, nói, bẩm báo kiếm thánh, vãn bối đã đem kiếm nhị tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất. Ở đây chín vị bán thánh, toàn bộ cũng vì đó động dung, bởi vì, trong bọn họ hơn phân nửa người cũng còn không có bước vào kiếm nhị cánh cửa. Một cái ngư long cảnh tu sĩ, có thể có như thế cao kiếm đạo thành tựu, thật sự là khá kinh người khác những thiên tài kia, đương nhiên liền càng thêm giật mình, toàn bộ đều đang thì thầm nói chuyện. Tề sư tỷ kiếm đạo thiên phú cũng quá đáng sợ, không chỉ có đem kiếm nhất tu luyện tới đại viên mãn, vậy mà, đem kiếm nhị cũng tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất. Tề sư muội không hổ là tiên thiên thông minh thiên chi kiêu nữ, thiên tư của nàng cùng tu vi, có thể nói là đại sư tỷ phía dưới đệ nhất nhân. Nàng trên kiếm đạo thiên phú, vượt qua đại sư tỷ. Thật đơn giản một câu, tề phi vũ đích thật là chấn trụ không ít người. Mặc cho đám người như thế nào tán dương, Tề Phi Vũ nhưng như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không có vẻ kiêu ngạo, cũng không có một tia táo bạo. Loại kia lạnh nhạt khí chất, để ở đây chư vị bán thánh tổ sư đều liên tục gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Làm sao có thể, cái thiên kiều hai mắt đột nhiên co rụt lại, đồng tử bên trong tuôn ra hai đạo ánh sáng nóng rực. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Tề Phi Vũ tại ngắn ngủi trong một tháng, liền có thể có như thế cao thành tựu. Trừ phi Tề phi vũ tại thật lâu trước đó, liền đã đạt tới cảnh giới kia, chỉ là một mực dấu mà không lộ. Tề phi vũ đột nhiên thể hiện ra siêu phàm như vậy kiếm đạo thiên phú, vốn là tương đương khác thường sự tình, ai cũng không biết nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì. Nếu để cho nàng đạt được kiếm hồn băng phách, đối với lưỡng nghi tông, thật là một chuyện tốt sao? Tề hoành cười nói, nếu tề phi vũ trong vòng một tháng, tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, như vậy, kiếm hồn băng phách tự nhiên là nên ban thưởng cho nàng. Cái thiên kiều lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn thấy tề hoành, nói, lục sư huynh, lâm nhạc sư đệ còn chưa có xuất hiện, người làm sao lại kết luận hắn liền nhất định không bằng tề sư muội Tề hoành cùng cái thiên kiều đều là táng nguyệt kiếm thánh đệ tử, đồng thời, cũng đều là kiếm các người cầm kiếm một trong. Tề hoành nói, lâm nhạc chưa từng xuất hiện, không đã chú ý vị lấy hắn đã nhận thua. Hắn có lẽ là đang lúc bế quan, cho nên, quên thời gian, cái thiên kiều nói. Tề hoành trong mắt lóe lên một đạo vẻ lạnh lùng, Thế nhưng là trên mặt nhưng như cũng biểu hiện được có chút hiền lành bộ dáng, nói, nói không chừng hắn là tu luyện ra đường dễ đâu. Ai cũng biết, Lâm Nhạc gần nhất tu vi đột phá quá nhanh, tâm cảnh khẳng định sẽ tương đương bất ổn, liền xem như tổ hỏa nhập ma, cũng chưa chắc không có khả năng. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một cái tiếng thốt kinh ngạc, mọi người mau nhìn, Lâm Nhạc sư huynh lên núi đến rồi. Nghe được tin tức này, Tề Hoành tự nhiên là sầm mặt lại, lập tức hướng trên đường núi nhìn lại. Tề Phi Vũ cũng xoay người, mặc dù nàng cũng không có ngờ tới lâm nhạc sẽ xuất hiện vào lúc này đương nhiên trên mặt của nàng nhưng như cũng biểu hiện được thản nhiên cái thiên kiều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ thế nhưng là khi nàng nhìn thấy lâm nhạc thời điểm nụ cười trên mặt lập tức dần dần biến mất ngược lại trở nên tương đương ngưng trọng không chỉ có chỉ là cái thiên kiều ở đây tu sĩ nhìn thấy lâm nhạc thời khắc này bộ dáng toàn bộ đều ngơ ngẩn giờ phút này trường nhược trần tóc tai bù xù toàn thân đều là cho bụi trong mắt dày đặc tơ máu sắc mặt tương đương tái nhợt, cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Đây là, lâm nhạc, hàn tư nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lâm nhạc trong lòng của nàng, hẳn là một cái có thể cùng trương nhược trần so sánh kiếm đạo kỳ tài, làm sao lại biến thành bây giờ người này không người quỷ không quỷ dáng vẻ. Triệu vô duyên hít vào một ngụm khí lạnh, nói hắn đến cùng thế nào. Hẳn là đúng như tề hoành bán thánh nói, bởi vì tu luyện quá mức vội vàng sao động, ngược lại tẩu hỏa nhập ma. Lâm nhạc tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác quá nhanh, nói không chừng là bởi vì sử dụng cái gì cấm kỵ bí thuật, gặp phản phệ, một vị tề phi vũ người theo đuổi, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác y cười. Tàm đông nhíu mày, có chút tiếc hận, nói, nhìn hắn trạng thái, rất có thể thật là luyện kiếm nhập ma. Một cái kiếm đạo kỳ tài, hẳn là cứ như vậy đem mình luyện phế đi. Trương nhược trần thời khắc này bộ dáng, đích thật là có chút dọa người, nhìn một cái, đúng như cùng là tẩu hỏa nhập ma nhìn thấy hắn cái dạng này, đã có người tại tiếc hận, cũng có người thật cao hứng. Lão đại, người đến cùng thế nào? Lão đại, người tuyệt đối đừng làm ta sợ. Tuân hoa liếu cùng mục cát cát tương đương lo lắng Trương Nhược Trần thật tẩu hỏa nhập ma, thế là, lập tức hướng Trương Nhược Trần vào tới. Táng Nguyệt Kiếm Thánh cũng tại cẩn thận quan sát lâm nhạc, đột nhiên, hắn giống như là nhìn ra một ít gì đó, cặp kia cơ trí trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể. Lúc này mới thời gian một tháng, hắn hẳn là đã nhanh muốn đạt tới cảnh giới kia nhìn thấy tuân hoa liễu cùng mục cắt cát phóng tới lâm nhạc táng nguyệt tinh xứ lập tức ngón tay búng một cái một hạt điểm sáng từ đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài hóa thành một cái kiếm khí lồng ánh sáng đem lâm nhạc thân thể hoàn toàn bắt đầu thủ hộ bành bành tuân hoa liễu cùng mục cắt cát thu lại không được bước chân đâm vào kiếm khí lồng ánh sáng phía trên thân thể bay ngược ra ngoài rơi là thất điên bát đảo táng nguyệt kiếm thánh nói không cần quấy nhiễu hắn hắn ngay tại ngộ kiếm. Ngộ kiếm, tề hoành tự nhiên không tin Trương Nhược Trần thật là tại ngộ kiếm, lập tức hướng tám nguyệt kiếm thánh nhìn lại, nói, sư tôn, đệ tử minh bạch ngươi rất thưởng thức lâm nhà kiếm đạo thiên phú, thế nhưng là đệ tử cảm thấy hắn tình trạng thật sự có chút không ổn, hay là kịp thời an dưỡng tốt một chút, vạn nhất làm trễ nải canh giờ, chỉ sợ. Hậu quả khó mà lường được. Táng Nguyệt Kiếm Thánh lộ ra một đạo ánh mắt sắc bén, hướng Tề Hoành chầm chầm đi, nói, đợi một chút lại có làm sao nếu là thật sự ngoài ý muốn nổi lên bản tỏa tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn tề hoành toàn thân mồ hôi lạnh như mưa ngậm miệng lại thận trọng lui xuống đi ánh mắt của hắn hướng lâm nhạc trông đi qua trong lòng có chút nghi hoặc sư tôn như thế che chở hắn hẳn là hắn thật là tại ngộ kiếm liền muốn đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ nhất tề phi vũ cũng không có một vẻ bối rối vẫn như cũ lòng tin mười phần coi như trương nhược trần đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ nhất cũng căn bản uy hiếp không được nàng đồng dạng là tầng cảnh giới thứ nhất cũng là có chia cao thấp thời gian nhanh chóng xói mòn rất nhanh liền đi qua một canh giờ mọi người ở đây sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm đột nhiên đứng tại kiếm khí lồng ánh sáng bên trong lâm nhạc ngẩng đầu lên hai mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra mỉm cười ta cuối cùng là minh bạch nguyên lai kiếm nhị lại là huyền diệu như thế làm hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trong mắt tơ máu đã toàn bộ biến mất sau đó hắn lấy ra hai khối linh tinh nắm ở trong tay, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao rất nghiêm trọng chân khí. Đám người lại đợi nửa canh giờ, Trương Nhược Trần mới lần nữa đứng dậy. Mặc dù, hắn như trước vẫn là tương đương mỏi mệt, thế nhưng là khí sắc lại khôi phục không ít, không người hướng táng nguyệt kiếm thánh cúi đầu, nói, đa tạ kiếm thánh. Táng nguyệt kiếm thánh nhìn phía dưới Trương Nhược Trần, lập tức, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Trương Nhược Trần trước người, miệng bên trong phát ra, chật chật, thanh âm, nói, người đã đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai âm dương hỗn độn hết thảy đều không thể gạt được kiếm thánh con mắt trương nhược trần mỉm cười cho dù là lấy tá nguyệt kiếm thánh tâm cảnh nghe được trương nhược trần chính miệng thừa nhận cũng là tương đương chấn động nếu là kẻ này thật sự có thể trong vòng một tháng liền tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai như vậy ngộ tính của hắn hắn trên kiếm đạo thiên phú đơn giản đã đạt tới biến thái trình độ cho dù là kinh tài tuyệt diếm kiếm đế cũng chưa chắc so với hắn càng thêm ưu tú đây là yêu nghiệt sao? Trương Nhược Trần cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh đối thoại, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng nghe được, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 698, có thể đi vào kiếm các tu sĩ, tự nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi kiêu tử, bọn hắn đương nhiên minh bạch, tại Ngư Long cảnh đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ hai đại biểu ý nghĩa trọng đại. Phải biết, cho dù là thần thoại đồng dạng Táng Nguyệt Kiếm Thánh, tại Ngư Long cảnh thời điểm, cũng chỉ là đem kiếm nhị tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai rất hiển nhiên, lâm nhạc thành tựu tuyệt sẽ không dừng lại tại hiện tại trình độ, tương lai còn sẽ có tăng lên rất nhiều không gian. hắn thật đã tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. tề phi vỗ trên khuôn mặt bình tĩnh mà xinh đẹp kia, rốt cục phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. cho dù là tâm cảnh của nàng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, không thể nào tiếp thu được sự thật này. phải biết, vừa mới qua đi một tháng thời gian mà thôi. nếu để cho hắn một năm, hoặc là thời gian 10 năm, kiếm đạo của hắn tạo nghệ lại đem đạt tới trình độ nào. Đẹp trai, quá đẹp rồi, không hổ là lão đại, cảnh giới kiếm đạo của hắn, chỉ có thể để cho chúng ta nhìn lên, tuân hoa liễu đem lồng ngực rất cao một chút, sau này, có lâm nhạc lão đại chỗ dựa, tại lưỡng nghi tông, ai còn dám trêu chọc hắn. Tề hoành sắc mặt, trở nên có chút âm trầm, làm sao cũng không tin lâm nhạc kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt tới kiếm nhị tầng thứ hai âm dương hỗn độn cảnh giới. Hắn đi về phía trước ra ngoài, đầu tiên là hướng tám nguyệt kiếm thánh cúi đầu, sau đó, mới nói, sư tôn, đệ tử đối với kiếm đạo vẫn là rất có nghiên cứu, thật sự là có chút không tin, chỉ dùng một tháng, liền có thể tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai. Đương nhiên, đệ tử cũng không phải là hoài nghi lâm nhạc, chỉ là cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Táng nguyệt kiếm thánh tâm tình vô cùng tốt, lâm nhạc kiếm đạo thiên phú, rốt cuộc làm hắn thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần lâm nhạc có thể một mực dựa theo tốc độ bây giờ trưởng thành tiếp, đại hội luận kiếm thời điểm, lo gì lưỡng nghi tông không thể tiếp tục độc chiếm vị trí đầu hắn nhìn chằm chằm tề hoành, cười cười, nói, như vậy, người cảm thấy nên như thế nào nghiệm chứng. Tề hoành nói, đệ tử đề nghị, để tề phi vũ cùng lâm nhạc tỉ thí một trận, nếu là lâm nhạc có thể thủ thắng, tự nhiên có thể phục chúng. Cái thiên kiều lập tức đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói, lục sư huynh, phương thức của ngươi, không quá công bằng a. Tề sư muội tu vi, đã đạt tới ngư long đệ cửu biến. Thế nhưng là, lâm nhạc sư đệ tu vi, chỉ là ngư long đệ ngũ biến coi như lâm nhạc sư để kiếm đạo tạo nghệ so tề sư muội cao, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Tề hoành càng xem cái thiên kiều càng không vừa mắt, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nếu không phải có táng nguyệt kiếm thánh che chở, hắn cũng sớm đã đem cái thiên kiều diệt trừ. Tề hoành đem cái kia cỗ lửa giật, giấu ở trong lòng, cũng không biểu lộ ra. Có thể chỉ so với kiếm pháp, không thể so với tu vi, tề phi vỗ đi ra, thần thái mười phần thanh nhã, hai con ngươi thẳng nhìn chăm chú về phía trương nhược trần, nói, kỳ thật, ta đã sớm muốn cùng lâm nhạc sư đệ luận bàn kiếm pháp, lần này, là cơ hội khó được. Táng Nguyệt kiếm thánh khẽ gật đầu, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, lâm nhạc, đã ngươi công bố tu luyện tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, có phải hay không cũng hẳn là hướng tất cả mọi người chứng minh mình. Trương Nhược Trần đi ra phía trước, đi vào tề phi vũ đối diện, nói ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo tề sư tỷ cao chiêu, đã có một cái cơ hội như vậy, luận bàn một chút cũng không sao. Đám người hướng lui về phía sau, cho Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ nhường ra một mảnh rộng lớn sân bãi. Trong đám người, một vị ngư long đệ thất biến thiên tri kiêu nữ, thoáng có chút kinh ngạc, nói, nghe nói, Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ quan hệ tương đối thân mật, là một đôi người yêu, làm sao lại bởi vì kiếm hồn băng phách ra tay đánh nhau. Kiếm hồn băng phách chính là kiếm các tầng thứ năm dựng dục ra tới trí bảo, cách mỗi 20 năm mới có thể đản sinh ra một khối, đối với kiếm tu, có vô tận dụ hoặc. Vì đạt được kiếm hồn băng phách, đừng nói là một đôi người yêu sẽ quyết liệt, liền xem như thân huynh đệ, thân phụ mẫu, đoán chừng cũng sẽ ở sau lưng lén ra tay. Kỳ thật, lâm nhạc cùng tề phi vũ thật là trai tài gái sắc, mà lại kiếm đạo của bọn họ thiên phú cũng đều là siêu quần bạt tụy, có thể nói là lưỡng nghi tông kim đồng ngọc nữ. Nếu là, bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Ai, đáng tiếc, ở đây tu sĩ, toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Trong đó, rất nhiều người hay là hết sức coi trọng Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ tiến tới cùng nhau, nhìn thấy hai người bọn họ vì kiếm hồn băng phách mà quyết liệt, cảm thấy tương đương tiếc hận. Ngược lại là đứng trên quảng trường hai người, nhưng thủy chung 10 phần bình tĩnh. Bạch Tề Phi Vũ rũi ra một cái tuyết trắng ngọc thủ, lập tức cóng lên cổ kiếm, chấn động một cái, lôi ra một đạo thật dài kiếm quang, rời vỏ bay ra ngoài, rơi vào trong tay nàng. Trương Nhược Trần lấy ra hư không kiếm, nói: "Tề sư tỷ, đắc tội." hướng về phía trước phóng ra bước chân, trương nhược trần thân hình, giống như biến thành quỷ mị, chỉ để lại từng đạo bóng dáng. Trong tay hắn hư không kiếm, nhanh chóng vẽ ra một cái cự đại kiếm khí vòng tròn, hướng bốn phía phóng xạ ra ngoài. Phàm là bị kiếm khí vòng tròn bao phủ địa phương, lập tức ngưng tụ thành một cái hắc bạch giao thế thái cực ấn ký, một nửa là đêm tối, một nửa là ban ngày. Cùng lúc đó, tề phi vũ cũng là đem kiếm nhất phung, kiếm khí giao tiếp cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn hình dạng. Cổ kiếm bên trong bay ra hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong đó một cỗ lực lượng cực kỳ âm hàn, ngưng tụ thành một mảnh lãnh vân, một cỗ lực lượng khác lại tương đương dương cương, ngưng tụ thành một mảnh hỏa vân. Hai cỗ tương đối lực lượng không ngừng luân chuyển biến hóa. Một vị bán thánh tổ sư tán thán nói, hai người bọn họ quả nhiên đều đạt tới kiếm nhị tầng cảnh giới thứ nhất, âm dương giao thế. Bất quá, bọn hắn lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo nhưng lại có chút khác biệt. Một vị khác bán thánh tổ sư nói, hiển nhiên Tề phi vô tu luyện là chính thống nhất kiếm đạo, âm dương nhị khí cùng kiếm pháp hòa làm một thể, cho người ta một loại biến hóa khó lường cảm giác. Về phần lâm nhạc, lão phu cũng có chút xem không hiểu, hắn thi triển ra kiếm đạo, đích thật là ẩn chứa âm dương giao thế chân lý, thế nhưng là vì sao lại có một cỗ khác huyền bí lực lượng, cũng lưu chuyển tại kiếm pháp bên trong. Táng nguyệt kiếm thánh nắn vuốt sợi dâu, cười nói, đó là ban ngày cùng đêm lực lượng, cũng là trời và đất lực lượng. Nếu là bản tỏa không có đoán sai, Lâm Nhạc hẳn là tham khảo thiên cốt nữ đế kiếm nhị bút ký, lại dung nhập chính thống kiếm đạo. Kẻ này ngộ tính, thật là khá kinh người. Nghe được táng nguyệt kiếm thánh giảng giải, ở đây mấy vị bán thánh, lập tức đều lộ ra vẻ kinh dị. Kỳ thật, tề phi vũ cũng tương đương ưu tú. Một vị có chút già nua bán thánh, nói kiếm thánh, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, đem bọn hắn bồi dưỡng thành thiên kiếm cùng địa kiếm người cầm kiếm. Lấy hai tiểu gia hỏa này trên kiếm đạo tạo nghệ, nếu là tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, lại nắm giữ thiên kiếm cùng địa kiếm trăm năm về sau nhất định có thể trở thành lưỡng nghi tông thủ hộ giả tá nguyệt kiếm thánh thoáng có chút động dung nếu không phải cái thiên kiều hướng hắn bẩm báo liên quan tới tề phi vũ một số việc hắn nói không chừng thật sẽ cực lực đi tác hợp về phi vũ cùng lâm nhạc đem hai người bồi dưỡng thành thiên kiếm cùng địa kiếm người cầm kiếm về phần hiện tại hắn chỉ có thể trước chờ tông môn đối với tề phi vũ cùng tề gia điều tra kết quả nếu là tề gia thật cùng ma giáo có liên hệ vô luận tề phi vũ thiên tư cao bao nhiêu cũng nhất định phải bóp chết. Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm pháp, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực, đem Tề Phi Vũ hoàn toàn nuốt vào. Tề Phi Vũ tựa như là rơi vào một mảnh khác thời không, tại đỉnh đầu của nàng, ban ngày cùng đêm tối không ngừng chuyển hóa, khi thì mặt trời chói trang, khi thì mãn thiên tinh thần. Bỗng nhiên, bầu trời nắng gắt, biến thành lâm nhạc thân thể. Tay hắn cầm một thanh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chiến kiếm, hướng nàng nhanh chóng đâm xuống, Tề Phi Vũ mảy may đều không hoảng loạn, lập tức nghênh kích đi lên hai kiếm nhanh chóng đụng vào nhau, hắc bạch giao thế kiếm khí lĩnh vực, đem tề phi vũ thi triển ra kiếm khí lĩnh vực, ép tới hướng về sau rút lui. ầm ầm, sau một khắc, tề phi vũ kiếm khí lĩnh vực vỡ nát, thân hình hướng về sau trượt ra ngoài, một mực thối lui đến bên ngoài hơn 10 trường. Âm dương hỗn độn, trương nhược trần căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc, thi triển ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai, thân thể cùng kiếm đồng thời lao ra, lấy một loại dễ như trở bàn tay khí thế, đánh về phía tề phi vũ tim dạng này một cỗ lực lượng tựa như là muốn đem tể phi vũ đánh chết tại chỗ thủy trung vọng nguyệt bị bất đắc dĩ tể phi vũ đành phải điều động toàn thân thánh khí thi triển ra âm nghi cửu kiếm bên trong chiêu thức hướng về phía trước vung ra một kiếm bành một đạo nguyệt nha hình dạng kiếm khí bay ra ngoài phát ra chói tai tiếng rít lấy lực lượng mạnh mẽ đem trương nhược trần đánh lui trương nhược trần lui về phía sau mấy chục bước đứng vững bước chân nhìn một chút trên cánh tay một đạo vết máu thầm nghĩ trong lòng Tề Phi Vũ tu vi quả nhiên là khá cao sâu, coi như so ra kém cái Thiên Kiều cùng Ma Tử Âu Dương Hoàn, cũng so Ngư Long Đệ cửu biến thánh thể phải cường đại hơn một chút. Tề Phi Vũ đem cổ kiếm thu vào, cười nhạt một tiếng, nói ta thua rồi. Lâm Nhạc sư đệ kiếm đạo tu vi, quả nhiên là rất không tầm thường, kiếm hồn băng phách lẽ ra về ngươi. Hy vọng Lâm Nhạc sư đệ tại đại hội luận kiếm, có thể đại biểu Lưỡng Nghi tông bại tận thiên hạ sở hữu tuổi trẻ kiếm tu. Sau đó, Tề Phi Vũ liền lui xuống, lúc đầu hai người bọn họ hẹn xong chỉ so với kiếm không thi triển tu vi tề phi vũ dẫn đầu thi triển ra ngư long đệ cử biến tu vi mặc dù đem trương nhược trần đánh lui lại là phá hủy quy tắc tự nhiên xem như chiến bại người mà lại lâm nhạc đã thi triển ra kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai rất hiển nhiên trên kiếm đạo tạo nghệ cao hơn tề phi vũ một chút kiếm hồn băng phách tự nhiên cũng liền nên thưởng ban cho hắn nàng cứ như vậy tùy tiện đem kiếm hồn băng phách tặng cho ta trương nhược trần sờ lên cái cằm nhìn chằm chằm tề phi vũ bóng lưng rời đi. Coi như nàng chịu từ bỏ kiếm hồn băng phách, người của tề gia chỉ sợ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này, hay là cẩn thận là hơn, tề phi vũ cùng lâm nhạc một trận kiếm đạo giao phong, cho ở đây tu sĩ, tạo thành không nhỏ kích thích. Bọn hắn nhao nhao tiến vào kiếm các, bắt đầu điên cuồng tu luyện, cũng nghĩ tu luyện thành kiếm nhất, thậm chí là kiếm nhị. Trương Nhược Trần từ táng nguyệt kiếm thánh nơi đó, nhận lấy đến kiếm hồn băng phách, liền đến đến chữ huyền phòng số 18, tiến vào một gian bế quan phòng, đem bế quan trong phòng trận pháp khởi động. Đem chứa kiếm hồn băng phách hộp, để dưới đất, đưa nó mở ra. Chỉ gặp, kiếm hồn băng hồn là một khối trứng bồ câu lớn nhỏ băng tinh, hiện lên màu ngà sữa, tiêu tán ra 10 phần băng lãnh hàn khí. Một thanh trừng hạt gạo kiếm, lơ lửng tại tinh thể nội bộ, lóe ra hào quang sáng tỏ. chương 699, cảm nhận được kiếm hồn băng phách khí tức, trương nhược trần kiếm ý chi tâm, mãnh liệt rung động quả nhiên là một kiện khó lường bảo vật. Trương Nhược Trần ngăn chặn kiếm ý chi tâm, đem chứa kiếm hồn băng phách hộp khép lại, đem nó thu vào. Kiếm hồn băng phách đích thật là đồ tốt, thế nhưng là thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao mặt mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định đợi đến trùng kích kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, lại phục dụng kiếm hồn băng phách. Kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba, gọi là âm dương lưỡng phân. Đây cũng là một đạo khảm, độ khó tương đương to lớn, không phải nhất thời bán hội liền có thể đột phá qua được. Lúc còn trẻ táng nguyệt kiếm thánh, cũng là một vị kinh thiên vĩ địa kiếm đạo kỳ tài, tại ngư long cảnh thời điểm, nhưng vẫn là bị cảnh giới này làm khó, tốn hao thời gian 6 năm, cũng không thể đột phá. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không sốt ruột hiện tại liền đi trùng kích kiếm nhị tầng cảnh giới thứ ba mà là chuẩn bị trùng kích ngư long đệ lục biến. Đồng thời, hắn cũng phải tốn hao bộ phận thời gian, củng cố kiếm nhị tầng cảnh giới thứ hai hôm nay hắn cùng tề phi vũ vẻn vẹn chỉ là tỷ thí kiếm pháp cũng không có thi triển ra chân khí thánh khí bởi vậy hắn mới đánh bại tề phi vũ nhưng là đại hội luận kiếm thời điểm tuyệt không chỉ là tỷ thí kiếm pháp đơn giản như vậy mà là thực lực chân chính đọ sức chỉ bằng chương nhược trần hiện tại ngư long đệ ngũ biến tu vi cho dù là đối đầu tề phi vũ cũng là bại nhiều thằng ít huống chi đại hội luận kiếm thời điểm còn muốn đối mặt côn lôn giới đứng đầu nhất những nhân kiệt đó trong đó có mấy người thậm chí có thể cùng cái thiên kiều phân cao thấp. Nếu là, Trương Nhược Trần cảnh giới tăng lên không ngừng, làm sao có thể đủ cùng bọn hắn chống lại. Ngay tại Trương Nhược Trần ngay tại cô động chân khí, vì trùng kích ngư long đệ lục biến làm chuẩn bị thời điểm, hắn đánh với tể phi vũ một trận tin tức, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế truyền khắp toàn bộ lưỡng nghi tông. Lâm nhạc, cái tên này, rốt cuộc truyền vào lưỡng nghi tông chư vị bán thánh, thánh giả tổ sư trong tai. Cùng lúc đó, một tòa bí ẩn trong động phủ, tề ra ba vị bán thánh lão tổ cùng tề phi vũ, tụ tập cùng một chỗ, ngay tại bí mật trao đổi. Tề hoành lộ ra tức giận thần sắc, trong mắt lóe lên một đạo sát khí, nói, lâm nhạc kiếm đạo thiên phú thực sự thật đáng sợ, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, khẳng định sẽ ảnh hưởng thần giáo kế hoạch. Hay là do ta xuất thủ, thần không biết quỷ không hay đem hắn diệt trừ, mới an toàn nhất. Tề phi vũ lắc đầu, nói, lâm nhạc đã không phải là đã từng cái kia lâm nhạc, rất có thể là thế lực khác. An trí tại lưỡng nghi tông một con cờ, hắn chưa hẳn liền sẽ đại biểu lưỡng nghi tông tham gia đại hội luận kiếm. Phi vô y tứ, cái kia lâm nhạc nhưng thật ra là muốn lợi dụng kiếm các tài nguyên, tăng lên tu vi kiếm đạo của mình, chưa chắc sẽ thực tình thay lưỡng nghi tông làm việc một vị mặt đỏ tề ra bán thánh nói. Điểm này ta nói không chính xác, tề phi vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta chẳng qua là cảm thấy, giống cái kia dạng kiếm đạo thiên tài, nếu là cứ như vậy bị giết chết, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nếu là có thể đem hắn thu phục, tương lai nhất định là chúng ta một chương vương bài. Tề hoài ngư lạnh một tiếng, người phần cường thế nói, phi vũ, người hay là tuổi còn rất trẻ, quá không quả quyết. Chỉ cần là không thể vì bản thân ta sử dụng người, thiên phú càng cao, thì càng đáng chết. Chuyện này, người cũng đừng có lại cắm tay, giao cho ta đến toàn quyền phụ trách. Kiếm đạo đại hội trước, lâm nhạc phải chết, mặc dù, tề phi vũ là thánh nữ thân phận, có được rất lớn quyền lực, có thể điều động đại lượng nhân lực cùng tài lực, tuy nhiên lại không có tư cách điều lệnh bán thánh trừ phi thánh nữ có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới mới có thể điều lệnh trong giáo bán thánh bởi vậy tề hoành quyết định muốn giết lâm nhạc thời điểm tề phi vũ mặc dù cảm thấy có chút không ổn cũng không có đưa ra ý kiến phản đối trương nhược trần tại kiếm các tầng thứ nhất dòng dã bế quan tu luyện hai tháng đem ngư long đệ ngũ biến tu vi rốt cuộc củng cố xuống tới sau đó hắn lại tốn hao thời gian nửa tháng thành công mở ra đầu thứ ba thánh mạch âm duy thánh mạch tu vi nhất cử đột phá đến ngư long đệ lục biến. Trương Nhược Trần điều động trong khí hải chân khí, vận đến cánh tay trái kinh mạch. Lập tức, trong kinh mạch chân khí, tràn vào âm duy thánh mạch, chuyển hóa làm thánh khí, khiến cho hắn cánh tay trái lực lượng tăng cường mấy lần. Lấy hắn tu vi hiện tại, đã bước vào cường giả hạng nhất hàng ngũ, đủ để cùng ngư long đệ cửu biến thánh thể khiêu chiến. Bằng vào ta tu vi hiện tại, hẳn là có thể đi làm chính sự. Trương Nhược Trần đi vào lưỡng nghi tông, mục đích lớn nhất chính là vì dò xét thiên địa tế đàn bí mật. Chỉ bất quá, trước kia thời cơ cũng không thành thục, Trương Nhược Trần không dám vì tiện hành động. Bây giờ lại khác biệt, không chỉ có số lớn tu sĩ tiến vào kiếm các tu luyện, để nguyên bản thanh tịnh kiếm các, trở nên có chút ngư long hỗn tạp. Mà lại, lấy táng nguyệt kiếm thánh làm đại biểu kiếm các người cầm kiếm, đem đại bộ phận lực chú ý chuyển rời đến tề ra trên thân, đối với kiếm các giám sát, khẳng định sẽ có sơ sẩy. Hiện tại, chính là Trương Nhược Trần hành động tốt nhất thời khắc. Trương Nhược Trần đem tiểu hắc từ đồ quyển thế giới bên trong phóng ra, thấp giọng phân phó kiếm các bên ngoài tòa kia tế đàn, có một chỗ thông hướng lòng đất lối vào. Đêm nay, chúng ta liền đi dò xét tế đàn lòng đất đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mặc vào lưu tinh ẩn thân y, Trương Nhược Trần thân thể, lập tức từ biến mất tại chỗ, lập tức, rời đi bế quan phòng, hướng trong sân rộng tòa kia tế đàn vào tới. Tiểu hắc thân thể, vụt nhỏ lại, trở nên chỉ có con kiến lớn nhỏ nó tựa như là một hạt điểm sáng màu đen, nhanh chóng nhảy vọt, vậy mà so trương nhược trần trước một bước bay đến phía trên tế đàn. Tiểu Hắc tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao, căn bản không cần trương nhược trần phân phó, liền bắt đầu nghiên cứu trên tế đài trận pháp minh văn. Rất nhanh, nó liền phát hiện manh mối, nói quả nhiên có vấn đề, trên tế đài minh văn, cùng tại khư giới chiến trường phát hiện thiên địa tế đàn bên trên minh văn, có thật nhiều chỗ tương tự. Nếu là bản hoàng đoán được không sai, hiện tại, chúng ta nhìn thấy tế đàn, chỉ là lộ tại mặt ngoài một góc tế đàn bản thể rất có thể giấu ở lòng đất tế đàn bản thể giấu ở lòng đất trương nhược trần ánh mắt hướng bên dưới tế đàn phương nhìn lại trương nhược trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra bao trùm tại trên tế đài không ngừng điều tra đại khái một khắc đồng hồ về sau rốt cục tại góc đông bắc vị trí trương nhược trần phát hiện một cái thông hướng lòng đất lối vào cửa vào vị trí tương đương bí ẩn không chỉ có dùng to lớn ngọc thạch phong bế mà lại còn bố trí có trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách đưa nó phát hiện. Trương Nhược Trần đưa bàn tay, ấn tại khối kia ngọc thạch trên vách tường, vận chuyển thể nội thánh khí, đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Hoa, ngọc thạch vách tường mặt ngoài, tuôn ra một tầng bạch sắc quang mang, đem Trương Nhược Trần lực lượng phản chấn trở về. Trương Nhược Trần một mực hướng về sau trượt hơn 10 trượng khoảng cách, mới một lần nữa ổn định bước chân. Bằng vào man lực, làm sao có thể phá ra được trận pháp hay là để bản hoàng đến đem nó mở ra. Tiểu Hắc bay xuống ngọc thạch phách tường phía dưới, một cặp móng toát ra hào quang màu đen tại trên ngọc thạch khắc họa. Vậy mà để trận pháp minh văn phát sinh bộ phận cải biến, Tiểu Hắc vỗ vỗ song chảo cười hắc hắc, kêu lên mở. Ngọc thạch phách tường chậm rãi di động, hướng dưới nền đất chìm, lộ ra một cái chỉ có thể cho phép một mình ra vào lối vào. Trương Nhược Trần nhanh chóng lách mình, lập tức vọt vào. Oanh, ngọc thạch đại môn, một lần nữa đóng lại. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc dọc theo một đầu thông hướng lòng đất thềm đá, thận trọng tiến lên, đem khí tức trên thân thu liễm đến cực hạn. Một, hai, ba, bốn. Mỗi đi một bước, Trương Nhược Trần đều sẽ tận lực đi tính toán, muốn biết đã đạt tới vị trí nào. Đại khái hướng phía dưới đi ba vạn bậc thang, Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói chúng ta hết thảy hướng phía dưới đi 9.000 mét, vị trí hiện tại cũng đã là tại đệ nhị trọng sơn đỉnh núi vị trí, chẳng lẽ cái này một tòa đàn tế, một mực liên tiếp đến cổ thần sơn chân núi. Cổ thần Sơn thất trọng núi, mỗi một trọng đều là 9.000m độ cao, tổng cộng cao tới 63.000m. Nếu là tòa tế đàn này, thật là từ cổ thần Sơn chân núi, một mực tu kiến đến đệ tam trọng Sơn đỉnh núi, chẳng phải là cao tới 2, 3 vạn .000 mét. Vẹn vẹn chỉ là một tòa đàn tế, thế mà tu kiến đến kinh người như thế độ cao, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Càng là đi xuống dưới đi, Trương Nhược Trần thì càng kinh hãi. Lưỡng Nghi Tông vì sao muốn đem cổ thần Sơn trước Tam Trọng Sơn hoàn toàn móc sạch, thành lập được một tòa khổng lồ như thế tế đàn. Thật chẳng lẽ chính là chỉ giao ra gia lệnh, kiến tạo là thiên địa tế đàn, muốn đem chọn cái côn lôn giới đều luyện hóa. Thông đạo bốn phía, tất cả đều là dùng ngọc thạch đắp lên, ở trong đó một chút vị trí trọng yếu, càng là khảm nạm có linh tinh. Tiểu Hắc không ngừng nghiên cứu trên ngọc thạch minh văn, rốt cuộc dò xét ra kết quả, nhãn thần trở nên tương đương ngưng trọng, nói côn lôn giới đoán chừng thật xảy ra đại sự. Thế nào, Trương Nhược Trần nghiêm nghị hỏi. Tiểu Hắc nói, cái này một tòa đàn tế phía trên Minh Văn, cùng khư giới trên chiến trường những cái kia tế đàn Minh Văn giống nhau như đúc, mà lại, càng thêm phức tạp, số lượng càng nhiều, phát huy ra uy lực, tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn. Có thể khẳng định, tỷ như cùng đệ nhất Trung ương đế quốc triều đình có quan hệ. Cái này một tòa đàn tế, còn cùng lưỡng nghi tông lòng đất thánh mạch, liên tiếp cùng một chỗ, có thể tùy thời rút ra thánh mạch bên trong thánh khí, làm thế đại cung cấp năng lượng. Lưỡng nghi tông lòng đất thánh mạch, quán xuyên toàn bộ Đông vực. Hiện tại, Lưỡng nghi tông dựng lên tế đàn, như vậy, một khi bắt đầu tế tự, đến phát huy ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ Đông vực chỉ sợ đều sẽ bị quét sạch đi vào. Càng để cho người bất an là, cái này một tòa đàn tế, còn cùng Côn Lôn giới bên ngoài khư giới tế đàn nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái thiên địa đại trận. Có thể tưởng tượng, tại Côn Lôn giới, trung vực, bắc vực, nam vực, tây vực, nhất định còn có tương tự thiên địa tế đàn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, phát hiện có người hướng phương hướng của hắn đi tới, thế là, lập tức đem tiểu hắc bắt được, đưa nó bắt vào lưu tinh ẩn thân y. Cộc cộc, tiếng bước chân dần dần tiếp cận, một cái có chút thanh âm quen thuộc, từ đằng xa trong thông đạo truyền đến, từ xa đến gần, nói, Ninh Tông Chủ, cái này một tòa thiên địa tế đàn đã xây dựng 500 năm, có thể hay không kéo quá lâu rồi. Nữ hoàng mệnh lệnh, bản tông làm sao dám lãnh đạo. Chỉ bất quá, bản tông một mực không thể lý giải, Nữ hoàng đại nhân vì sao muốn xây cái này một tòa thiên địa tế đàn, một cái có chút thanh âm giả nua vang lên. Không nên hỏi đồ vật, tốt nhất đừng hỏi. Người chỉ cần biết, nữ hoàng đại nhân một câu, có thể cho lưỡng nghi tông, tại trong vòng 500 năm, phát triển thành đông vực vạn tông đứng đầu. Đồng giạc nữ hoàng đại nhân muốn để lưỡng nghi tông vạn kiếp bất phục, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Đó là thánh thư tài nữ thanh âm. Khoảng cách gần như thế, thánh thư tài nữ có thể hay không phát hiện dấu ở lưu tinh ẩn thân y bên trong chương nhược trần, cho dù là Trương Nhược Trần, cũng một điểm nắm chắc cũng không có. Giờ phút này, coi như muốn trốn, đoán chừng cũng trốn không thoát. Hai người kia càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, vội vàng khống chế nhịp tim, ngừng thở, đem khí tức trên thân, thu liếm đến cực hạn. chương 700, bỗng dưng, vị kia bị thánh thư tài nữ xương là, ninh tông chủ, đạo bào lão giả, đột nhiên dừng bước, hướng cách đó không xa thông đạo nhìn thoáng qua, thân sắc trở nên mười phần nghiêm nghị nói có chút không đúng, lão phu cảm nhận được một gỗ xa lạ khí thức, hẳn là có người đến qua nơi này. Xoạt, đạo bao tay của lão giả cánh tay vung lên, lòng bàn tay đánh ra mấy chục đạo thánh khí quang hoa, bay về phía phân bố tại bốn phương tám hướng 37 tòa thông đạo. Mỗi một đạo thánh khí quang hoa, đều là ẩn chứa có một đạo sóng âm, đồng thời hướng tỏa chấn tại trong tế đàn thủ vệ chiến sĩ đưa tin qua, để bọn hắn tăng cường đề phòng. Thánh thư tài nữ mặc một thân trường bào màu trắng, dáng người thon dài, màu đen nhánh tóc dài dùng phát quan buộc chặt lên, một bộ tuấn tiếu công tử cách ăn mặc. Tay nàng nắm một thanh viết lấy văn tự quạt xếp, lộ ra môi hồng răng trắng, phong độ nhẹ nhàng. Ninh Tông Chủ, nơi này liền giao cho ngươi, nàng mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, lại nói, nếu là thiên địa tế đàn bí mật, không cẩn thận truyền ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn. Nói xong lời này, thánh thư tài nữ trực tiếp trực chuyển thân, tiến vào bên trong một cái lối đi, nhanh chóng rời đi. Trương Nhược Trần liền trốn ở ngoài 20 trượng một chỗ ngóc ngách, sử dụng lưu tinh ẩn thân y đem thân thể chăm chú bao vây lại, thế nhưng là, cái kia đạo bào lão giả lại như là phát hiện cái gì, trực tiếp hướng hắn vị trí đi tới. Càng ngày càng gần, 15 trượng, 14 trượng, 13 trượng, âm ầm, nơi xa, truyền đến một đạo chiến đấu thanh âm, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được hai cỗ lực lượng khổng lồ, đụng vào nhau. Ngay sau đó, tế đàn có chút lay động một cái. Bên trong một cái thông đạo, Tuôn ra kình khí cường đại, hóa làm chân khí chảy, đánh sâu vào tới, tại ngọc thạch trên vách đá gãy ra, hô hô, tiếng rít. Tông chủ, một vị bán thánh xâm nhập tế đàn huyền cổ tầng, đã liên sát 12 vị thủ vệ chiến sĩ. Một đạo khẩn cấp truyền âm, tiến vào đạo bào lão giả trong tai. Hừ, lập tức, đạo bào lão giả lập tức dừng bước lại, hóa thành di chuyển nhanh chóng hư ảnh, hướng cái kia tuôn ra khí kình thông đạo, vọt tới. Chẳng lẽ còn có những người khác tiến vào tế đàn? trương nhược trần thật dài thở ra một hơi xoa xoa mồ hôi chán trâu cảm giác là từ địa ngục môn miệng đi một vòng hắn lập tức đứng dậy hướng thông hướng dưới nền đất phương thông đạo vọt vào nơi đây không thể ở lâu nhất định phải lập tức rời đi vừa rồi lão đạo kia rất có thể chính là lưỡng nghi tông tông chủ thà huyền đạo nếu là bị hắn phát hiện trương nhược trần liền khẳng định là thập tử vô sinh hiện tại nếu là theo đường cũ trở về hoàn toàn chính là chịu chết thế nhưng là trương nhược trần tin tưởng cái này một tòa thiên địa tế đàn, tuyệt đối không chỉ một cánh cửa. Cổ thần sơn dưới núi, nhất định còn có khác lối ra. Trốn, 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 trương nhược trần cấp tốc hướng phía dưới phóng đi, bởi vì mặc có lưu tinh ẩn thân y, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, rất nhanh liền đến thiên địa tế đàn tầng dưới chót nhất. Quả nhiên, thiên địa tế đàn dưới đáy, trương nhược trần phát hiện một cái cao tới 20 trượng cửa đá. Trên cửa đá, có khắc hai đầu cuộn tại cùng nhau giao long, mở ra móng vuốt, hiện lên hướng về phía trước nhào tư thái. Cửa đá hai bên trái phải vách tường, hướng vào phía trong lõm, tại cái kia lõm vị trí, riêng phần mình đang đứng một tôn cao hơn 3 mét kim loại cự nhân. Bọn chúng cầm trong tay chiến phủ, đứng im bất động, tựa như là hai tôn dùng kim loại đúc nóng thành chiến tướng tượng thần. Trương Nhược Trần đi vào cửa đá phía dưới, hai tay thăm dò vào phía dưới khe hở, đem toàn thân thánh khí điều động, muốn đem cửa đá nắm dơ lên. Ken két, Trương Nhược Trần mới vừa vặn đem cửa đá, nâng lên cao nửa thước. Đột nhiên, cửa đá mặt ngoài, hiện ra một tầng hào quang màu đỏ thắm, mấy trăm đạo trận pháp minh văn đồng thời hiển hiện ra, làm cửa đá trọng lượng tăng lên gấp 10 lần. ầm vang một tiếng, cửa đá một lần nữa hạ xuống. Thật nặng nặng cửa đá, chỉ sợ chỉ có bán thánh, mới có thể đem nó mở ra. Trương Nhược Trần thật sâu thở ra một hơi, không còn sử dụng man lực đi nhấc cửa, bắt đầu điều động lực lượng không gian, ngưng tụ đến tay phải đầu ngón tay, chuẩn bị xé rách không gian, trực tiếp phá cửa đúng lúc này đứng tại cửa đá hai bên trái phải kim loại cự nhân giống như là nhận lực lượng nào đó kích thích ánh mắt của bọn nó chợt mở ra tản mát ra hàn quang lạnh lẽo ao ao bên trái kim loại cự nhân hướng về phía trước bước ra một bước rơi xuống bệ đá huy động chiến phủ liền hướng trương nhược trần phần cổ nghiêng bổ xuống sông tế đàn chết kim loại cự nhân chính là luyện khí chiến sĩ có được lực lượng khổng lồ có thể chém giết ngư long để cử biến tu sĩ luyện khí chiến sĩ trong tay phá thành cự phủ cũng là một kiện lợi hại chiến binh chừng một tòa núi nhỏ trầm trọng như vậy cho dù chỉ là nhẹ nhàng để dưới đất cũng có thể đem mặt đất ép ra một vài mét sâu hố to binh bộ sở dĩ đưa nó đặt tên là phá thành cự phủ cũng là bởi vì chỉ cần một búa vỗ xuống liền có thể đem một tòa thành trì phòng ngự đại trận cùng tường thành đồng thời đánh tan lấy luyện khí chiến sĩ lực lượng tăng thêm phá thành cự phủ trọng lượng bởi vậy có thể thấy được cái này một búa uy lực mạnh mẽ đến mức nào nếu là bổ vào trương nhược trần trên thân, cho dù có lưu tinh ẩn thân y phòng ngự, hắn đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không tốt, trương nhược trần phát giác được sau lưng truyền đến cường đại sát khí, lập tức đem ngưng tụ hoàn tất lực lượng không gian, hướng về phía sau lưng phương hướng đánh ra ngoài. Cánh tay vung lên, vỡ ra một đạo dài 2 mét vết nứt không gian, cùng luyện khí chiến sĩ bổ ra phá thành cự phủ đụng vào nhau. Xoẹt, lực lượng không gian, không gì không phá, phá thành cự phủ từ mũi nhọn vị trí trung tâm cắt ra, biến thành hai đoạn. Trong đó một khối lưới búa miếng sắt, từ trương nhược trần đỉnh đầu bay ra ngoài, bịch một tiếng, đính tại trên cửa đá mặt. Sau đó, trương nhược trần thân hình trầm xuống phía dưới, một trường đánh ra ngoài, đánh vào luyện khí chiến sĩ ở ngực. Bành, luyện khí chiến sĩ bay rớt ra ngoài, đâm vào xa xa trên vách đá, đem vách đá xô ra từng đạo tinh mịn vết nứt, sau đó, lại ầm vang một tiếng rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một vị khác luyện khí chiến sĩ cũng là huy động phá thành cự phủ bổ ngang tới đánh về phía trương nhược trần phần eo nhìn luyện khí chiến sĩ thân thể khổng lồ phá thành cự phủ cũng là tương đương nặng nề thế nhưng là tốc độ của nó lại mau đến kinh người trong chốc lát phá thành cự phủ liền rơi xuống trương nhược trần trên thân chỉ bất quá trương nhược trần hiện tại đã đột phá đến ngư long đệ lục biến lại có lưu tinh ẩn thân y gia trì liền xem như nhất dài bán thánh cũng chưa chắc so với hắn tốc độ nhanh bao nhiêu Huống chi là luyện khí chiến sĩ. Bạch Trương Nhược Trần phía bên phải lướt ngang một bước, thân thể của hắn cơ hồ là dán chiến phủ biên giới bay ra ngoài. Cước bộ của hắn ở trên vách tường mặt đạp một cái, lập tức đem một thanh kim xà thánh kiếm lấy ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía luyện khí chiến sĩ ở ngực thánh thạch. Chỉ cần có thể đem thánh thạch lựa đi ra, luyện khí chiến sĩ tự nhiên cũng liền mất đi lực công kích. Ba, ngay tại luyện khí chiến sĩ lần nữa công tới thời điểm, Trương Nhược Trần 10 phần tinh chuẩn một kiếm đâm ra đánh vào thánh thạch biên giới vị trí, đem thánh thạch chọn lấy ra ngoài. Hậu phương, lúc trước bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài tôn này luyện khí chiến sĩ, một quyền đánh tới, đánh về phía Trương Nhược Trần cái ót. Trương Nhược Trần cũng không quay người, chỉ là tại kim xà thánh kiếm trên chuôi kiếm vỗ một cái, lập tức, thánh kiếm hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng về sau bay ra ngoài, đánh vào luyện khí chiến sĩ ở ngực thánh thạch phía trên. Mất đi thánh thạch, hai tôn luyện khí chiến sĩ lập tức phát ra thanh âm ca ca, lập tức co lại thành một đoàn, biến thành hai viên lớn chừng quả đấm màu đen thiết cầu. Trương Nhược Trần đem màu đen thiết cầu, phá thành cự phủ, thánh thạch, thu sạch tiến không gian giới chỉ, những vật này đều là bảo vật vật. Chiến đấu mới vừa rồi, khẳng định sẽ kinh động thiên địa tế đàn bên trong cường giả, nhất định phải lập tức rời đi. Trương Nhược Trần không dám chỉ hoãn, lần nữa hướng cửa đá tiến lên. Phá cho ta, vết nứt không gian bổ ra ngoài, tại trên cửa đá, phá vỡ một đạo rộng 2 mét vết nứt. Cho dù là trên cửa trận pháp, cũng ngăn không được lực lượng không gian. Chạy ra cửa đá, Trương Nhược Trần quả nhiên là đi vào cổ thần sơn chân núi, trước mắt là một đầu rộng lớn đường lát đá, tại hai bên đường đỗ có vài chục chiếc cổ xa cùng man thú, tại xe kia bên trên còn chứa kiến tạo tế đàn vật liệu. Người nào, sáu vị người mặc áo giáp thủ vệ, chỉnh tề đứng tại cửa đá hai bên trái phải, đồng thời đem bạt kiếm đi ra. Trương Nhược Trần mặc dù mặc có lưu tinh ẩn thân y, đang thi triển thân pháp thời điểm, lại có chân khí tiêu tán đi ra, bởi vậy sáu vị thủ vệ mới có thể đem hắn phát hiện. Sáu vị thủ vệ, toàn bộ đều là ngư long cảnh tu sĩ, ngay đầu tiên, đồng thời cách mặt đất bay lên, hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Bọn hắn sáu người riêng phần mình đứng tại một cái phương vị, tạo thành hợp kích trận pháp, theo kiếm khí dũng mãnh tiến ra, hình thành một cái bao trùm phương viên 10 trượng kiếm khí trận đồ, hướng Trương Nhược Trần bao phủ tới. Âm ầm, Trương Nhược Trần trực tiếp thi triển ra kiếm một, huy kiếm bổ tới, trong nháy mắt liền đem hợp kích trận pháp phá vỡ. Cường đại kiếm khí, đánh xuyên sáu cái thủ vệ áo giáp, lưu lại mấy chục cái lỗ máu. Trong miệng của bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bay rớt ra ngoài, ngã trên đất, không cách nào lại đứng dậy. Vừa rồi một kiếm kia, Trương Nhược Trần vẫn rất có phân tắc, vẻn vẹn chỉ là đem bọn hắn kích thương, cũng không có đả thương tính mạng của bọn hắn. Đắc tội, Trương Nhược Trần không còn lưu lại, thi triển ra thân pháp, nhanh chóng xông về trước ra. Đại khái, hướng về phía trước phi nhanh 600 mét, tiến vào một mảnh hoàn toàn bị xương trắng bao phủ rừng cây, chung quanh tất cả đều là đường kính 2 mét trở lên cổ thụ to lớn, tựa như là từng cái cự nhân đứng tại trong sương mù. Nơi đây hẳn là bên dưới cổ thần sơn cái kia một chỗ cấm địa, khuê vụ lâm. Nghe nói, khuê vụ lâm bên trong, lâu dài đều bị xương trắng bao trùm, là một tòa nguy hiểm cổ lão rừng cây, phàm là sông vào tu sĩ, liền không có một cái có thể sống đi ra ngoài. Bởi vậy, lưỡng nghi tông đệ tử, toàn bộ cũng không dám tới gần khuê vụ lâm. Tận đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới hiểu được tới. Nguyên lai là bởi vì thiên địa tế đàn lối vào, giấu ở khuê vụ lâm chỗ sâu, cho nên, nơi này mới có thể bị hóa thành cấm địa, bất kỳ người nào đều không được xâm nhập. Tiểu Hắc từ Trương Nhược Trần trong tay áo chui ra ngoài, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, một đôi tròn căng mắt mèo quay tròn chuyển động, nói, không thích hợp, cái này một tòa trong rừng, bố trí có 10 phần cao minh huyễn trận, nhất thời bán hội, chúng ta chỉ sợ là đi ra không được thiên địa tế đàn bên trong cường giả, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, nếu là chúng ta bị nhốt trong khuê vụ lâm, không khác là đang chờ chết, Trương Nhược Trần nói. Hắn tương đối rõ ràng, tại khuê vụ lâm bên trong, dù là chỉ là thêm một khắc, cũng có khả năng sẽ bị bắt lấy. Bóng dưng, một bóng người, từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Người này bày ra tốc độ, để Trương Nhược Trần đều cảm thấy mặc cảm, chỉ là hơi suy tính, liền phát hiện, cho dù hắn dùng hết toàn lực đào mệnh, cũng khẳng định trốn không thoát. Người kia, từ trong sương mù đi ra, Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ dung mạo của hắn, chính là kiếm các người cầm kiếm thứ sáu, Tề Hoành. Thời khắc này Tề Hoành, người mặc một bộ màu đen quần áo bó, bên trái ở ngực vị trí, có một chỗ dài nửa xích vết thương. Đem hắn xương sườn đều chặt đứt hai cây, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tề hoành trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợt, nói, hảo tiểu tử, người thế mà cũng có thể trốn tới, thật sự là không đơn giản. Bạch, tề hoành nhanh chóng xuất thủ, hùng hậu thánh khí từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hướng Trương Nhược Trần bắt tới. Trương 701, nhìn như chỉ là đơn giản một chảo, thế nhưng là theo Trương Nhược Trần, lại như là trời sập xuống tới, đặt ở trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân đều không thể động đậy. Đây chính là bán thánh lực lượng, Trương Nhược Trần thánh khí, bị tề hoành thánh uy chân áp xuống, căn bản là không có cách ở trong kinh mạch vận chuyển. Tinh thần lực lực lượng ngược lại là có thể sử dụng, thế nhưng là, coi như điều động tinh thần lực, sử dụng ra pháp thuật, cũng khẳng định không thể từ một vị bán thánh trong tay đào tẩu. Còn không bằng tạm thời ẩn tàng tinh thần lực tu vi, mặt khác tìm kiếm thời cơ, để cầu chạy trốn. Tề hoành một chảo rơi vào trương nhược trần vai trái, đem lưu tinh ẩn thân y giật xuống dưới. Cái kia một chảo ẩn chứa lực lượng, phá vỡ trương nhược trần hộ thể thánh cương, đem hắn đánh bay hơn 10 trượng xa. Bịch một tiếng, trương nhược trần thân thể đem một gốc cổ một thân cây đều đụng xuyên, rơi vào lá khô bụi bên trong. Vừa rồi một chiêu kia, tề hoành chủ là muốn cướp đoạt lưu tinh ẩn thân y cũng không phải là muốn giết trương nhược trần dù vậy tay hắn trên vuốt phát ra dư ba cũng đem trương nhược trần đánh thành trọng thương trương nhược trần chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo làn da mặt ngoài bịt kín một tầng màu trắng xương lạnh cóng đến chỉ có thể ở trên mặt đất run rẩy vai trái vị trí trở nên máu thịt be bét đau đớn kịch liệt truyền khắp trương nhược trần hơn phân nửa thân thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được một luồng hơi lạnh từ vai trái vết thương tràn vào kinh mạch, đem hắn chân khí toàn thân đều đông kết. Tề hoành bưng lấy lưu tinh ẩn thân y, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, bàn tay không đứng ở phía trên vuốt ve, tán thán nói, rượu a à! Thật là tương đương rượu, khó trách lấy tiểu tử người tu vi, cũng có thể chạy ra cái kia một tòa đàn tế, đúng là bởi vì có một kiện chân quý như thế bảo vật. Lưu tinh ẩn thân y đối với bán thánh cũng có trợ giúp thật lớn, chỉ cần đưa nó mặc vào, tề hoành liền có tự tin, cho dù là đối mặt bên trên thánh giả, cũng có thể đào tẩu. Ngươi đến cùng là, là người nào, vì sao sẽ xâm nhập vào kia? Tế đàn, Trương Nhược Trần hỏi, tề hoành hướng trên đất lâm nhạc liếc qua, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, âm trầm mà nói, kỳ thật, bản tọa cũng không biết, cổ thần sơn bên trong có xây một tòa to lớn như vậy tế đàn. Bản tọa là cùng sau lưng ngươi, tiến vào trong tế đàn bộ. Ngươi, ngươi theo dõi ta? Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn liền thoải mái, nếu là một vị bán thánh muốn theo dõi hắn đích thật là chuyện dễ như trở bàn tay chỉ bất quá có rất ít bán thánh sẽ đi theo dõi một cái ngư long cảnh tu sĩ tề hoành ánh mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo cười tàn nhẫn nói ta không phải muốn theo dõi ngươi mà là muốn giết ngươi ngươi hẳn là minh bạch ta vì sao muốn giết ngươi a à? cũng bởi vì ta đánh bại tề phi vũ chọc giận tới tề gia tề gia liền muốn giết ta trương nhược trần thử dò xét nói tề gia ngân ngân đó là bởi vì Người tồn tại, ảnh hưởng tới ta dạy kế hoạch. Kế hoạch gì, Trương Nhược Trần đuổi hỏi. Đương nhiên là, Tề Hoành phát giác được nói lộ ra miệng, thế là, đem nói phân nửa, một lần nữa nuốt xuống, cười nói, muốn bộ bản thỏa. Chỉ bằng ngươi điểm này tiểu thông minh, liền dám cùng một vị bán thánh tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thật sự là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Bất quá, nói thực ra, bản lãnh của ngươi hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bản tọa trước đó nghĩ tới, điều động người phía dưới tới giết ngươi, nhưng là, cuối cùng lại đều bị ta bác bỏ. Ngươi biết là vì cái gì sao? Trương Nhược Trần nói, bởi vì, bọn hắn đều giết không được ta. Tề Hoành nhẹ gật đầu, nói, không sai, thực lực của ngươi thật khá cường đại, trừ phi là bán thánh tự mình xuất thủ, không phải, điều động khác bất luận kẻ nào đều không có niềm tin tuyệt đối đưa ngươi giết chết. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, nhịn xuống trên người cái kia cố kịch liệt đau nhức, chật vật từ dưới đất đứng lên thân tới. Tề Hoành đem lưu tinh ẩn thân y mặc lên người, nhìn thấy đứng dậy trương nhược trần, ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, nói tiếp nhận bản tọa một chiêu huyền băng đoạn hồn chảo, thế mà còn có thể đứng dậy, tiểu tử ngươi thật chỉ là ngư long đệ ngũ biến tu vi. Trương nhược trần toàn thân che kín màu trắng xương lạnh, liền ngay cả xương cốt cùng cơ bắp cũng biến thành tương đương cứng ngắc, nhưng vẫn là cố gắng duỗi thẳng sống lưng, cười nói, nếu là ta nhớ không lầm, huyền băng đoạn hồn chảo là là ma giáo võ kỹ, ngươi là kiếm các người cầm kiếm, từ nơi nào tu luyện, đến môn võ kỹ này. Tề hoành lộ ra cười lạnh thần sắc, hai tay một đám, mười phần hài lòng cười nói, người nhận ra lại có làm sao. Dù sao lập tức ngươi liền sẽ biến thành một người chết. Bạch, tề hoành hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra, nhất bộ thiên lý, thân pháp võ kỹ, trong chốc lát, liền xuất hiện tại trương nhược trần trước người, một trưởng đánh về phía trương nhược trần đỉnh đầu. Giấu ở trương nhược trần trong tay áo tiểu hắc, nắm lên càn khôn thần mộc đồ, liền muốn lập tức đem thông hướng đồ quyển thế giới không gian chi môn mở ra. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại đưa nó ấn trở về. Tề Hoành trong bán thánh, cũng là tương đương lợi hại tồn tại, chỉ sợ hắn cùng Tiểu Hắc không có tiến vào đồ quyển thế giới, Tề Hoành cũng đã đem Càn Khôn Thần Mộc đồ cướp đoạt. Mà lại, coi như bọn hắn chạy đến Càn Khôn Thần Mộc đồ, cũng trở thế là trốn vào một đầu ngõ cụt. Coi như Tề Hoành không thể đem nó luyện hóa, chẳng lẽ hắn không thể đem Càn Khôn Thần Mộc đồ hiện lên đưa cho Tề gia gia chủ? lấy tề ra loại kia trung cổ thế gia nội tình, muốn luyện hóa càn khôn thần mộc đồ, tuyệt đối không phải việc khó. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần vẫn như cũng là một con đường chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, tòa kia tế đàn đến cùng có cái gì bí mật? Nói thật cho ngươi biết, ta đến lưỡng nghi tông, chính là vì điều tra nó, Trương Nhược Trần nói. Tề hoành bàn tay, lập tức ngừng lại, khí thế khinh người mà nói, nói đi. Tòa kia tế đàn đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi lại là phe nào vậy nhỉ ngươi? Đây chính là người đàm phán thái độ, Trương Nhược Trần cười nói. Tề hoành ánh mắt trầm xuống, đang muốn để Trương Nhược Trần nếm thử đau khổ, thế nhưng là, hắn lại hướng về phía sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, phát giác được có người hướng phương hướng này đuổi theo. Tạm thời trước hết để cho ngươi trước sống lâu một hồi, đợi chút nữa sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Nắm lên Trương Nhược Trần, tề hoành kích phát ra lưu tinh ẩn thân y lực lược, lập tức, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, lấy một loại nhanh đến cực điểm tốc độ, xông ra khuê vụ lâm, hướng lưỡng nghi tông ngoài sơn môn bay ra ngoài. Đại khái sau nửa canh giờ, tề hoành mang theo trương nhược trần, rời xa lưỡng nghi tông phạm vi thế lực, đi vào một tòa hoang vu núi nhỏ, tạm thời ngừng lại. Lấy bán thánh tốc độ, trong vòng nửa canh giờ, đủ để vượt qua một mảnh xa xôi cương thổ. Thật sự là một kiện bảo y, để cho ta tốc độ tăng lên gấp đôi, có nó tương trợ, cho dù là thánh giả chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Tề hoành nhẹ nhàng vuốt ve lưu tinh ẩn thân y, càng thêm yêu thích. Sau đó, hắn đem Trương Nhược Trần ném xuống đất, nụ cười trên mặt thu vào, nói, nói đi. Tòa kia tế đàn đến cùng ẩn tàng có cái gì bí mật. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Tề Hoành cũng là cười một tiếng, có chút âm trầm, nói tiểu tử, là ngươi chủ động nói ra. Hay là để bản tỏa thi triển một chút cực đoan thủ đoạn, tự mình đưa ngươi trong đầu bí mật khai quật ra. Nửa canh giờ thời gian, Trương Nhược Trần đã vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, đem thể nội hàn khí hóa giải hơn phân nửa bất quá trương nhược trần nhưng như cũ giả ra không cách nào động đậy dáng vẻ một bên kéo dài thời gian một bên hữu khí vô lực nói ra thôi được nói cho ngươi cũng được bất quá ngươi cách xa như vậy làm gì đến cùng có muốn biết hay không tòa kia tế đàn bí mật tốt nhất đừng có đùa hoa văn căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào để hoành lạnh nhạt nói chỉ là một cái ngư long cảnh tu sĩ coi như lại thế nào nhảy nhót lại có thể nhắc lên bao nhiêu sóng gió hoa tề hoành mảy may đều không cảm thấy trương nhược trần có thể uy hiếp đạt được hắn bởi vậy cũng yên lòng đi tới dừng ở khoảng cách trương nhược trần chỉ còn ba bước vị trí ngươi như vậy sợ hãi làm gì cũng không dám lại đến gần một điểm trương nhược trần nói tề hoành trong tay ngưng tụ ra một thanh dài ba thước băng kiếm nói ta nếu là lại đến gần liền sẽ chặt xuống đầu của ngươi sử dụng siêu hồn bí thuật từ ngươi võ hồn bên trong lục soát trước kia ký ức loại kia thủ đoạn đơn giản chính là đau đến không muốn sống người khẳng định muốn ta lại hướng đi về trước gần một chút. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, từ dưới đất ngồi dậy, thuận thế lại cách tề hoành tới gần một chút, nói, nói cho ngươi cũng được, kỳ thật, cổ thần Sơn Tế Đàn là do chỉ giao nữ hoàng hạ lệnh kiến tạo. Không chỉ có chỉ là lưỡng nghi tông mới có, tại côn lôn giới mặt khác bốn vực, các đại khư giới cũng có có xây giống nhau Tế Đàn. Tề hoành hiển nhiên là bị Trương Nhược Trần lời nói hấp dẫn lấy, lộ ra vẻ kinh dị, kìm lòng không được hướng về phía trước bước ra một bước, Vội vàng hỏi, "Chỉ giao nữ hoàng vì sao muốn xây những này tế đàn?" Trương Nhược Trần hướng Tề Hoành hai chân nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói, "Đó là bởi vì." Hắn vừa mới nói phân nửa, liền từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen viên đan dược, hướng Tề Hoành ném đi qua. Bành, màu đen đan dược bạo liệt mà ra, hình thành một đoàn màu đen tà khí, đem Tề Hoành thân thể bao phủ. Cho dù Tề Hoành thi triển ra thánh quang lĩnh vực, cũng căn bản phòng ngự không ở phàm là bị màu đen tà khí dính vào làn da, lập tức bị ăn mòn. Thứ gì, tề hoành có chút hoảng sợ, màu đen tà khí, ẩn chứa có 10 phần kinh khủng tử vong chi lực, nhẹ nhõm xuyên thấu làn da, tiến vào huyết mạch cùng kinh mạch, bắt đầu thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Cái kia màu đen tà khí, chính là thanh hỏa huyền vũ thể nội tử vong tà khí. Thanh hỏa huyền vũ bị nhiệt hải chi trụ chân áp tại đáy biển 10 vạn năm, nó thanh huyết bên trong, tự nhiên cũng nhiễm phải nhiệt hải chi trụ tử vong tà khí. Trương Nhược Trần tại tinh luyện huyền vũ thánh huyết thời điểm, cũng đem thánh huyết bên trong tử vong tà khí chia lìa đi ra, giao cho tiểu hắc luyện thành viên đan dược, chính là chuẩn bị dùng để đối phó bán thánh cấp bậc cường địch. Đương nhiên, bán thánh tốc độ cực nhanh, phát hiện nguy hiểm, lập tức liền sẽ trốn xa. Nếu không phải Trương Nhược Trần cố ý bày ra địch lấy yếu, lại đem tề hoành dụ đến bên cạnh, cho dù có được tử vong tà khí luyện chế viên đan dược, cũng rất không có khả năng bị thương đến hắn. Chương 702, Tề hoành lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp lại, về phần ở ngực, mi tâm vị trí, hiện ra một cái thần võ ân ký. Theo thần võ ân ký không ngừng xoay tròn, một đoàn màu trắng thần thánh quang hoa, phát ra, đem hắn thân thể bao khỏa, bắt đầu toàn lực xua tan tử vong tà khí. Viên đan dược bên trong ẩn chứa tử vong tà khí, dù sao cũng có hạn, tề hoành điều động bán thánh chi quang, vậy mà đem thể nội tử vong tà khí, dần dần áp chế xuống. Bán thánh tu vi, vậy mà cường đại như thế, Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi. Viên đan dược bên trong tử vong tà khí, đủ để cho 10 cái ngư long đệ cửu biến tu sĩ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Nhưng là, Tề Hoành lại cường đại đến đáng sợ, vậy mà đem cỗ này tà khí chậm rãi bước đi ra. Thừa dịp Tề Hoành còn không có đem tử vong tà khí hoàn toàn bước ra thân thể, nhất định phải giết hắn. Kiếm nhất, Trương Nhược Trần cầm trong tay kim xà thánh kiếm, thân thể cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng toa, toàn lực một kiếm đâm về tề hoành. Lâm nhạc, người không khỏi cũng quá coi thường bán thánh, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi, bán thánh một sợi tóc, cũng có thể chém giết ngươi, tề hoành miệng không hề độc, mà là sử dụng tinh thần lực phát ra một thanh âm, vang vọng ở chung quanh không gian. Uyên Linh, chém tiểu tử kia, đúng lúc này, tề hoành nghi tâm thần võ ấn ký bên trong, bay ra một thanh màu trắng thánh kiếm, hướng trương nhược trần nghinh đón. Màu trắng thánh kiếm, tên là Uyên Linh, là tề hoành bản mệnh chi kiếm, đi theo tề hoành đã 160 năm. Tề hoành tại huyên linh thánh kiếm bên trong rót vào có đại lượng thánh khí, chỉ cần cái này một cỗ thánh khí không có hao hết, thánh kiếm kiếm linh, liền có thể tự chủ đối với địch nhân phát động công kích. Bành, huyên linh thánh kiếm tản mát ra chói mắt kiếm quang, huy kiếm một chảm, bổ ra một đạo dài đến mấy chục mét kiếm khí, đem trương nhược trần đánh cho bay ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một thanh thánh kiếm, có được lực công kích, liền vượt xa ngư long để cử biến tu sĩ, có được đem Trương Nhược Trần giết chết lực lượng. Kiếm linh thanh âm vang lên, "Tiểu Bối, đón thêm bản tọa một kiếm." Vù vù, hơn 300 đạo kiếm khí, đồng thời từ Uyên Linh Thánh kiếm bên trong dũng mãnh tiến ra, hình thành một mảnh gào thét kiếm khí phong bạo, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Cái kia hỗn loạn kiếm khí, tại mặt đất, lưu lại lít nha lít nhít vết kiếm, như là muốn đem cả tòa núi nhỏ đều san thành bình địa. Kiếm khí phong bạo trung tâm, Uyên Linh Thánh kiếm trở nên chừng dài hơn 30 thước, cánh cửa rộng như vậy, mang theo một cỗ diệt thiên diệt địa lực lượng. Đó là một cỗ tương đương lực lượng kinh khủng, có thể cùng Âu Dương hoàn thanh thiên ma thủ lực lượng so sánh. Trương Nhược Trần lập tức đem càn khôn thần mộc đồ đánh ra, hóa thành một trương to lớn đồ quyển, muốn đem Uyên Linh Thánh Kiếm lấy đi. Uyên Linh Thánh Kiếm trí tuệ cực cao, cảm nhận được càn khôn thần mộc đồ bên trên cái kia cỗ hấp lực, lập tức phóng lên tận trời, xa xa bỏ chạy, cũng không cùng càn khôn thần mộc đồ chính diện liều mạng. Lập tức, một cái lạnh nhà trầm xuống thanh âm vang lên, cười nói, hào tiểu tử, trên người của ngươi, thế mà còn có một cái trọng bảo, đã như vậy bản tọa liền thu nhận. Tề hoành vẫn như cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thế nhưng là, một đạo dưới trong suốt bóng dáng, từ trên người hắn thoát ly xuống tới, trực tiếp đứng người lên, hướng về phía trước bước ra một bước, ngưng tụ thành một cái cùng tề hoành giống nhau như đúc người. Tựa như là linh hồn xuất khiếu, bán thánh phân thân, trương nhược trần sắc mặt biến đổi, không có chút gì do dự, lập tức triển khai cõng lên long rực, bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy bán thánh phân thân có bán thánh bộ phận lực lượng cũng không phải hiện tại trương nhược trần có thể chiến thắng mặc dù lưu tinh ẩn thân y bị tề hoành cướp đi thế nhưng là chỉ cần trương nhược trần có thể giữ được tính mạng sau này tự nhiên còn có cơ hội đưa nó đoạt lại tiểu tử này không phải là thần long bán nhân tộc người trông thấy trương nhược trần cõng lên triển khai một đôi long rực tề hoành phân thân lộ ra nghi ngờ thần sắc sau đó cánh tay của hắn duỗi ra, đem Uyên Linh Thánh kiếm thu tay lại bên trong, hướng Trương Nhược Trần cấp tốc đuổi theo. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp về Hoành phân thân càng đuổi càng gần. Hai người một đuổi một chạy, giữa đường, bọn hắn giao chiến qua bốn lần, mỗi một lần, Trương Nhược Trần đều là hiểm lại càng hiểm bỏ chạy. Trương Nhược Trần, tình huống rất không ổn, hiện tại, chúng ta vẫn chỉ là đối mặt một bộ phân thân, liền đã bị đuổi giết được trời không đường xuống đất không cửa. Nếu là, Tề hoành bản tôn đem tử vong tà khí hoàn toàn bước ra bên ngoài cơ thể, cũng đuổi theo, chúng ta chẳng phải là càng thêm không có đường sống tiểu hắc nói ra. Nó cũng sớm đã từ trương nhược trần trong tay áo chui ra ngoài, đứng tại trên vai của hắn, không ngừng khắc họa suốt trận pháp minh văn, hướng về phía sau lưng phương hướng đánh đi ra, trở ngại tề hoành phân thân tốc độ. Thời cơ còn chưa thành thục, chờ đến thời cơ thành thục, ta sẽ sử dụng lực lượng không gian, đem cái kia đạo phân thân đánh vào không gian hư vô, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra hàn quang. Không có cách, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể vận dụng thời gian cùng lực lượng không gian, mới có cơ hội xử lý bán thánh phân thân. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, Trương Nhược Trần chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên nhất định phải tương đương thận trọng. Đại khái, chạy trốn hai ngàn dặm, Trương Nhược Trần xâm nhập một mảnh tương đương kỳ dị địa vực, trên mặt đất là màu đen bùn đất, không có một ngọn cỏ. Mà lại, vô luận là bầu trời, hay là lòng đất, thế mà hoàn toàn không có thiên địa linh khí mang ý nghĩa một khi xông vào tu sĩ chân khí trong cơ thể liền sẽ không ngừng tiêu hao mà lại không cách nào hấp thu thiên địa linh khí đền bù thân thể tiêu hao tu sĩ sẽ chỉ trở nên càng ngày càng suy yếu quỷ dị như vậy địa phương trương nhược trần còn là lần đầu tiên gặp được trụy thần sơn mạch bên trong có rất nhiều cổ lão di tích cùng cấm địa trong đó một chút địa vực cho dù là thánh giả xông vào cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm giờ phút này Trương Nhược Trần xâm nhập địa vực, rất có thể chính là một chỗ di tích. Tiểu Hắc từ Trương Nhược Trần trên vai nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, dùng cái mũi ngửi ngửi. Ở trong bùn đất, nó ngửi được một cỗ máu tanh mùi, nói thật cổ xưa khí tức, hẳn là nơi đây là một chỗ trung cổ di tích. Trương Nhược Trần dừng bước lại, không dám tiếp tục hướng phía trước lao vụt, thì triển ra thiên nhãn, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Ngoài trăm trượng, một mảnh màu đen vân khí, từ lòng đất dâng lên. Đám mây hình thái, tựa như là một đám dương nhanh múa vuốt lệ quỷ, ẩn chứa có cường đại âm khí, đem thiên nhãn quang mang đều ngăn cản trở về. Ta cảm giác nơi này bồi hồi một cỗ giết người khí tức, một khi xông vào, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần sắc mặt tương đương ngưng trọng, phát giác được tương đối nguy hiểm. Trương Nhược Trần đang muốn lui lại, nhưng là mới vừa vặn xoay người, liền phát hiện Tề Hoành Phân thân từ phía sau đuổi theo, lơ lửng cách mặt đất mấy trượng vị trí. Tề Hoành Phân thân cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống nói, Lâm Nhạc đem lúc trước bức kia đồ quyển giao ra, bản tọa có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần cố ý biểu hiện ra rất nhẹ nhàng dáng vẻ, cười nói thật sao? Chẳng phải là còn muốn đa tạ tiền bối, tha ta không chết. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tề hoành ánh mắt trầm xuống, giơ bàn tay lên, điều động ra một cỗ thánh khí, nhanh chóng một trưởng hướng phía dưới vỗ tới. Khai vân trưởng, khai vân trưởng, vốn là một loại tương đương lợi hại quỷ cấp võ kỹ, do bán thánh phân thân thi triển ra uy lực, tự nhiên so ngư long cảnh tu sĩ thi triển ra uy lực, lợi hại hơn được nhiều. Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm nhị, phóng lên tận trời, cùng khai vân trưởng kịch liệt đụng vào nhau. Mạnh mẽ trưởng lực, cho dù là kiếm nhị cũng khó có thể xông phá. Cuối cùng, to lớn trưởng ấn, đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, bay đến bên ngoài trăm trượng, rơi vào cái kia một mảnh trung cổ di tích rũi chỗ sâu. Trương Nhược Trần một tay chống đất, một cái tay khác nắm chặt chuôi kiếm, miệng bên trong không ngừng chảy xuống máu tươi, nhưng là, trong lòng ý chí lại tương đương kiên định. Âm thầm, hắn đem không gian lĩnh vực phóng thích ra ngoài, bao trùm phương viên mười dặm không gian. Tề Hoành phân thân cũng không muốn lập tức giết chết Trương Nhược Trần, mà là muốn đem hắn bắt sống, sử dụng siêu hồn bí thuật, từ trong trí nhớ của hắn tìm kiếm một ít gì đó. Chính là bởi vì, hắn ôm lấy dạng này tâm tính, mới cho Trương Nhược Trần cơ hội sống sót. Tiểu Bối, ngươi còn muốn vùng vẫy giấy chết, nói thật cho ngươi biết, Ta bản tôn đã đem cái kia cỗ tà khí triệt để bước ra thân thể, chính hướng phương hướng này chạy đến. Người cho rằng còn có tiếp tục phản kháng tất yếu, Tề Hoành phân thân rơi xuống mặt đất, đi đến Trương Nhược Trần trước người, lạnh buốt cười một tiếng. Hắn tựa như là một vị thẩm phán người, nhấc lên Uyên Linh Thánh kiếm, đâm về Trương Nhược Trần mi tâm khí hải. Trương Nhược Trần trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Hoa, đúng lúc này, Trương Nhược Trần trước người không gian mãnh liệt bóp méo bắt đầu. Uyên linh thánh kiếm rõ ràng là đâm về trương nhược trần, đột nhiên, lại phát sinh 180 độ đảo ngược, vậy mà hướng tề hoành phân thân đâm tới. Tề hoành phân thân lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, thế là, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, lập tức lui về phía sau. Trương nhược trần lại trước một bước thi triển ra, không gian sụp đổ, khiến cho tề hoành phân thân sau lưng không gian, phá tan đến, hóa thành một cái đường kính 10 trượng to lớn hư vô trống rỗng. Oanh! vỡ vụn không gian tựa như là gió bão phong nhãn truyền ra một cỗ cường đại sức cắn nuốt hình thành một cái cự đại năng lượng tuyền qua đem tề hoành phân thân cùng uyên linh thánh kiếm đồng thời cuốn vào người đây là không gian chi lực sau cùng một khắc này tề hoành phân thân rốt cuộc tỉnh ngộ lại hắn chừng lớn hai mắt tựa như là nhìn một cái quỷ hồn một dạng nhìn xem trương nhược trần xoẹt một lát sau tề hoành phân thân cùng uyên linh thánh kiếm đồng thời bị phá nát không gian xé rách thành mảnh vỡ lực lượng không gian có thể hủy diệt hết thảy vật chất. ngay tại tề hoành phân thân cùng nguyên linh thánh kiếm phá toái một sát na kia tám trăm dặm bên ngoài tề hoành bản tôn như là bị một chiêu trọng quyền đánh chúng ít hầu ngòn ngọt khóe miệng chảy ra một tia thánh huyết. chuyện gì xảy ra chỉ là một cái lâm nhạc lại có thể tiêu diệt phân thân của ta phá hủy ta bản mệnh chi kiếm đến cùng chuyện gì xảy ra dưới tình huống bình thường phân thân kinh lịch hết thảy bản tôn đều có thể cảm giác được trừ phi phân thân là trong nháy mắt liền bị giết chết, mới có thể không kịp đem tin tức truyền về cho bản tôn. Vô luận là phân thân, hay là bản mệnh chi kiếm, một khi hủy diệt, liền sẽ cho tề hoành tạo thành to lớn thương tích. Trình độ như vậy thương tích, cho dù phục dụng linh đan diệu dược, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian một năm, mới có thể triệt để khôi phục lại. Tề hoành 10 phần tức giận, lấy tốc độ nhanh hơn, bay tới đằng trước. chương 703, tiêu diệt tề hoành phân thân, Trương Nhược Trần lập tức xông vào sau lưng chung cổ di tích, hiện tại chỉ có đi con đường này mới có thể chạy ra tề hoành truy sát tiến vào trung cổ di tích có lẽ là cửu tử nhất sinh thế nhưng là đối mặt tề hoành lại là thập tử vô sinh càng là hướng trung cổ di tích chỗ sâu phóng đi trương nhược trần thì càng phát hiện nơi đây đích thật là khá quỷ dị không chỉ có không có sóng linh khí mà lại có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở trên người hắn vậy mà để hắn thính giác cùng thị giác đều đang nhanh chóng suy yếu bao quát thân thể của hắn cũng dần dần trở nên chết lặng liền ngay cả tiểu hắc, cũng đều đứng lên cái đuôi cùng lỗ tai, hiển nhiên là tương đương khẩn trương. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước lại, từ trong không gian giới chỉ đem hư không kiếm lấy ra, nắm ở trong tay. Con, hư không kiếm vậy mà tại rung động nhẹ nhẹ, kiếm thể mặt ngoài, không ngừng có quang mang nổi lên. Trương Nhược Trần cảm nhận được hư không kiếm nội bộ, tựa hồ là có sinh mệnh đang chậm rãi thức tỉnh, kiếm quang mỗi lấp lóe một cái, đều giống như tim đập một cái hư không kiếm kiếm linh muốn thức tỉnh sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, hư không kiếm kiếm linh, tại sao lại xuất hiện vào lúc này thức tỉnh ba động? Hư không kiếm là thiên cốt nữ đế bội kiếm, càng là một kiện vô thượng thánh khí. Nếu là, kiếm linh hoàn toàn thức tỉnh, kiếm uy lực cũng đem tùy theo khôi phục. Vô thượng thánh khí uy lực, đến đến cỡ nào cường đại? Tiểu Hắc so Trương Nhược Trần càng thêm kích động, toàn thân lông đều dựng đứng lên, nói có gì đó quái lạ. Tại địa phương khác, hư không kiếm đều không có bất kỳ phản ứng nào, vì sao tiến vào cái này một tòa trung cổ di tích, lại lóe ra kiếm quang. Hẳn là, chủ nhân của nó, ngay tại cái này một tòa trung cổ di tích bên trong. Hư không kiếm chủ nhân, thiên cốt nữ đế sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói cho dù là trí cao vô thượng đại thánh, cũng chỉ có 3.000 tuổi thảo nguyên. Thiên cốt nữ đế dù sao cũng là trung cổ thời kỳ cường giả, cho dù tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tu thành đại thánh cảnh giới, Tại Côn Lôn giới, liền có thể phong đế cùng phong hậu. 800 năm trước Cửu đế cùng Tam hậu cũng đều là đại thánh cảnh giới. Chỉ bất quá, chỉ giao nữ hoàng đăng cơ về sau, cho dù là thật có trên đời vô song nhân kiệt, tu luyện tới đại thánh cảnh giới, cũng không thể lại phong đế, phong hậu. Toàn bộ Côn Lôn giới, chỉ có thể có nàng cái này một vị hoàng giả. Tiểu Hắc cảm xúc rất là hưng phấn, hồn nhiên quên bọn hắn đang bị truy sát, nói, đại thánh đương nhiên không cách nào từ trung cổ thời kỳ sống đến bây giờ thế nhưng là thiên cốt nữ đế lại có thể bởi vì nàng đã từng giết qua thần cho dù là hiện tại côn lôn giới đệ nhất nhân chỉ giao nữ hoàng nàng có thể giết thần sao thiên cốt nữ đế nếu là còn sống bội kiếm của nàng làm sao lại thất lạc trương nhược trần lắc đầu tiếp tục hướng phía trước bước đi chỉ là trở nên càng cẩn thận e dè hơn tiểu hắc không phản bác được thở dài một cái trương nhược trần nói bất quá nguyên long bán thánh đã từng nói hắn là tại một tòa trung cổ di tích bên trong tìm tới hư không kiếm nói không chừng hắn nói chỗ kia trung cổ di tích chính là chỗ này tiểu hắc nhãn tình sáng lên lập tức ngẩng đầu nói nếu là hư không kiếm là trong này bị tìm tới như vậy thì nói rõ thiên cốt nữ đế khẳng định tới qua nơi này cũng rất có thể nàng vẫn không có rời đi tiểu hắc hóa thành một đạo bóng đen nhanh chóng phóng về phía trước cái này một con mèo vì sao nghe được thiên cốt nữ đế danh tự liền sẽ hưng phấn như vậy trương nhược trần cẩn thận hồi tưởng một cái phát hiện tiểu hắc làm một số việc hoàn toàn chính xác tương đương khác thường. Tỷ như, nó đối với đồng dạng có thiên cốt thể chất hàn tuyết, liền tương đối thân mật, đối nàng là nói gì nghe nấy. Mà lại, nó còn tự thân mang hàn tuyết đi xong toàn tế tự nghi thức, trợ giúp hàn tuyết đạt được thiên cốt nữ đế tu luyện công pháp vẫn thần kinh. Tiểu Hắc là tại 10 vạn năm trước bị tu di thánh tăng phong ấn, vừa vặn cùng thiên cốt nữ đế ở vào cùng một cái thời đại. Chỉ sợ, nó thật cùng thiên cốt nữ đế có một chút quan hệ, Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, lộ ra vẻ suy tư bạch đột nhiên một đạo âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến trương nhược trần tưởng rằng tề hoành đuổi theo thế là không chút suy nghĩ liền lập tức xông về trước ra ngoài cấp tốc xông ra mấy trăm trượng khoảng cách trương nhược trần ngừng lại xoay người mới phát hiện sau lưng không có cái gì chẳng lẽ không phải tề hoành nếu là tề hoành chỉ sợ sớm đã đã đuổi kịp hắn nhưng là nếu không phải tề hoành hẳn là cái này một tòa trung cổ di tích bên trong còn có khác vật sống Trương Nhược Trần cảm giác được trên lưng có chút phát lạnh, hít một hơi thật sâu, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, đuổi kịp tiểu hắc, bắt lấy cái đuôi của nó, trầm giọng nói, đừng có chạy lung tung, ta phát hiện cái này một tòa di tích bên trong, tựa hồ có không biết sinh vật. Nếu là gặp được bọn chúng, nói không chừng so gặp được tề hoành còn nguy hiểm hơn. Tiểu hắc tựa hồ cũng phải phát giác, thế là hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, trông thấy phía trước có một mảnh rừng đá, thế là trong mắt hơi híp, nói chúng ta trước trốn vào rừng đá. Tại sao như vậy chỗ, đích thật là có một mảnh nhìn một cái vô biên cự thạch rừng. Thế nhưng là, khi Trương Nhược Trần đi đến chỗ gần, mới nhìn rõ cái này không phải cái gì rừng đá, hoàn toàn chính là một mảnh mộ địa, đứng ở dưới đất là từng khối cao lớn mộ bia. Những cái kia mộ bia, cao tới hơn 10 trượng, bởi vì thời gian quá xa xưa, đã bị nghiêm trọng phong hóa, trên tấm bia văn tự đều đã mơ hồ không rõ. Trong đó một khối trên bia mộ, nhiễm có máu tươi, tại nó phía dưới, chồng có ba bộ nhân loại xương cốt xương cốt phía trên tản mát ra năm màu lưu ly li bảo quang lộ ra ống ánh sáng long lanh tựa như là lưu ly li bảo thạch tạo hình thành xương cốt rất hiển nhiên ba người khi còn sống đều tu luyện thành lưu ly li bảo thể chỉ ít cũng có ngư long để cửu biến tu vi thậm chí có khả năng đạt tới bán thánh cảnh giới bọn hắn làm sao lại chết ở chỗ này trương nhược trần kiểm tra trên đất ba bộ xương cốt lại phát hiện xương cốt phía trên không có bất kỳ cái gì vết thương tiểu hắc liếm môi một cái nói ra nơi này có chút âm trầm chỉ sợ là một chỗ tử vong chi địa chúng ta hay là mau rời khỏi tốt một chút càng là địa phương nguy hiểm tề hoành mới càng là không dám xông vào trương nhược trần hướng cái kia mộ trong rừng nhìn thoáng qua nói ngươi không phải đối với trận pháp rất có nghiên cứu vì sao không trước bố trí ra một tòa đại trận đúng a à, vừa vặn thừa dịp tề hoành đuổi theo trước đó bố trí một tòa trận pháp đến lúc đó bản hoàng liền có thể lợi dụng trận pháp chậm rãi chừng trị hắn tiểu hắc cười nói Trương Nhược Trần đem trên người ba khối thánh thạch cùng đại lượng linh tinh, cất vào một viên không gian giới chỉ, giao cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lấy ra không gian giới chỉ, chà sát hai cái móng vuốt, hướng mộ trong rừng sông đi vào, xâm nhập đến mộ rừng 200 trượng vị trí, mới dừng lại, chuẩn bị bố trí một tòa chuyên môn dùng để đối phó bán thánh cấp 6 trận pháp. Trương Nhược Trần bắt đầu nghiên cứu hư không kiếm, đi vào cái này một mảnh mộ rừng, hư không kiếm lấp lóe tần suất, rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Hư không kiếm khẳng định là cảm ứng được cái gì, mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Hẳn là thiên cốt nữ đế, liền bị mai táng trong này trong đó một tòa trong mộ. Trương Nhược Trần nhíu mày, nhìn bốn phía phần mộ, thực sự rất khó tưởng tượng, một vị trong truyền thuyết đại nhân vật, thế mà liền mai táng tại phụ cận. Nếu là thiên cốt nữ đế mộ địa xuất thế tin tức truyền đi, tạo thành oanh động, khẳng định sẽ khá kinh người. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, lập tức xoay người. Phương hướng sau lưng hai khối nặng mấy trăm ngàn cân mộ bia, từ dưới đất bay lên, nhanh chóng hướng hắn va chạm đi qua. Âm ầm Trương Nhược Trần nắm lên hư không kiếm, vung về phía trước một cái, bạo phát đi ra kiếm khí, đem hai khối mộ bia bổ đến chia năm xẻ bảy. Tề hoành từng bước một đi ra, hư lạnh một tiếng, nói phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá, nhưng không có tác dụng gì. Cho dù người trốn vào chỗ này trung cổ di tích, cũng là đường chết một đầu. Hiện tại, người chỉ cần ngoan ngoãn trả lời bản tỏa vấn đề, Cố gắng bản tỏa sẽ cho ngươi một thống khoái, để cho ngươi đã chết nhẹ nhõm một chút." Trương Nhược Trần tay cầm hư không kiếm, lui về phía sau một bước, cười nói, "Ngươi không phải tinh thông siêu hồn bí thuật, cần gì phải tốn nhiều môi lưỡi. Trực tiếp bắt được ta, lục soát trí nhớ của ta, không phải càng thêm thuận tiện?" Tề Hoành cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. "Nếu là ta đoán được không sai, ngươi căn bản cũng không biết cái gì siêu hồn bí thuật a." À? Trương Nhược Trần mười phần ung dung nói đã ngươi nhất định phải khiêu khích bản tọa, bản tọa liền thành toàn ngươi. Tề hoành ánh mắt lộ ra tà dị quang mang, năm ngón tay bóp thành hình móng, hướng về phía trước tìm tòi, lập tức ngưng tụ ra một cái dài hơn 10 thước tà khí cự trảo, muốn đem Trương Nhược Trần bắt. Ngay tại Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm khí, chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm. Từ đằng xa, bay tới một chữ, đạo, chữ, đạo, trừng ma bàn lớn như vậy, mang theo có một cỗ khổng lồ thánh khí, đem tề hoành thi triển ra tà khí cự trảo đánh cho tan thành mây khói chữ, đạo, giữa không trung xoay tròn một vòng, tản mát ra một cỗ cường đại thánh uy, lại hướng tề hoành ấn tới. Đây là, nhìn thấy chữ, đạo, tề hoành sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức thi triển ra một chiêu quỷ cấp võ khí, khai vân trường. Ngưng tụ toàn thân thánh khí, tề hoành song trường, đồng thời hướng về phía trước một kích. Lấy song trường làm trung tâm, hình thành một cái hình tròn trường lực đợt, đem chung quanh mấy chục khối mộ bia, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Chữ, đạo, lực lượng, lại càng thêm cường đại trong nháy mắt liền phá vỡ trưởng ấn khác ở tề hoành trên thân phốc tề hoành miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi quỳ một chân trên đất thủ đoạn thật là lợi hại chỉ là một chữ liền đem một vị bán thánh kích thương trương nhược trần có chút kinh ngạc lập tức hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp một đạo màu trắng thánh quang xông phá trong di tích chung cổ màu đen vân khí từ đằng xa bay tới rơi xuống một khối mộ bia đỉnh chóp ngưng tụ thành một cái vóc người thân ảnh yểu điệu Thánh thư tài nữ mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra màu trắng thần thánh quang hoa, mặc không nhuốm bụi trần trường bào màu trắng, một bộ nữ giả nam trang bộ dáng. Mặc dù là như thế, cũng khó có thể che giấu, nàng cái kia khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan, trên người mỗi một đầu đường cong đều tương đương hoàn mỹ, eo thon mười phần tinh tế, hai chân thẳng tắp mà thon dài. Xoạt, thánh thư tài nữ đem trong tay quạt xếp triển khai, lập tức, một cái kia chữ, đạo, lần nữa bay lên, biến thành một cái cực nhỏ lớn nhỏ màu đen văn tự, rơi vào quạt xếp phía trên. Tề hoành vội vàng từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy máu nghe đầm đìa ở ngực, giả ra 10 phần hoang mang dáng vẻ, nói, tài nữ đại nhân, lâm nhạc tiểu tử kia rất có vấn đề, là thế lực khác điều động đến lưỡng nghi tông gian thế. Lão Phu giết hắn, chỉ là muốn thanh lý môn hộ. Người vì sao muốn ngăn cản Lão Phu, thánh thư tài nữ nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, lông mi nhẹ nhàng chấp động, cười nói, tề hoành bán thánh, ta là từ cổ thần Sơn Thiên Địa Tế Đàn, dọc theo ngươi lưu lại khí tức, một mực đuổi tới nơi này. Đừng nói cho ta, xâm nhập thiên địa tế đàn người không phải ngươi. Tề hoành ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới thánh thư tài nữ tinh thần lực vậy mà cường đại như thế, rời đi cổ thần sơn thời điểm, hắn đều đã mười phần cẩn thận xóa đi trên thân khí tức, nhưng như cũng bị nàng đã nhận ra một tia vết tích. Làm sao bây giờ, thánh thư tài nữ là tinh thần lực thành thánh, tu vi của hắn coi như tại tăng cường gấp 10 lần, cũng ngăn không được nàng một ngón tay chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết. Tề hoành đương nhiên là tương đương không cam tâm, đột nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước từ thể nội bước ra tử vong tà khí, lập tức, kế thượng tâm đầu, lần nữa nhìn chăm chú về phía thánh thư tài nữ, khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo ác độc ý cười. chương 704, tề hoành hai chân mềm nhún, lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy lên, cầu khẩn nói, tài nữ đại nhân tha mạng, ta là cùng sau lưng lâm nhạc, mới có thể tiến vào tòa kia tế đàn. Trong tế đàn bí mật, ta là hoàn toàn không biết. Tề hoành tựa hồ thật rất sợ hãi, không ngừng dập đầu, cái chán cùng mặt đất đâm đến bành bịch vang. Một vị bán thánh, thế mà quỳ xuống dập đầu, lão gia hỏa này có như vậy e ngại thánh thư tài nữ sao, hậu phương, trương nhược trần trên mặt, toát ra thần sắc nghi hoặc. Thánh thư tài nữ ánh mắt, hướng lâm nhạc nhìn chầm chầm đi qua. Trong thiên địa tế đàn, nàng cũng hoàn toàn chính xác phát hiện lâm nhạc lưu lại khí tức. Chỉ là một cái ngư long cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ xâm nhập thiên địa tế đàn, mà lại còn có thể chạy đi. Đúng lúc này, tề hoành thông suốt ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra cười lạnh, hai chân trên mặt đất đạp một cái. Vèo một tiếng, phóng lên tận trời, lấy bán thánh tu vi, tăng thêm lưu tinh ẩn thân y tốc độ, chỉ là trong nháy mắt, tề hoành liền vào tới thánh thư tài nữ trước người. Thánh thư tài nữ là tinh thần lực thành thánh, mặc dù tu vi khá cường đại, nhưng cũng có hết sức rõ ràng nhược điểm, nàng cũng không có tu luyện võ đạo, nhục thân thể chất vẻn vẹn chỉ là so với người bình thường cường đại một điểm nếu là có thể xuất kỳ bất ý tới gần nàng tề hoành chỉ cần ngón tay một điểm liền có thể đưa nàng giết chết lúc trước chữ đạo đánh vào tề hoành trên thân kỳ thật chữ hơn phân nửa lực lượng đều bị lưu tinh ẩn thân y triệt tiêu tề hoành cũng không có bị thương nhiều lần sở dĩ biểu hiện ra bị trọng thương dáng vẻ hoàn toàn chính là tại tê liệt thánh thư tài nữ làm tập kích làm chuẩn bị cái gì cầu thí thánh thư tài nữ đi chết đi Tề hoành ngưng tụ ra một đạo chỉ kiếm, thi triển ra kiếm nhị, đâm về thánh thư tài nữ nghi tâm. Mắt thấy mũi kiếm, liền muốn đánh xuyên thánh thư tài nữ đầu lâu. Thánh thư tài nữ nhưng như cố thong rong chấn định, không hoảng không loạn, chỉ là cổ tay rung lên, đem chuôi này quạt xếp mở ra, hướng về phía trước một cái. Xoạt, quạt xếp bên trên, bay ra mấy trăm cái văn tự. Mỗi một cái văn tự, đều là ẩn chứa lực lượng cường đại, bành bành, đồng thời đánh vào tề hoành trên thân. Tề hoành ở ngực, lập tức lõm xuống dưới, không biết có bao nhiêu cục xương bị đánh nát. Phần lưng của hắn, không ngừng nhô lên, tuôn ra từng cây cột máu. Bịch một tiếng, tề hoành rơi vào mặt đất, ném ra một cái đường kính 10 trượng hố to. Hắn bán thánh chi thể đã bị đánh đến rách tung tóe, tìm không ra mấy cây hoàn hảo xương cốt. Cái kia mấy trăm cái văn tự, lại bay trở về, xông vào quạt xếp. Chỉ là một cái bán thánh, cũng dám đánh lén thánh giả, chết chưa hết tội. Ách, thánh thư tài nữ trong tay quạt xếp, chẳng biết lúc nào nhiễm phải một đoàn màu đen tử vong tà khí tử vong tà khí từ quạt xếp dâng trào ra ngoài hướng chạy thánh thư tài nữ cánh tay chỉ là trong nháy mắt một con kia tuyết trắng ngọc thủ liền bị tà khí ăn mòn biến thành chết màu đen thánh thư tài nữ chỉ là huyết nhục phàm thai không có bán thánh huyết khí cường thịt một khi bị tử vong tà khí xâm nhập thân thể sẽ rất khó ngăn cản một lát sau tử vong tà khí cấp tốc lan tràn đem thánh thư tài nữ thân thể hoàn toàn bao khỏa Xoẹt xoẹt, tử vong tà khí bắt đầu thôn phệ thánh thư tài nữ tinh thần lực, hóa thành từng cây màu đen xúc tu, thẩm thấu tiến làn da, tiến vào máu của nàng, theo huyết dịch tại toàn thân lưu chuyển. Trong hố lớn, Tề Hoành xoay người mà lên, toàn thân máu me đầm đìa, lại phát ra âm trầm tiếng cười, thật sự là một kiện bảo y, tiếp nhận tinh thần lực thánh giả một kích, lão phu thế mà không chết. Lập tức, Tề Hoành lần nữa từ trên mặt đất vọt lên, bay đến giữa không trung, một trường đánh vào thánh thư tài nữ đỉnh đầu, lập tức đưa nàng đánh cho thân thể mềm nhún, đổ vào mộ bia phía trên. Bành, tề hoành mặt có chút dữ tợn, rơi xuống trên bia mộ phương, hung hăng một cước đá vào thánh thư tài nữ bụng dưới vị trí, đưa nàng đá bay ra ngoài. Thánh thư tài nữ bay xuống mộ bia, rơi ở trên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn bụi đất. Qua một tiếng, thánh thư tài nữ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, bưng bít lấy bụng dưới vị trí, co quắp tại trên mặt đất, rất hiển nhiên là tiếp nhận to lớn đau đớn. ngươi không phải rất cao quý, rất đáng gờm, làm sao cũng có hôm nay. Cho dù ngươi là trên 9 tầng trời huyền nữ, lão phu cũng phải đưa ngươi đánh rất phàm trần. Tề hoành cười gần một tiếng, một phát bắt được thánh thư tài nữ tóc, hướng về phía trước khẽ kéo, khiến nàng đầu đâm vào cách đó không xa một khối trên bia mộ mặt, máu tươi không ngừng từ đỉnh đầu sông ra. Vừa rồi kịch liệt pha chạm, làm thánh thư tài nữ phần eo cây kia đai lưng đứt gãy, áo bào màu trắng tán loạn rộng mở, cổ áo vị trí, lộ ra mảng lớn ra thịt tuyết trắng. Nhìn xuống dưới, hai đoàn sung mãn ngọn núi, trong đó gần một nửa từ màu xanh nhạt trong áo lót lộ ra, hình thành một đạo mê người khe rãnh. Thánh thư tài nữ không chỉ có chỉ là mỹ mạo động lòng người, cái kia cỗ văn nhã khí chất, cũng là trên đời hiếm thấy, cho dù là đối với thánh giả, cũng tại lực hấp dẫn cực lớn. Một vị để vô số thánh giả đều hâm mộ không thôi mỹ nhân tuyệt sắc, liền ngã trên mặt đất, tựa như một cái kiểu nộn dê con, mặc người chém giết. Dạng này đánh vào thị giác, kích phát ra tề hoành dấu ở sâu trong nội tâm dục vọng, ánh mắt lộ ra dâm tà quang mang, cười lớn một tiếng, quả nhiên là một cái tuyệt thế mỹ nữ, cứ như vậy giết ngươi, lão phu đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Đã như vậy, không bằng trước khi chết, trước hết để cho lão phu nhìn một chút thánh thư tài nữ thân thể mềm mại, có phải hay không cũng có khuôn mặt đẹp như vậy. Cạc cạc, thánh thư tài nữ tinh thần lực hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là, dù sao cũng là một nữ tử, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dâm tà tề hoành từng bước một tới gần, trong lòng đương nhiên cũng vô cùng sợ hãi. Nàng cố gắng điều động tinh thần lực, muốn thi triển ra pháp thuật, đem tề hoành đánh giết. Nhưng là, nàng càng là sốt ruột, lại càng là không cách nào đem tinh thần lực ngưng tụ, ngược lại gặp tử vong chi khí phản phệ, miệng bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tề hoành một phát bắt được thánh thư tài nữ cái cầm, đưa nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt dơ lên, lông nghi cong vỉnh lên, đôi mắt sáng tỏ, mũi ngọc tinh xảo óng ánh. Cho dù là kỹ nghệ nhất tinh xảo thợ khéo, cũng khó có thể tạo hình ra xinh đẹp như vậy tiên nhan. Tề hoành cười nói, có thể cùng thánh thư tài nữ ngủ một giấc, chỉ sợ là toàn bộ côn lôn giới nam nhân đều tha thiết ước mơ sự tình, hôm nay, liền để lão phu tới trước thử một lần. Lập tức, tề hoành tay hướng phía dưới rũi ra, soạt một tiếng, đem thánh thư tài nữ cái kia một kiện áo ngoài xé nát, hiển lộ ra một bộ có lồi có lõm tuyết trắng thân thể mềm mại, bóng loáng vai, ngực mông đều mười phần ngạo nghễ ưỡn lên, eo thon lại là tinh tế mà mềm dẻo. Có lẽ là bởi vì không có tu luyện võ đạo, lại có lẽ là lâu dài chịu đựng thi thư hun đúc, thánh thư tài nữ ra thì tương đương tinh tế tỉ mỉ, có thể nói là thổi qua liền phá. Tề hoành cũng không vội lấy đem thánh thư tài nữ cầm xuống, đối phó loại này cao quý nữ tử, chính là muốn chậm rãi chơi, từng bước một đả kích nàng tôn nghiêm. Trực tiếp liền ép đến trên người nàng, có ý gì? Tề hoành, người nếu là dám động đến ta một ngón tay, ta cam đoan với ngươi, các người tể ra nhất định vạn kiếp bất phục. Thời khắc này thánh thư tài nữ, một tay che ở ngực, giữ vững sau cùng ngực. Áo, cắn chặt hàm răng, không ngừng lui về phía sau. Từ tu luyện đến nay, nàng vẫn luôn không có tao ngộ quan ngăn trở, tại bên cạnh nàng, chỉ có tiếng vỗ tay cùng tán dương. Trở thành nữ hoàng bên người cử thiên huyền nữ một trong về sau, địa vị của nàng càng là nhảy lên tới đỉnh điểm, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhận vô số người kính ngưỡng. Cho dù là thánh giả, ở trước mặt nàng, cũng phải cúi đầu. Trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới, vậy mà biết rơi vào dạng này hoàn cảnh. Tề hoành nhìn thấy thánh thư tài nữ nửa, trắng trợn thân thể mềm mại, trong lòng tà hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, cười nói muốn uy hiếp lão phu. Người trước tiên cần phải từ tay của lão phu bên trong chạy đi mới được. Tề hoành một bên cười dâm đáng, một bên duỗi ra một cái tay, hướng thánh thư tài nữ ở ngực bắt tới. Bạch, đúng lúc này, trương nhược trần từ mộ bia đằng sau vọt ra, đem hư không kiếm đâm ra đi, xuyên qua khe hở, bổ về đằng trước, đem Tề Hoành đánh lui ra ngoài. Trương Nhược Trần giơ kiếm mà đứng, đem Thánh Thư Tài nữ ngăn tại sau lưng, cười lạnh một tiếng, Tề Hoành tiền bối, trước kia thật không có nhìn ra, người lại còn là một cái lão sắc quỷ, liền ngươi dạng này phẩm hạnh cũng có tư cách làm kiếm các người cầm kiếm. Nếu là chuyện ngày hôm nay truyền đi, người lão thanh danh của người coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thánh Thư Tài nữ gặp Tề Hoành bị đánh lui, lập tức thở dài một hơi. đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng lâm nhạc khẳng định không phải là đối thủ của tề hoành bởi vậy thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi lập tức bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực hư không kiếm cực kỳ sắc bén phá vỡ tề hoành nhục thân phòng ngự tại trên bàn tay của hắn lưu lại một đạo vết máu mà lại thánh thư tài nữ lúc trước cũng đã đem tề hoành đánh thành trọng thương cho nên bằng vào chương nhược trần tu vi mới có thể một kích thành công đem hắn đánh lui tề hoành nhìn một chút trên bàn tay vết máu khanh khách cười một tiếng nói thật sự là một cái chuyện xấu tiểu tử xem ra cần phải trước hết giết người mới được. Tề hoành đem hai tay cùng lúc sơ lên, bắt đầu ngưng tụ thánh khí. Trương Nhược Trần đương nhiên không sẽ cùng tề hoành cứng đối cứng, một vị bán thánh, cho dù bị trọng thương, cũng không phải hắn có thể chống lại. Đi theo ta, Trương Nhược Trần một phát bắt được thánh thư tài nữ cổ tay, lôi kéo nàng, hướng mộ rừng chỗ sâu vào tới. Âm âm, tề hoành song trưởng, đồng thời hướng về phía trước đẩy, hình thành một cỗ mãnh liệt khí lãng, đem chung quanh sở hữu mộ bia toàn bộ cuốn bay lên, Hướng về phía trước hai người xung kích tới. Trương Nhược Trần hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ gặp kinh khí cường đại, giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Đó là bán thánh một kích toàn lực, nếu là bị đánh chúng, nhất định là giữ nhiều lành ít. Đắc tội, Trương Nhược Trần duỗi ra một cánh tay, ôm lấy Thánh thư tài nữ vòng eo, hai chân uốn lượn, hướng phía dưới đạp một cái, đột nhiên xông về trước ra ngoài. Thời khắc này Thánh thư tài nữ nửa người trên vẻn vẹn chỉ là mặc vào một kiện đơn bạc hung y, phần eo hoàn toàn trần trụi. Trương Nhược Trần tay, ấn tại cái kia tràn ngập co giãn phần eo, hai người ra thịt, có thể nói là hoàn toàn dán vào cùng một chỗ. Đặc biệt là, ngược nàng cái kia một đôi sung mãn tô phong, trực tiếp đặt ở Trương Nhược Trần lồng ngực vị trí, lộ ra 10 phần rộng lớn cùng rắn chắc, cho nàng một loại 10 phần cảm giác khác thường. Cho dù là thận trọng thánh thư tài nữ, giờ phút này, tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên. Bất quá tình thế nguy cấp, nàng cũng không có kháng cự, chỉ là duỗi ra hai tay, có chút chống ra Trương Nhược Trần lồng ngực, thư giãn trước ngực áp lực. Trương Nhược Trần mang theo thánh thư tài nữ, xông vào tiểu hắc đã bố trí tốt trận pháp. Cùng lúc đó, tiểu hắc hai cái móng vuốt hướng về mặt đất đè xuống, phóng xuất ra chân khí, đem trận pháp minh văn kích hoạt. Chương 705. Hắc hắc, Tề Hoành lão cẩu, để cho ngươi nếm thử bản hoàng bố trí Vân Phong bàn long trận uy lực, tiểu hắc cười lớn một tiếng. Soạt, phương viên trăm trường khu vực, hợp thành một cái trận pháp vòng tròn, trận pháp minh văn như là từng cây màu xanh xích sắt nổi lên, đan vào một chỗ, hình thành một tòa màu xanh sơn nhạc hư ảnh. Trên núi lớn, cuộn lại một đầu cự long, song chảo hướng về phía trước rũi ra, lộ ra sắc bén răng, lộ ra giữ tợn trợn mắt sáng vẻ. Bay tới mấy chục khối mộ bia, đụng vào trên trận pháp mặt, lập tức liền bị một tầng thanh sắc quang mang triệt tiêu, vỡ vụn thành bột đá. Trương Nhược Trần gặp Tiểu Hắc bố trí trận pháp, ngăn trở tề hoành công kích, rốt cục buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, Hắn cảm giác được Thánh thư tài nữ thân thể mềm mại tại giấy động, cúi đầu hướng nàng nhìn chằm chằm một chút, mới phát hiện mình vẫn như cũ còn ôm nàng, thế là lập tức buông lỏng tay ra. "Thật có lỗi, vừa rồi." Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Thánh thư tài nữ cũng là có chút xấu hổ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, lập tức xoay người, bình ổn tâm tình của mình, nói: "Ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng." Lâm Nhạc cái tên này, ta hôm nay nhớ kỹ. Sau này, người nếu là gặp được khó khăn gì, chỉ bằng tới tìm ta." Trương Nhược Trần hướng Thánh Thư Tài nữ cái kia Trần Trụi Lưng Ngọc nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nàng siêu phàm như vậy nhập Thánh Thiên Chi kiêu nữ, hẳn là cho tới bây giờ đều không có từng chịu đựng dạng này nhục nhã a. Trương Nhược Trần cởi xuống trên thân có dính vết máu đạo bào, từ phía sau cho Thánh Thư Tài nữ choàng tại trên vai. Thánh Thư Tài nữ thông suốt quay đầu, cặp kia sáng tỏ đôi mắt đẹp cùng Trương Nhược Trần con mắt bốn mắt nhìn nhau. Lập tức, nàng nào đó một cây tiếng lỏng giống như là bị xúc động một cái. Tại thời khắc này, tim đập của nàng, hơi tăng nhanh mấy nhịp. Làm tinh thần lực thánh giả nàng, cùng trương nhược trần ánh mắt nhìn nhau mấy giây, lại bị bức bách đến cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Vì sao lại dạng này, nàng viên thánh tâm kia, tựa hồ đã bị đối phương đè sập, để nàng có chút hoài nghi, trước mắt cái này lâm nhạc có phải hay không một cái thực lực cường đại thánh giả, chỉ là cố ý che giấu tu vi. Bằng không, vì sao một cái tinh thần lực thánh giả lại để cho đi tránh né một cái ngư long cảnh tu sĩ ánh mắt? Nghĩ đến đây, liền để thánh thư tài nữ cảm thấy sụp đổ. Vì che giấu đi trong lòng bối rối, thánh thư tài nữ vội vàng dùng tay kéo lên đạo bào hai mảnh vạt áo, đem thân thể bọc lại, phương tâm vẫn tại nhảy không ngừng, thấp giọng nói, "Đa tạ." Trương Nhược Trần hướng thánh thư tài nữ nhìn thoáng qua, thực sự có chút không hiểu rõ, một cái cao cao tại thượng tinh thần lực thánh giả, làm sao lại biểu hiện ra như thế tiểu nữ nhân bộ dáng? Trương Nhược Trần chỉ cho là thánh thư tài nữ là nhận lấy kinh hãi, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ở trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên lai thánh giả tâm cảnh, cũng bất quá như thế. Kỳ thật, cũng không phải là Trương Nhược Trần suy nghĩ như thế, mà là thánh thư tài nữ viên thánh tâm kia, bắt đầu rung động. Thánh thư tài nữ cũng không phải là chưa từng gặp qua so lâm nhà càng thêm tuấn mỹ nam tử, đồng thời, cũng có rất nhiều so lâm nhà càng thêm ưu tú nam tử, hướng nàng truyền đạt ái mộ chi ý. Chỉ bất quá, khi đó nàng, tinh thần lực thập phần cường đại, trong lòng chỉ có thánh đạo, căn bản dung không được giữa nam nữ tình cảm. Ngay tại vừa rồi, tề hoành đánh ra tử vong tà khí, ngăn chặn tinh thần lực của nàng, khiến nàng biến thành một cái nhục thân phàm thai cô gái bình thường. Lại thêm, tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, lâm nhạc xuất thủ cứu nàng. Mà lại, lâm nhạc nhìn về phía ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều mười phần thanh tịnh, càng là cởi áo ngoài của mình, cho nàng mặc vào. Trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người nam nhân muốn cởi xuống trên người nàng quần áo, Lâm Nhạc lại là cái thứ nhất chủ động cho nàng mặc xong quần áo nam nhân. Đây là một loại bị người quan tâm cảm giác, đối với nàng mà nói, cũng là tương đương cảm giác xa lạ. Loại cảm giác này, để nàng cảm thấy tương đương ấm áp, tương đương dễ chịu. Một số thời khắc, một kiện nhất là thật nhỏ sự tình, lại có thể nhất đem một nữ nhân tâm bắt được. Kết quả là, Trương Nhược Trần thân ảnh nghe tại nàng thánh tâm, ấn xuống một cái mông lung ấn ký. Cử một cái ví dụ, có được cấp 53 tinh thần lực thánh nữ tài nữ, nàng thánh tâm, trước kia liền như là là bị thật dày sắt lá bao vây lại dầu cây trầu. Tử vong tà khí tiến vào thân thể của nàng, đưa nàng tinh thần lực áp chế xuống. Kết quả là, tầng kia bao khỏa dầu cây trầu sắt lá cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng thánh tâm, trở nên hoàn toàn không đề phòng. Vào lúc này, Trương Nhược Trần xuất hiện, tựa như là một hạt hỏa tinh rơi vào dầu cây trầu phía trên, lập tức liền bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, để thánh thư tài nữ viên kia băng lãnh thánh tâm, cũng biến thành có chút lửa nóng bắt đầu. Thời khắc này thánh thư tài nữ, tựa như là một cái mới biết yêu thiếu nữ, đối với Trương Nhược Trần mặc dù không nói là vừa thấy đã yêu, chỉ ít cũng là có một ít tình tâm ám động. Đương nhiên, đừng nói Trương Nhược Trần không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền ngay cả chính nàng, kỳ thật cũng còn không thể lý giải loại kia dị dạng cảm xúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tề hoành từ đằng xa bay tới, vào tới trận pháp bên ngoài, điều động thánh khí, bàn tay hướng về phía trước một kích, cùng trận pháp đụng vào nhau. Trận pháp ngoại vi quang mang, lóe lên một cái cùng lúc đó trong trận pháp xông ra một đầu cự long hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ đánh ra long chảo phản kích tại tề hoành trên thân đem hắn đánh lui ra ngoài ầm ầm tề hoành ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén tiếp tục xông đi lên liều mạng bên trên thương thế tiếp tục xuất thủ điên cuồng công kích trận pháp muốn lấy thời gian ngắn nhất phá trận bởi vì hắn biết rõ chỉ cần để thánh thư tài nữ chậm quá khí rất nhanh liền có thể đem tử vong chi khí áp chế xuống đến lúc đó Người phải chết, chính là hắn. Trong trận, thánh thư tài nữ một đôi tú mục, nhìn một chút tiểu hắc bố trí vân phong bàn long trận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói cái này một tòa vân phong bàn long trận cũng không hoàn thiện, khuyết thiếu trận nhãn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hoàn chỉnh trận pháp ba thành uy lực. Dạng này một tòa tàn trận, căn bản ngăn không được tề hoành. Tiểu nha đầu, người lại có thể nhận ra vân phong bàn long trận, nhãn lực không tệ thôi. Tiểu Hắc đương nhiên biết thánh thư tài nữ là tinh thần lực thánh giả, thế nhưng là, thời khắc này nàng, căn bản là không có cách điều động tinh thần lực, cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Nó tự nhiên cũng liền không sợ thánh thư tài nữ, cùng lắm thì đưa nàng bắt vào đồ quyển thế giới tu kiến thành trì. Thánh thư tài nữ cũng là không tính toán với tiểu hắc, chỉ là cười cười, nói, vân phong bàn long trận là một tòa cổ xưa trận pháp, cần một đầu bán thánh cấp bậc long hồn làm trận nhãn, mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Vân phong bàn long trận trận đồ, thu nhận sử dụng tại thiên nhất thư tông Phượng Minh Hiên. Liền ngay cả thư tông đệ tử, cũng chưa chắc biết được chuyện này ta thật sự là có chút hiếu kỳ ngươi là từ chỗ nào học được cái này một tòa trận pháp ngươi quản nhiều như vậy làm gì tiểu hắc hừ lạnh một tiếng lập tức lại nói rồi hãy nói ngươi nói những này có làm được cái gì bản hoàng đi đâu cho ngươi tìm một đầu bán thánh cấp bậc long hồn hiện tại dạng này một tòa tàn trận liền thích hợp dùng đi nghe được tiểu hắc tự xưng bản hoàng thánh thư tài nữ trong đôi mắt rốt cục lộ ra vẻ lạnh lùng chỉ là một con mèo cũng dám xưng hoàng Bản hoàng, bản hoàng, bản hoàng. Tiểu Hắc không sợ hãi thì thầm, Thánh thư tài nữ thật sự là bị tiểu Hắc chọc giận, liền muốn xuất thủ giáo huấn nó. Trương Nhược Trần vội vàng gọi được Thánh thư tài nữ cùng tiểu Hắc ở giữa, trầm giọng nói, đến lúc nào rồi, các ngươi tranh cái gì tranh? Một khi tề hoành phá vỡ trận pháp, tất cả mọi người phải chết. Thánh thư tài nữ vung lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất quản tốt một con kia mèo. Hôm nay, các ngươi may mắn gặp phải là ta nếu là gặp phải là người khác vẻn vẹn chỉ là bản hoàng hai chữ cũng đủ để cho ngươi cùng nó chết một lần ngươi nói cái gì tin hay không bản hoàng đưa ngươi thu vào tiểu hắc rất là phách lối đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra ngoài trương nhược trần khẽ nhíu mày lập tức đem càn khôn thần mộc đồ chiếm đi qua tại tiểu hắc trên đầu gõ một cái quát lớn tại thánh giả trước mặt cũng dám không biết lớn nhỏ tiểu hắc làm việc có thể không cố kỵ gì thế nhưng là trương nhược trần lại không thể tề hoành ngay tại ngoài trận tùy thời đều có thể hội công tiến đến nếu là không tá trợ thánh thư tài nữ lực lượng trương nhược trần khẳng định chỉ có một con đường chết rồi hãy nói coi như không có tề hoành uy hiếp liền có thể tùy tiện đem thánh thư tài nữ thu vào càn khôn thần mộc đồ thánh thư tài nữ là chỉ giao nữ hoàng người bên cạnh thân phận không thể coi thường chỉ sợ nàng chỉ là gặp được nguy hiểm chỉ giao nữ hoàng cũng sẽ có điều cảm ứng nếu là trương nhược trần dám đem nàng thu vào càn khôn thần mộc đồ chỉ sợ không ra một ngày chỉ giao liền sẽ tự mình tìm tới hắn Tề Hoành sẽ làm ra chuyện vọng động, Trương Nhược Trần lại sẽ không, bởi vậy, hắn không muốn lần nữa chết tại chỉ dao trong tay. Cái này một con mèo thật là rất cần ăn đòn, biết rõ thánh thư tài nữ là chỉ dao người, thế mà còn dám ở trước mặt nàng nói lung tung, không phải tại có chủ tâm muốn chết. Tự xưng là hoàng, cũng đã là đối với nữ hoàng đại bất kính, đủ để cấu thành xét nhà diệt tổ tội lớn. Man thú dám đối với nữ hoàng bất kính, liền ngay cả chủ nhân của nó cũng phải bị xử tử. Bởi vậy có thể thấy được Kỳ thật thánh thư tài nữ hay là rất tốt nói chuyện, lớn như thế chịu tội, thế mà cũng có thể tha thứ, lập tức để Trương Nhược Trần có chút bội phục bắt đầu, thánh giả khí lượng quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh với. Trương Nhược Trần liền vội vàng khom người hướng thánh thư tài nữ cúi đầu, giải thích nói, một cái mèo hoang, không hiểu quy củ, hoàn toàn chính là tại nói hưu nói vượt, xin mời thánh giả đại nhân không cần để ở trong lòng. Thánh thư tài nữ nói, việc này cũng đừng có nhắc lại, chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ tề hoành mới là chính sự. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nói tu vi của ngươi, cần bao lâu mới có thể khôi phục. Thánh thư tài nữ sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì hắc ám, một cái tay đặt tại bụng dưới vị trí, nhẫn nhịn được trên người chỗ đau, bình tĩnh nói ra, tề hoành cũng không biết tu luyện cái gì tà công, đem một cỗ tà khí, đánh vào trong cơ thể của ta. Chỉ cần ta nghĩ thi triển pháp thuật, tà khí liền sẽ phóng tới ta thánh nguyên. Nếu là, thánh nguyên bị tà khí ăn mòn, Ta chỉ sợ cũng không cách nào lại khống chế tinh thần lực của mình, rất có thể sẽ biến thành một cái không có ý thức tà ma. Hiện tại, ta chỉ có thể sử dụng tinh thần lực toàn lực ngăn cản cái kia cỗ tà khí, không thể có mảy may chủ quan. Lúc trước, Tề Hoành một cước đá vào bụng của nàng, hiển nhiên là cho nàng nhục thân, tạo thành không nhẹ tổn thương. Gặp nàng hết sức thống khổ dáng vẻ, Trương Nhược Trần lấy ra một viên đan dược chữa thương, bóp tại hai ngón tay ở giữa, đưa cho nàng, nói: "Trước ăn vào đi." Thánh thư tài nữ tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ một chút thầm nghĩ trong lòng mộc linh hồng tiền luyện chế đan dược dược lực ngược lại là nhu hòa có thể phục dụng đem đan dược ăn vào lập tức thân thể của nàng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu một lát sau nàng nhục thân thương thế rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục đầu cùng phần bụng đau đớn cũng biến mất theo đương nhiên đan dược chữa thường đối với tử vong tà khí không có bất kỳ cái gì tác dụng thánh thư tài nữ vẫn như cũng muốn toàn lực điều động tinh thần lực áp chế tử vong tà khí ăn mòn tinh thần lực tu sĩ nhược điểm, một cái liền bạo lộ ra, chỉ cần là bị khí độc cùng tà khí xâm nhập thân thể, rất khó bằng vào tự thân lực lượng đem luyện hóa. Trương Nhược Trần lúc trước quả quyết lựa chọn tu luyện võ đạo, cũng là bởi vì tinh thần lực tu sĩ nhược điểm quá lớn. Tề Hoành cạc cạc cười nói, hôm nay là ngày thứ hai, các vị thư hữu nhanh cho Phi Thiên Ngư tặng phiếu đề cử đi. Không phải, Phi Thiên Ngư sẽ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chương 706. Nếu là Trương Nhược Trần nguyện ý, kỳ thật, cũng có thể sử dụng long châu bên trong phật khí, giúp thánh thư tài nữ tịnh hóa thể nội tử vong tà khí. Chỉ bất quá, kể từ đó, thân phận của hắn liền sẽ bại lộ. Một khi thân phận chân thật của hắn, để thánh thư tài nữ biết được, vẫn như cũng là một con đường chết. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Oanh, oanh, tề hoành công kích, càng ngày càng hung mãnh, đem mặt đất đánh cho không ngừng nứt ra. Vân phong bàn long trận quang mang, dần dần trở nên ảm đạm, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Thánh thư tài nữ nhìn về phía Trương Nhược Trần, hai hàng lông mi hướng lên nhếch lên, lộ ra một cái như có điều suy nghĩ thần sắc, hỏi tinh thần lực của ngươi cường độ đạt đến bao nhiêu giai? Cấp 44, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm, Thánh thư tài nữ tu vi một khi khôi phục, muốn nhìn thấu tinh thần lực của hắn cường độ cũng không phải là việc khó. Hiện tại nếu là giấu diếm, tương lai bị nàng phát hiện chân tướng, ngược lại sẽ gây nên nàng hoài nghi. Thánh thư tài nữ thoáng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng, hắn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ cũng cao như vậy. Đương nhiên, đứng tại độ cao của nàng, cấp 44 tinh thần lực, cũng liền chỉ là có chuyện như vậy. Nàng nói cũng không tệ lắm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tinh thần lực bán thánh. Thiên phú tinh thần lực của ngươi, không tại võ đạo thiên phú phía dưới. Kể từ đó, cũng liền dễ làm nhiều. Thánh giả đại nhân có kế hoạch gì?" Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ rũi ra một cái tuyết trắng tay, lòng bàn tay, tuôn ra một vòng nhàn nhạt quang hoa. Một viên màu đen quân cờ, từ quang hoa trung tâm, nổi lên. Nhìn như chỉ là một viên nho nhỏ quân cờ, phía trên lại che kín từng hạt điểm sáng. Nếu là sử dụng tinh thần lực đi quan sát, liền sẽ phát hiện, những điểm sáng kia, tựa như là lơ lửng tại trong vũ trụ tinh thần, lít nha lít nhít, không cách nào đếm rõ. Nàng đem cái kia một quân cờ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói con cờ này, là dùng một khối thánh ngọc điêu khắc thành trong đó bộ ẩn chứa có ta một thành tinh thần lực ngươi nếu là vận dụng thỏa đáng có lẽ khả năng bằng vào quân cờ bên trong tinh thần lực đánh giết tề hoành đương nhiên ngươi muốn nhớ lấy quân cờ bên trong tinh thần lực một khi hao hết cũng liền cùng phổ thông quân cờ không có gì khác biệt chúng ta muốn sống nhất định phải trước lúc này đem tề hoành triệt để giết chết trương nhược trần đem quân cờ tiếp tới chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh lực lượng từ bên trong dũng mãnh tiến ra Tiến vào trong lòng bàn tay, cùng hắn tinh thần lực cơ hồ liền tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựa như một tòa hoàn toàn mới tinh thần lực bảo khố bị mở ra. Trong bảo khố ẩn chứa tinh thần lực, so với hắn tinh thần lực cường đại mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hiện tại, hắn có thể điều động đoàn kia tinh thần lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thánh thư tài nữ đưa nàng chuôi này quạt xếp, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là một kiện tinh thần lực thánh khí. Ngươi chỉ cần đem tinh thần lực rót vào trong quạt, liền có thể điều động trong quạt văn tự, chuyển hóa làm công kích. Không cần, đó là ngươi tinh thần lực thánh khí, ngoại nhân chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể khống chế. Ta có một kiện tinh thần lực pháp khí, dùng thuận tay hơn một chút, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng phải nhỏ một chút. Trương Nhược Trần đem Lôi Châu lấy ra, nắm ở trong tay. Gặp Trương Nhược Trần có tinh thần lực pháp khí, thánh thư tài nữ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đem quạt xếp thu về, lập tức thối lui đến xa xa một tòa mộ bia đằng sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực áp chế thể nội tử vong tà khí. Oanh, tề hoành đem một kích cuối cùng đánh ra, rốt cuộc công phá vân phong bản long trận. Thời khắc này tề hoành, toàn thân máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, diện mục tương đương dữ tợn, thở hồng hộc hướng trương nhược trần đi tới, cười khan nói, trận pháp đều đã bị lão phu công phá, tiểu tử ngươi làm sao còn không đào mạng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta vì sao phải trốn. Người bây giờ không chỉ có bị trọng thương, mà lại, thể nội thánh khí cũng tiêu hao quá độ, còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Tề hoành cười đến càng thêm lớn âm thanh, tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm trương nhược trần một chút, khinh thường nói, coi như lão phu chỉ còn cuối cùng một hơi, muốn giết ngươi, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Xoạt, tề hoành cấp tốc liền xông ra ngoài, thân pháp tốc độ nhanh đến như là thiểm điện, một quyền đánh về phía trương nhược trần lồng ngực. Cường đại quyền kinh, hình thành một cái trước tiểu sau lớn hồ lô hình dạng, không ngừng xoay tròn. Chỉ cần đánh trúng Trương Nhược Trần, nhất định có thể làm cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Đến hay lắm, Trương Nhược Trần một cái tay nắm vuốt quân cờ, một cái tay nắm vuốt lôi châu, 99 đầu to cỡ miệng chén lôi điện ngưng tụ đi ra, tựa như 99 đầu điện long, đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở trung tâm. Thấy cảnh này, Tề Hoành sắc mặt kinh biến, nói: "Làm sao có thể?" 99 đầu lôi điện ngưng tụ thành một cái điện cầu, hướng tề hoành công kích đi qua trong nháy mắt liền đem hồ lô hình quyền kình đánh nát hỗn loạn lôi điện lực lượng tựa như thủy triều một dạng đem tề hoành thân thể thôn phệ kiếm nhị tề hoành hai tay hợp lại cùng nhau về phần hướng trên đỉnh đầu lập tức một âm một dương hai cỗ lực lượng bừng lên quay chung quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn hình thành một cái cự đại thái cực ấn ký xoạt lập tức tề hoành hướng lên không bay thẳng mà lên hóa thành một cây kiếm khí cột sáng vậy mà đem lôi điện phá vỡ bỏ chạy ra ngoài. Không hổ là kiếm tu, đều đã bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể lao ra. Trương Nhược Trần lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, trong lòng mặc niệm một tiếng, đại địa hủy diệt điện hải. Đây là một loại cấp 2 lôi điện pháp thuật, thế nhưng là mượn nhờ quân cờ bên trong tinh thần lực thi triển đi ra, lại bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Toàn bộ bầu trời, hoàn toàn hóa thành lôi điện hải dương, phát ra đôm đốc thanh âm, đem tề hoành trấn áp phải gấp nhanh rơi về phía mặt đất. Bành, cường đại lôi điện lực lượng, đem chung quanh mộ địa hoàn toàn bao khỏa đi vào, trên mặt đất, điện quang tựa như là hỏa xà một dạng đang ngọ nguậy. Trong đó một chút lôi điện, càng là chui vào trong mộ. Nói cũng kỳ quái, trong mộ cũng không biết có thứ gì, vậy mà đem chung quanh lôi điện chi lực, toàn bộ đều hấp thu đi qua. Trương Nhược Trần sở hữu lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở tề hoành trên thân, không dám có nửa điểm phân tâm, tạm thời cũng không có chú ý tới những cổ mộ kia biến hóa. Tề hoành toàn thân cháy đen, nằm dạp trên mặt đất, mặc dù có lưu tinh ẩn thân thể hộ thể vừa rồi một kích kia cũng làm cho hắn gặp trước nay chưa có trọng thương làn da cùng huyết nhục trở nên than cốc còn tại lưu động từng tia điện văn tề hoành mặt hoàn toàn trở nên máu thịt be bét nằm trên mặt đất thân thể run rẩy nói lão phu đã đưa tin cho tề ra thánh giả lão nhân ra ông ta chẳng mấy chốc sẽ liền sẽ chạy tới nơi này lâm nhạc ngươi nếu là dám xiết lão phu tề ra thánh giả nhất định sẽ đem người nghiền xương thành cho Thật sao, Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, một trường đánh ra ngoài, đánh vào tề hoành cái chán vị trí. Bành, tề hoành đầu lâu vỡ ra một đạo huyết văn, trong nghi tâm khí hải, cũng theo đó phá toái. Trong khí hải, bay ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, tản mát ra sáng tỏ thánh quang, hướng chân trời bỏ chạy mà đi. Đó là tề hoành bán thánh chi quang, không chỉ có có bán thánh thánh hồn, còn ẩn chứa bán thánh toàn thân thánh lực. Muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình lấy ra, hướng giữa không trung đánh ra ngoài, bay đến bán thánh chi quang phía trên. Bán thánh chi quang bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đung đưa kịch liệt, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi như ý bảo bình lực lượng, bị thu vào trong bình. Trương Nhược Trần vừa mới đem như ý bảo bình thu tay lại bên trong, phía sau hắn, liền truyền đến thánh thư tài nữ thanh âm, đó là một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần đem bảo bình đắp lên, mười phần chấn định, xoay người hướng nàng nhìn chằm chằm một chút, gật đầu nói, không sai. Thánh thư tài nữ cũng không có sinh nghi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, bảo vật như vậy đều có thể đạt được, người khí vận cũng khá. Trương Nhược Trần đem cái viên kia màu đen quân cờ lấy ra, đưa cho nàng, nói quân cờ trả lại ngươi, bên trong tinh thần lực, đại khái chỉ cần hao một phần năm. Thánh thư tài nữ hướng quân cờ nhìn chằm chằm một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng hào quang, nói trước đặt ở ngươi nơi đó, chỉ sợ tiếp xuống chúng ta còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Trương Nhược Trần cũng là không khách khí, đem quân cờ trước thu vào, hỏi, người đem cái kia cỗ tả khí luyện hóa không có. Thánh thư tài nữ nhẹ nhàng mím môi, lắc đầu nói, cái kia một cỗ tả khí mười phần cổ quái, bằng vào tinh thần lực căn bản là không có cách đưa nó luyện hóa. Chỉ sợ đến trở lại lưỡng nghi tông, xin mời võ đạo thánh giả xuất thủ, mới có thể đem luyện hóa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền về lưỡng nghi tông, Trương Nhược Trần nói. Không vội, thánh thư tài nữ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, Lập tức nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói: "Ta có một vấn đề, trước tiên cần phải hỏi ngươi." "Xin hỏi?" Trương Nhược Trần nói: "Tề Hoành vì sao muốn giết ngươi? Cho dù tu vi hoàn toàn biến mất, Thánh thư tài nữ cặp con mắt kia, cũng tràn ngập trí tuệ quang mang, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt." Kỳ thật, Thánh thư tài nữ đối với Trương Nhược Trần vẫn có một ít hoài nghi. Chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần đã cứu nàng, mà lại nàng hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, cho nên mới không có trực tiếp thẩm vấn Trương Nhược Trần mà là đổi một loại càng thêm nhu hòa phương thức từ khía cạnh thăm dò trương nhược trần trương nhược trần mặt không đổi sắc nói bởi vì ta tra ra một ít gì đó đầu mâu trực chỉ tề hoành thậm chí toàn bộ tề gia tề hoành muốn diệt khẩu cho nên mới có thể giết ta ngươi tra ra cái gì thánh thư tài nữ nói trương nhược trần dừng một chút mới nói ra tề gia cùng ma giáo rất có thể có một ít không thể cho ai biết quan hệ thánh thư tài nữ nhãn tình sáng lên hỏi có chứng cứ sao trương nhược trần lắc đầu nói nếu là có chứng cứ xác thực ta cũng sớm đã bẩm báo cho tông môn làm sao có thể một mình truy tra ta chính là bởi vì muốn tìm ra chứng cứ cho nên mới có thể theo dõi tề hoành một mực tiến vào cổ thần sơn bên trong tòa kia tế đàn về sau ta bị tề hoành phát hiện liền lọt vào hắn truy sát thánh giả đại nhân người sẽ không ở hoài nghi ta a à. dĩ nhiên không phải thánh thư tài nữ nhàn nhạt cười một tiếng nói kỳ thật Ta cũng nắm giữ bộ phận liên quan tới tể ra bí mật, biết đến đồ vật, có lẽ còn muốn nhiều hơn ngươi một chút. Chuyện này, so trong tưởng tượng của ngươi, còn muốn phức tạp được nhiều. Chỉ bất quá, đại hội luận kiếm sắp đến, không muốn đánh cỏ động rắn, mới tạm thời không có xâm nhập điều tra. Vốn là chuẩn bị đại hội luận kiếm về sau, lại đi chậm rãi thu thập chứng cứ, điều động các phương diện nhân thủ, bố trí một tấm lưới, đem bọn hắn chảm thảo trừ căn. Lại không nghĩ rằng, chính bọn hắn lại trước nhảy nhót đi ra chương 707, Thánh Thư Tài Nữ cặp kia tinh mâu chỗ sâu, lóe lên một tia sát khí, lập tức nói, liên quan tới tề ra sự tình, ngươi cũng đừng có lại tham gia đi vào, triều đình cùng lưỡng nghi tông sẽ thu thập bọn họ. Liền ngươi bây giờ điểm này tu vi, tề ra muốn giết ngươi, liền cùng nhìn chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhóm. Tiểu Hắc có chút khinh thường, lẩm bẩm một câu, thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ cứu ngươi, người cũng như một con kiến một dạng bị tề hoành cho nghiền chết. Nói không chừng, sau nghiền chết còn muốn thảm một chút. Thánh thư tài nữ trên chán bốc lên hắc tuyến, nếu không phải tu vi hoàn toàn biến mất, khẳng định là muốn hung hăng giáo huấn cái này một con mèo. Im ngay, trương nhược trần quát lớn một câu, lập tức hướng thánh thư tài nữ nhìn sang, cười cười, nói thánh giả đại nhân thứ lỗi, cái này một con mèo chính là miệng thiếu ăn đòn, thường xuyên khinh suất, đừng cùng nó chấp nhặt Hiện tại, thánh thư tài nữ tu vi hoàn toàn biến mất, nhất định phải ở nhờ Trương Nhược Trần bảo hộ, mới có thể chạy đi, tự nhiên cũng không có đi thêm truy cứu. Thánh thư tài nữ nói, chúng ta bây giờ nếu là về lưỡng nghi tông, chỉ sợ ở nửa đường bên trên liền sẽ bị chặn đứng, không khác tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, nói thánh giả đại nhân hẳn là thật tin tưởng, tề hoành trước khi chết nói lời. Hắn lại nói, cái này một tòa trung cổ di tích khá quỷ dị, có thể phong tỏa hết thảy khí tức, liền ngay cả truyền tin quang phù, cũng truyền không đi ra. Ta cho rằng, tề hoành rất không có khả năng đem tin tức truyền về lưỡng nghi tông thánh thư tài nữ hướng trương nhược trần nhìn chằm chằm một chút nói ngươi không có đạt tới bán thánh cảnh giới đương nhiên không thể lý giải bán thánh một chút thủ đoạn truyền tin quang phù làm không được sự tình bán thánh thánh niệm lại có thể làm được hiện tại chúng ta duy nhất đường sống chính là ẩn thân tại cái này một tòa trung cổ di tích bên trong chờ đợi triều đình cùng lưỡng nghi tông cứu viện ngươi nói không sai cái này một tòa di tích hoàn toàn chính xác khá quỷ dị có thể phong tỏa hết thảy khí tức, có thể nói, đối với chúng ta mười phần bất lợi. Thế nhưng là, đổi một loại ý nghĩ, chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh, cho dù tề gia thánh giả xâm nhập tiến đến, muốn tìm được chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy thánh thư tài nữ phân tích, có đạo lý riêng của nó. Sau đó, Trương Nhược Trần đem tề hoành trên người lưu tinh ẩn thân y lột xuống tới, một lần nữa mặc lên người, trừ cái đó ra, liền không có lại tìm ra vật có giá trị. Thánh thư tài nữ liền đứng ở một bên, thần thái yêu nhã, khí chất thánh khiết, nhìn thấy Trương Nhược Trần lục soát hoàn tất, mới thản nhiên nói, người thật là nghèo đến điên rồi. Người chết đồ vật, thế mà cũng phải. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn thoáng qua, nói, vì cái gì không cần. Ngươi cho rằng mỗi cái tu sĩ đều giống như ngươi, từ nhỏ đã không thiếu tài nguyên tu luyện. Cũng tỉ như, ta thu lấy tề hoành bán thánh chi quang, đem luyện hóa, chỉ ít có thể lấy để cho ta trong khoảng thời gian ngắn, đột phá một cảnh giới nếu là không có bán thánh chi quang ta muốn đột phá một cảnh giới không biết còn có tu luyện bao lâu nhưng là đối với ngươi mà nói muốn có được một đoàn bán thánh chi quang chỉ cần một câu tự nhiên là có người đi trong phòng đấu giá mua cho ngươi trở về ngươi không muốn người chết đồ vật toàn bộ côn lôn giới không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn đi tranh đoạt thánh thư tài nữ thu hồi dáng tươi cười đột nhiên có chút minh bạch trước kia hoàn toàn chính xác có chút quá mức sống an nhàn sung sướng có lẽ chính là bởi vì như thế, mới có thể gặp phải lần này kiếp nạn. Ngươi nói không sai, thụ giáo, nếu là chúng ta có thể chạy đi, ta nhất định sẽ tặng cho ngươi một lần lớn cơ duyên, xem như hoàn lại thiếu nhân tình của ngươi. Lâm nhạc biểu hiện ra thực lực, đã được đến thánh thư tài nữ tán thành. Trong lòng của nàng, đã âm thầm làm ra quyết định, đem lâm nhạc định là chín vị giới tử một trong. Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu cười một tiếng, đối với thánh thư tài nữ cái gọi là cơ duyên, cũng không có hứng thú gì. Dù sao hiện tại thiên địa tế đàn tồn tại, đã cơ bản xác nhận, có thể nói, hắn đã không có tất yếu tiếp tục lưu lại lưỡng nghi tông. Sau này vẫn sẽ hay không có lâm nhạc người này, cũng là chuyện khác. Đương nhiên, nếu là thân phận không có bại lộ, Trương Nhược Trần là tính toán đợi đến đại hội luận kiếm kết thúc về sau lại rời đi. Dù sao, hắn tại lưỡng nghi tông đạt được rất nhiều chỗ tốt, học tập đến rất nhiều thứ, ít nhất phải biết được hồi báo. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được lòng đất truyền đến một cỗ dị động, lập tức dừng bước lại lập tức bắt lấy thánh thư tài nữ cổ tay đưa nàng kéo tới sau lưng ngươi muốn làm gì thánh thư tài nữ hướng trương nhược trần chừng mắt liếc dùng sức muốn hất tay của hắn ra trương nhược trần lại đưa nàng tay tóm đến càng chặt trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc nói đừng nhúc nhích có gì đó quái lạ thánh thư tài nữ gặp trương nhược trần không giống như là cố ý khinh bạc nàng thế là liền không có lại dãy ruộ cũng bắt đầu quan sát chung quanh muốn biết trương nhược trần đến cùng phát hiện cái gì Mặc dù, tu vi của nàng hoàn toàn biến mất, năng lực nhận biết trở nên cùng người bình thường không kém bao nhiêu, nhưng vẫn là có không tầm thường nhãn lực, rất nhanh liền phát giác được có cái gì không đúng. Chẳng lẽ là vong linh, thánh thư tài nữ sắc mặt, trở nên có chút tái nhợt, nói, lâm nhạc, người mau mở ra thiên nhãn, có lẽ sẽ nhìn thấy một chút vật có ý tứ. Trương nhược trần mi tâm, toát ra một cái điểm sáng màu trắng, hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, hướng bốn phía nhìn lại, lập tức nhìn thấy trước kia chưa từng thấy qua kinh khủng hình tượng. Chỉ gặp bốn phía trong phần mộ, xông ra từng đạo hình người hư ảnh, toàn bộ đứng tại trước mộ bia phương, diện mục dữ tợn, tản mát ra âm trầm khí tức. Cách Trương Nhược Trần gần nhất một cái âm linh, liền đứng ở bên trái ngoài mười trượng, là một cái tóc trắng phơ lão ẩu, xoay người lưng còng, dáng người còng xuống, lộ ra khá quỷ dị. Đã sớm nghe nói, thiên nhãn có thể nhìn thấy quỷ hồn, Trương Nhược Trần cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy, nhưng vẫn là để cho người ta cảm thấy da đầu run lên võ hồn cùng quỷ hồn có rõ ràng khác biệt. Võ hồn là, sinh hồn, có thể giúp tu sĩ điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa làm sức mạnh công kích. Quỷ hồn là, vong linh, không có đủ điều động thiên địa linh khí năng lực, lại có thể thôn vệ khác quỷ hồn, thậm chí thôn vệ người sống linh hồn cùng võ hồn, không ngừng tăng cường tự thân lực lượng. Nếu là, quỷ hồn trưởng thành đến cấp bậc nhất định, không chỉ có thể thôn vệ võ hồn, còn có thể phát huy ra tính thực chất công kích. Gặp được một cái phổ thông quỷ hồn, huyền cực cảnh võ giả chân khí, liền có thể đưa nó đánh cho hồn phi phách tán. Nếu là gặp phải âm binh quỷ tướng, phiền phức liền lớn. Rất hiển nhiên, từ trong phần mộ bay ra ngoài tuyệt đối không phải phổ thông quỷ hồn, mỗi một cái đều tản mát ra thập phần cường đại âm khí, khiến người ta cảm thấy đưa thân vào tu la địa ngục. Làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy vong linh, tiểu hắc cũng có thể trông thấy vong linh thân ảnh, trong mắt không ngừng chuyển động. Cách trương nhược trần gần nhất tóc trắng lão ẩu, thông suốt ngẩng đầu lên, tóc trắng phía dưới vậy mà đen kịt một màu, hoàn toàn không có mặt, chỉ có thể nhìn thấy hốc mắt vị trí có hai đoàn màu xanh quỷ hỏa. Sàn sạt, tóc trắng lão ẩu khanh khách cười một tiếng, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Không có mở thiên nhãn tu sĩ, nếu là đứng ở một bên, nhưng căn bản nhìn không thấy tóc trắng lão ẩu, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ mạnh mẽ âm phong, hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần điều động chân khí, ngưng tụ trưởng lực, hướng về phía trước đánh ra ra ngoài. Dưới bụng phương cái kia vòng xoáy, Nhanh chóng chuyển động, phóng xuất ra một cỗ Dương cương chi khí, từ lòng bàn tay Dũng Mãnh tiến ra, hình thành một mảnh xích hồng sắc hỏa vân. Tóc trắng lão ẩu gặp trường lực trùng kích, miệng bên trong phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, quỷ thể nhanh chóng phân giải, hóa thành từng sợi màu đen quỷ khí. Dương cương chi khí đối với quỷ hồn hoàn toàn chính xác có cực mạnh áp chế lực, thế nhưng là, tóc trắng lão ẩu lại không phải đồng dạng quỷ hồn, tiếp nhận trương nhược trần một trường, vậy mà không có hồn phi phách tán. Màu đen quỷ khí xuyên qua trường lực tại trương nhược trần trước mặt, lại ngưng tụ ra quỷ thể. Mặc dù quỷ thể trở nên mờ đi một chút, nhưng như cũng người phần hung lệ. Thế mà không chết, trương nhược trần trong lòng hơi kinh. Trong điện quang hỏa thạch, trương nhược trần lập tức làm ra ứng đối sách lược, đem thánh khí rót vào lưu tinh ẩn thân y. Chợt, trắng xóa hoàn toàn quang hoa, từ lưu tinh ẩn thân y phía trên phát ra. Xoẹt, tóc trắng lão ổ một chảo đánh vào trương nhược trần ở ngực, cùng lưu tinh ẩn thân y quang hoa tiếp xúc, lập tức xuất hiện từng vòng từng vòng nhỏ xíu gợn sóng năng lượng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần song trưởng đồng thời đánh ra ngoài, cánh tay hợp lại, đem tóc trắng lão ẩu giáp công tại hai đạo trưởng ấn ở giữa. Bịch một tiếng, tóc trắng lão ẩu quỷ thể, lần nữa bạo liệt. Lần này, liền ngay cả quỷ khí cũng bị trưởng lực hoàn toàn đánh sơ xác, thật là hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần miệng bên trong phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, lui về phía sau một bước, ở ngực có chút ẩn ẩn làm đau. Tóc trắng lão ẩu vừa rồi một chảo, để hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Không có sao chứ, thánh thư tài nữ hỏi. Không sao, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, mới vừa rồi là ta quá bất cẩn, không nghĩ tới cái kia vong linh lợi hại như thế, bị đánh tan quỷ thể, quỷ khí còn có thể một lần nữa tổ hợp, bởi vậy mới có hơi trở tay không kịp. Thánh thư tài nữ cỡ nào thông minh, mặc dù lâm nhạc không nói, kỳ thật nàng cũng biết, vừa rồi loại tình huống kia, lâm nhạc nếu là muốn né tránh, hoàn toàn có thể tránh cái kia vong linh công kích. Lâm nhạc sở dĩ không có tránh đi, đó là bởi vì, nàng liền đứng tại phía sau của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này, hay là rất không tệ, chỉ ít cột sống hay là quá cứng rắn, không phải một cái tham sống sợ chết chi đồ. Thánh thư tài nữ phân tích nói, vừa rồi cùng ngươi giao thủ vong linh, hẳn là một cái quỷ tướng. Quỷ tướng chia làm ba cái cấp bậc, âm sát, hung sát, vô thường. Trong đó, âm sát thực lực, có thể so với ngư long đệ nhất biến đến ngư long đệ thất biến tu sĩ. Hung sát thực lực, yếu nhất cũng là ngư long đệ thất biến, mạnh nhất hung sát, thậm chí có thể cùng nhất giai bán thánh chống lại. Về phần vô thường, không chỉ có có bán thánh thực lực cấp bậc, mà lại, còn có thể ngưng tụ ra thực chất thân thể, cho dù là trà trộn trong đám người, cũng rất khó bị phát hiện. Vừa rồi cái kia vong linh, ta đánh giá nên hung sát cấp bậc. Trương Nhược Trần ánh mắt, lạnh lùng hướng bốn phía vây tới quỷ hồn nhìn lại, nói, như thế xem ra, bọn chúng đều hẳn là hung sát hy vọng không cần toát ra một cái vô thường mới tốt nếu là ta tu vi có thể khôi phục một thành một ngụm hạo nhiên chính khí đủ để cho bọn chúng toàn bộ tan thành mây khói thánh thư tài nữ nói trương nhược trần đem hư không kiếm nhấc trong tay khí thế trên người dần dần trở nên sắc bén nói đi thôi tiểu hắc người phụ trách bảo hộ thánh giả đại nhân ta mở ra đường vô luận như thế nào cũng phải giết ra ngoài trương nhược trần còn phải mượn dùng thánh thư tài nữ lực lượng đi đối phó tề gia nếu là nàng chết ở chỗ này trương nhược trần coi như chạy ra tòa này trung cổ di tích cuộc sống sau này cũng không dễ chịu bởi vậy coi như lại nguy hiểm hiện tại cũng không thể đưa nàng vứt xuống trương nhược trần nhanh chân hướng về phía trước đem thể nội cái kia cỗ dương cương chi khí hoàn toàn phóng xuất ra cùng tự thân thánh khí hòa thành một thể lập tức xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một mảnh xích hồng sắc hỏa vân tu luyện thành long tượng bàn nhược trưởng trường thứ bảy trương nhược trần trên người dương cương chi khí đạt tới thường nhân gấp 10 lần. Đương dương vừa chi khí cùng thánh khí kết hợp với nhau, đối với quỷ hồn có tương đối cường đại lực sát thương. chương 708, Trương Nhược Trần trưởng ấn không ngừng đánh ra, đem nhào tới hung sát, từng cái đánh lui ra ngoài. Âm sát chi khí cùng dương cương chi khí hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, tại mộ trong rừng, không ngừng va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Hung sát số lượng, sơ bộ tính ra cũng có hơn 300 con, mỗi một cái thực lực đều so ngư long đệ thất biến tu sĩ cường đại. Nhiều như vậy hung sát tập hợp một chỗ, nếu là đồng thời đánh ra một kích, e là cho dù là yếu một ít bán thánh cũng phải vẫn lạc. Chỉ bất quá, những hung sát kia trí tuệ trình độ rất thấp, đã không có sử dụng hợp kích trận pháp, cũng không có thống nhất phát động công kích. Bọn chúng phương thức chiến đấu, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Chính là bởi vì như thế, mới cho Trương Nhược Trần giết ra khỏi trùng vây cơ hội. Đại khái một khắc đồng hồ, Trương Nhược Trần một đường oanh sát, không ngừng hướng mộ rừng chỗ sâu sông vào đại khái đi về phía trước 2.000 mét, rốt cục đến hung sát bảy biên giới. Đinh đương, âm phong thổi tới, linh đang thanh âm vang lên, cái kia linh đang âm thanh lúc đầu nghe, còn có chút êm tai, thế nhưng là rất nhanh liền càng ngày càng gấp rút, trở nên tương đương chói tai, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm. Nghe được linh đang âm thanh, cho dù là trương nhược trần, cũng cảm thấy đầu có chút nhói nhói, trước mắt một trận đen kịt. Linh đang âm thanh là do một kiện quỷ khí phát ra, có thể công kích tu sĩ võ hồn, thánh thư tài nữ nhắc nhở một câu. Thánh thư tài nữ linh hồn, cũng sớm đã bị tinh thần lực tẩy luyện, biến thành thánh hồn, tự nhiên không nhận linh đang âm thanh ảnh hưởng. Còn tốt trương nhược trần võ hồn cũng không yếu, nếu là đổi thành khác ngư long đệ cử biến tu sĩ, chỉ sợ cũng tại linh đang tiếng vang lên thời điểm, võ hồn liền đã ly thể bay ra ngoài, biến thành một bộ người chết sống lại. Trương Nhược Trần điều động Long Châu bên trong Thánh Long chi khí cùng Phật khí, tuôn hướng nghi tâm khí hải, đem võ hồn thủ hộ tại Phật quang bên trong, tạm thời đem linh đang âm thanh ngăn cản được. Thánh thư tài nữ tay phải ngón út, mang có một viên chiếc nhẫn màu xanh lục, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ồ, khi nàng nhìn thấy, chiếc nhẫn màu xanh lục quang mang đang lóe lên, chợt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói tịch tà giới tại cảnh báo, nói rõ tại chung quanh của chúng ta, hẳn là có một cái hết sức lợi hại hung sát, thậm chí có thể là vô thường. Liền ngay cả nhất quán không sợ trời dưới đáy tiểu hắc, giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nói, một chút lợi hại hung sát, thực lực có thể so với nhất giai bán thánh, không phải chúng ta có thể ứng phó. Nếu là gặp được một vị vô thường, sợ là chúng ta toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, trong phần mộ hung sát, rất có thể là hấp thu lôi điện lực lượng, mới tỉnh lại. Bởi vậy, hắn coi như trong tay nắm giữ cái viên kia ẩn chứa khổng lồ tinh thần lực quân cờ, cũng không dám tùy tiện sử dụng, bằng không, rất có thể sẽ đem càng nhiều hung sát trêu chọc đi ra. Tiểu Hắc, người trước mang thánh giả đại nhân rời đi. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn bốn phía, tìm kiếm linh đang âm thanh phương vị. Thánh thư tài nữ hơi khẽ giật mình, nói, người không cùng lúc đi. Ta đến đoạn hậu, Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc rất rõ ràng, Trương Nhược Trần có một chút át chủ bài, ngay trước mặt thánh thư tài nữ không cách nào sử dụng, cho nên, lập tức thúc giục nói, nữ nhân chính là phiền phức, luôn luôn như vậy lề mề chậm chạp. Mau cùng bản hoàng cùng rời đi, dù sao ngươi lưu lại cũng chỉ có thể là gánh nặng của hắn, Thánh thư tài nữ một đôi tú mục hướng tiểu hắc chừng mắt liếc, nhưng cũng rõ ràng, cái kia phỉ miêu nói không sai, lấy nàng hiện tại trạng thái, cho dù lưu lại cũng không giúp được một tay. Nghĩ nghĩ, nàng đem ngón tay bên trên tịch tà giới lấy xuống, đưa cho Trương Nhược Trần, nói cái này mai tịch tà giới, đối với người hẳn là có một ít tác dụng. Lập tức, thánh thư tài nữ liền cùng tiểu hắc, xông về phía trước, biến mất tại mộ rừng chỗ sâu. Trương Nhược Trần đem tịch tà giới nắm ở trong tay, có thể ngửi được, trên mặt nhẫn còn có nhàn nhạt dư hương làm hắn đem tịch tà giới đeo tại trên ngón tay lập tức tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng bình chướng vô hình đem cái kia tà dị linh đang âm thanh ngăn cản được thánh thư tài nữ trên người hộ thân bảo vật cũng không phải ít nếu không phải gặp được tử vong tà khí đừng nói là tề hoành liền xem như thánh giả đánh lén nàng cũng chưa chắc có thể thành công tử vong tà khí khá đặc thù bất kỳ cái gì hộ thân bảo vật đều không thể đưa nó ngăn trở cho dù là công nhận phòng ngự đệ nhất huyền vũ, cũng ngăn cản không nổi. Tựa như cái kia thanh hỏa huyền vũ, không phải liền là bị tử vong tà khí tươi sống đẻ chết. Đinh đinh, theo Linh đang âm thanh càng ngày càng vang dội, sau thời gian ba hơi thở, Trương Nhược Trần rốt cục nhìn thấy thanh âm đầu nguồn. Nơi xa, một cái cao 7 mét to lớn tam đầu khuyển, từ hung sát trong đám đi ra. Trên cổ của nó, có treo một nắm đấm lớn nhỏ màu tím đen Linh đang. Linh đang mặt ngoài, ấn có một cái đầu lâu ấn ký, tại quang mang lấp lóe đồng thời, một chút kỳ dị văn ấn, cũng nổi lên. Quả nhiên là một cái không giống nhau lắm hung sát, Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, cái kia tam đầu khuyển, chính là ba con thập phần cường đại hung sát kết hợp thể, phát ra âm khí tương đương kinh khủng, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ngao, tam đầu khuyển thân thể, hoàn toàn bị một mảnh âm khí mây bao khỏa, cấp tốc hướng Trương Nhược Trần vào tới. Trên người nó phát ra cường đại âm khí, đem khắc hung sát, trùng kích đến hướng hai bên bay ra ngoài, bạo phát đi ra khí thế quả thực là kinh khủng tới cực điểm long tượng bàn nhược trưởng trường thứ bảy long tượng thần lô trương nhược trần hai chân trầm xuống giống như một cái thần tượng đứng ở đại địa hai tay đồng thời nâng lên đem thể nội thánh khí cùng dương cương chi khí đồng thời điều động xoẹt xoẹt thân thể của hắn trong chốc lát biến thành xích hồng sắc tựa như là một khối hình người khối sắt bị thiêu đến đỏ bừng hai bàn tay đẩy về phía trước ra ngoài cùng tam đầu khuyển đụng vào nhau một tiếng ầm vang Trường Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống 30 trượng bên ngoài, trên mặt đất, liên tiếp dẫm ra 17 cái dấu chân thật sâu hố to, mới đứng vững lui lại bộ pháp. Tam đầu khuyển trên người âm sát chi khí, bị trường lực dung thực một bộ phận, phát ra, xoẹt xoẹt, thanh âm, vậy mà cũng bị trường lực chấn động đến lui về phía sau ba bước. Tam đầu khuyển lực lượng, có thể nói là tương đương cường hoành, nhất giai bán thánh tại không sử dụng võ kỹ cùng thánh khí tình huống dưới, đoán chừng cũng liền cùng thực lực của nó không sai biệt lắm. Mặc dù rơi vào phía dưới, thế nhưng là có thể đưa nó đánh lui, cũng làm cho Trương Nhược Trần lòng tin tăng nhiều. Bằng vào ta hiện tại ngư lòng đệ lục biến tu vi, tăng thêm lưu tinh ẩn thân y, nếu là thi triển ra sở hữu át chủ bài, chưa hẳn liền so cái này tam đầu khuyển yếu bao nhiêu. Trương Nhược Trần mỉm cười, đem hư không kiếm lấy ra, sơ kiếm mà đứng, nói tới đi. Để cho ta mở mang kiến thức một chút, người mạnh bao nhiêu thực lực. Trông thấy hư không kiếm, tam đầu khuyển tam đôi con mắt, đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi, chậm rãi lui về phía sau. Trương Nhược Trần nhướng mày, không nghĩ tới tam đầu khuyển vậy mà như thế không tốt, thế là, chủ động hướng về phía trước truy kích. Kiếm nhất, Trương Nhược Trần kích phát ra lưu tinh ẩn thân y tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, vào tới tam đầu khuyển dưới thân, huy kiếm liền hướng cổ của nó chém đi qua. Hoa, tam đầu khuyển chính giữa cái đầu kia bị hư không kiếm chặt đứt, còn không có rơi trên mặt đất, liền biến thành một đoàn màu đen quỷ khí tam đầu khuyển cũng không có phản kích trương nhược trần ngược lại trốn được càng nhanh rất nhanh liền xông vào hung sát bầy những hung sát kia trông thấy trương nhược trần cầm trong tay hư không kiếm cũng đều không ngừng lùi lại miệng bên trong phát ra quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm bọn chúng thế mà e ngại hư không kiếm trương nhược trần phát giác được nguyên nhân đem hư không kiếm giơ lên cẩn thận nhìn một chút phát hiện trên thân kiếm quang mang lấp lóe đến càng nhanh hẳn là cái này một mảnh mộ trong rừng vong linh vậy mà cùng thiên cốt nữ đế có quan hệ gì lúc trước luân phiên chiến đấu để trương nhược trần chân khí trong cơ thể cùng thánh khí tiêu hao hơn phân nửa mà lên tại tòa này trung cổ di tích bên trong không có thiên địa linh khí cũng liền không cách nào đền bù cái kia cỗ tiêu hao giờ phút này lại có một cỗ cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân trương nhược trần không có tiếp tục đuổi đi lên chém giết nếu hư không kiếm đưa chúng nó chấn nhiếp như vậy hắn cũng chuẩn bị rút lui đúng lúc này hắn lại tại trên mặt đất trông thấy một cái màu tím đen linh đang chính là tam đầu khuyển trên cổ treo một cái kia lúc trước trương nhược trần đem tam đầu khuyển cổ chặt đứt linh đang cũng đi theo rơi trên mặt đất trương nhược trần đem linh đang nhặt lên vừa mới nắm ở trong tay oanh một cỗ băng hàn sát khí liền hướng trong cơ thể hắn chui vào trong đầu lập tức xuất hiện vô số quỷ gào thanh âm để cho người ta cảm thấy lòng buồn bực choáng đầu đột nhiên tịch tà giới tản mát ra hào quang màu xanh lục dũng xuất ra ngoài đem cái kia cỗ sát khí xua tan. Trương Nhược Trần hai mắt dần dần trở nên thanh tịch, lập tức điều động Long Châu bên trong Phật khí, đem Linh Đang bao vây lại. Linh Đang bên trên sát khí, gặp được Phật khí, tựa như là hỏa diễm gặp nước, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên là một kiện tà dị quỷ khí, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế ra đến. Như vậy lại là nhân loại luyện chế ra đến, hay là quỷ hồn luyện chế ra đâu. Trương Nhược Trần đối với quỷ quái hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá, thánh thư tài nữ cùng tiểu hắc lại giống như là biết rất nhiều thứ, mang về để bọn hắn nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm ra đáp án. Thu lấy linh đang, Trương Nhược Trần liền lấy ra hai cái linh tinh, nắm ở trong tay, một bên hấp thu linh tinh bên trong linh khí, bổ sung tiêu hao chân khí, một bên thi triển ra thân pháp, hướng mộ rừng chỗ sâu nhanh chóng đuổi kịp đi. Không lâu, ba đạo nhân ảnh, xâm nhập tiến trung cổ di tích, đuổi tới mộ rừng biên giới. Ba người bọn họ, chính là tề ra ba vị lão tổ, Tề Càn Khôn, Tề Đạo, Tề Vân. Trong đó, Tề Càn Khôn đã tu luyện thành thánh, chính là lưỡng nghi tông 72 viện một trong chấn ma viện viện chủ. Tề Đạo cùng Tề Vân cũng là lưỡng nghi tông bán thánh tổ sư, ngồi ở vị trí cao, thực lực không thể coi thường. Tề Vân nhìn qua có chút tuổi trẻ, bề ngoài đại khái khoảng 40 tuổi. Hắn dẫn đầu xâm nhập tiến mộ rừng, tại biên giới vị trí, đem Tề Hoành thi thể tìm tới. Tề Hoành thế mà đã chết đi, Tề Đạo sắc mặt hơi biến đổi, lại nói, hắn lấy thánh niệm, đem tin tức truyền về lưỡng nghi tông thời điểm, không phải công bố, đã đem thánh thư tài nữ đánh thành trọng thương. Làm sao còn sẽ chết thảm, tề càn khôn tóc, một nửa tuyết trắng, một nửa đen nhánh, trong tay chống đỡ một cây chất gỗ quải trược, thanh âm có chút khàn khàn, lạnh nhạt nói, tề hoành không biết trời cao đất rộng, lại dám một thân một mình xuống tay với thánh thư tài nữ, thánh giả cùng bán thánh ở giữa tranh lệch, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Cho dù, thánh thư tài nữ không cẩn thận bị hắn đánh lén thành trọng thương, muốn giết hắn, cũng chỉ là rỗi khẽ vươn tay chỉ sự tình. chương 709, không có người sẽ nghĩ tới, làm người cầm kiếm tề hoành là bị một cái ngư long cảnh tu sĩ giết chết, toàn bộ đều coi là hắn là bị bị trọng thương thánh thư tài nữ đánh giết. Nếu thánh thư tài nữ thu trọng thương, vừa vặn mượn cơ hội này, đưa nàng diệt trừ, tề vân âm thanh lạnh lùng nói. Tề đạo ngẩng đầu lên, hướng mộ trong rừng đám kia hung sát nhìn thoáng qua, già nua ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ nói kỳ quái vẫn thần mộ địa bên trong vong linh làm sao lập tức thức tỉnh nhiều như vậy tề càn khôn ho hai tiếng nói không có gì kỳ quái khẳng định là lúc trước tề hoành cùng thánh thư tài nữ chiến đấu đưa chúng nó bừng tỉnh tề đạo người đi đưa chúng nó thu thập hết tề vân người cùng bản thánh đuổi bắt thánh thư tài nữ tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống chạy ra tòa này chung cổ di tích bằng không chúng ta tề ra sẽ có đại phiền toái tề càn khôn cùng tề vân đối với vẫn thần mộ địa tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ không dám tùy tiện phi hành thế là hai người bọn họ rơi xuống đất chia làm hai cái phương hướng nhanh chóng hướng mộ rừng chỗ sâu đuổi theo tề đạo lưu lại bay đến một khối trên bia mộ mặt hướng phía dưới hung sát quét mắt một chút cười lạnh tán đi đi hắn duỗi ra một tay nắm hướng về phía trước nhấn một cái lập tức cuộn trào thánh khí liền như là sóng nước một dạng đánh sâu vào ra ngoài chỉ cần cùng hắn thánh khí tiếp xúc Hung sát quỷ thể, trong nháy mắt liền sẽ bạo liệt. Sau một lát, mấy trăm con hung sát, toàn bộ hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi màu đen quỷ vụ, bay lên, làm cho cả bầu trời đều trở nên một mảnh đen nhánh, tựa như là trạng thái khí mực nước đang cuộn trào. Tề Đạo há mồm khẽ hấp, sở hữu quỷ vụ toàn bộ bị hắn nuốt vào bụng. Sau đó, hắn liền xếp bằng ở trên bia mộ phương, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa quỷ vụ. Trương Nhược Trần một đường đuổi tới đằng trước, càng là phóng tới mộ rừng chỗ sâu thì càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Liên tiếp mấy trăm dặm, trên mặt đất, vậy mà toàn bộ đều là mộ bia cùng phần mộ, cũng không biết nơi này hết thảy mai táng bao nhiêu người. Trong không khí, quỷ vụ trở nên càng ngày càng nồng đậm, tùy thời đều có thể trông thấy âm sát chi khí từ quỷ vụ bên trong dũng mãnh tiến ra, không ngừng trùng kích Trương Nhược Trần thân thể. May mắn Trương Nhược Trần trên thân có mấy thứ có thể ngăn cản âm sát chi khí bảo vật, trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm. Suốt cục, tại một con sông lớn một bên, Trương Nhược Trần đuổi kịp tiểu hắc cùng thánh thư tài nữ, hỏi các ngươi làm sao mới chạy trốn tới nơi này. Chính ngươi xem đi, tiểu hắc rũi ra một cái móng vuốt, hướng cái kia sông lớn một chỉ. Đi đến chỗ gần, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, trước mắt đầu này sông, đúng là một đầu thi hà. Sông lớn hai bên đê, tất cả đều là do thi cốt đắp lên, tản mát ra một cỗ gai mũi hôi thối. Trong sông nước, cũng là mười phần ô uế đen kịt mà băng hàn. Trên đó du lịch, không ngừng có thi hài trôi nổi xuống tới, có tựa ở hai bên bờ, biến thành đê một bộ phận, có lại bị nước sông ăn mòn, biến thành thi nước, biến thành sông lớn một bộ phận. Tại sao có thể có một đầu thi hà, những này thi hài, đến cùng là từ chỗ nào sông tới, Trương Nhược Trần hướng sông lớn thượng du nhìn lại, cảm giác được áo chẽn có chút phát lạnh. Thánh thư tài nữ nói, căn cứ đông vực dị sự lục bên trên ghi chép, vẫn thần mộ lâm bên trong thật là có như vậy một đầu thi hà, nghe nói, nó là âm dương hai giới hà giới. Một khi vượt qua thi hà, liền sẽ tiến vào âm gian. Trương Nhược Trần hướng thi hà đối diện nhìn lại, xuyên thấu qua quỷ vụ, ẩn ẩn có thể trông thấy, sông đối diện cũng đang đứng từng tòa mộ bia. Chỉ là, những cái kia mộ bia càng cao hơn lớn, mỗi một khối đều giống như một tòa đứng vững vách núi. Âm gian, Trương Nhược Trần nhìn về phía Thánh thư tài nữ, nói, người đây cũng tin. Ta cũng không quá tin tưởng thật sẽ có âm gian. Thánh thư tài nữ lại nói, bất quá, căn cứ trên sách ghi chép, chỉ cần là vượt qua con sông này người liền chưa từng có ai có thể trở về. Trương Nhược Trần nói, hiện tại chúng ta chỉ sợ là không có lựa chọn, nhất định phải qua sông mới được. Ta có một loại dự cảm, Tề gia cường giả đã đuổi theo. Ta đi trước thử một lần, đầu này sông có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí, thánh khí bừng lên, tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đầu nhàn nhạt, nhạt long ảnh. Hắn hướng về phía trước thả người nhảy lên, Thì triển ra thân pháp, lập tức hóa thành một đầu giao long hướng thi hà bờ bên kia bay đi thế nhưng là hắn mới xông ra ba trượng khoảng cách cũng cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực từ trên không rơi xuống khiến cho hắn thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rủ xuống trương nhược trần tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh lập tức đem thánh khí vận đến lòng bàn chân hướng trên mặt sông dẫm mạnh mượn nhờ cái kia cỗ phản xung lực lượng một lần nữa trở lại bên bờ trên mặt sông có một cỗ quái lực đừng nói người liền xem như man cầm chỉ sợ cũng bay không đi qua trương nhược trần nói chân trái bên trên chuyển đến một cỗ đau đớn trương nhược trần nhìn xuống dưới mới phát hiện vừa rồi chỉ là ở trong nước đạp một cái hơn phân nửa cái chân liền bị ăn mòn mất rồi một lớp da hắn lập tức vận chuyển chân khí rót vào dương kiểu thánh mạch đem xâm nhập bàn chân âm khí luyện hóa thánh thư tài nữ rũi ra một cái ống ánh trắng nõn cánh tay tại lòng bàn tay của nàng một con sinh sắn tinh xảo thuyền hiện lên đi ra có chút y tứ tiểu nha đầu lòng bàn tay của ngươi đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật tiểu hắc hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm thánh thư tài nữ tay. Trong lòng có dấu lòng dạ, trong lòng bàn tay tự có càn khôn. Thánh thư tài nữ nói, nếu là có thể, ta thậm chí có thể liền dùng cái tay này vẽ ra 100 đầu thuyền, 1.000 chiếc thuyền. Vẽ có thể chống đỡ cái gì dùng, tiểu hắc khinh thường nói. Chỉ cần ta nguyện ý, vẽ, đương nhiên cũng có thể biến thành thật. Thánh thư tài nữ không còn cùng tiểu hắc nhiều lời, đem cái kia thuyền nhỏ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là một kiện tinh thần lực thánh khí, tên là Đăng Thiên Chu. Người đem tinh thần lực rót vào trong đó, liền có thể sử dụng. Hiện tại, tinh thần lực của nàng, toàn bộ đều dùng đến chân áp tử vong chi khí, chỉ có thể đem Đăng Thiên Chu giao cho Trương Nhược Trần đến thôi động. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, đem thuyền nhỏ vứt ra ngoài. Thuyền nhỏ, rơi vào thi hà, lập tức trở nên trường dài ba trượng, hóa thành một cái xanh thuyền. Khi tề càn khôn cùng tề vân đuổi theo tới thời điểm, Đăng Thiên Chu chở Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ, cũng sớm đã rời đi. Tề Vân đứng tại thi hà một bên, trên mặt lộ ra trầm ngưng thần sắc, nói, nơi này là âm dương hai giới giao giới, không thể càng đi về phía trước, không phải, sẽ xâm nhập âm gian. Chúng ta không dám đi âm gian, thánh thư tài nữ cũng nhất định không dám. Tề Càn Khôn trầm tư một lát, lại nói, chúng ta chia ra tìm kiếm, bản thánh đi thượng du, người tới hạ du. Nhớ kỹ, nếu là phát hiện thánh thư tài nữ tung tích, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ, người không phải là đối thủ của nàng nhất định phải đưa tin cho bản thánh, bản thánh sẽ lấy thời gian ngắn nhất đuổi đi lên, đưa nàng thu thập. Sau đó, tề càn khôn cùng tề vân chia làm hai cái phương hướng, phân biệt hướng thi hà thượng du và hạ du truy tìm. Tề càn khôn suy đoán không sai, trương nhược trần cùng thánh thư tài nữ hoàn toàn chính xác không có đi thi hà bờ bên kia, mà là để đăng thiên chu dấu ở thi hà trung tâm, để trong nước sông thi khí che giấu khí tức của bọn hắn, thuận dòng nước, hướng hạ du bước đi. Trương Nhược Trần đem lưu tinh ẩn thân y cởi ra, đem thánh khí rót vào trong đó lập tức áo bảo dần dần trở nên rộng thùng thình bao trùm tại đăng thiên chu bên ngoài đưa nó hoàn toàn bao vây lại đã có ẩn thân y ngụy trang lại có thi khí che giấu khí thức cho dù là tề gia thánh giả thật đuổi theo cũng khẳng định không phát hiện được chúng ta trương nhược trần rốt cục thở dài một hơi trở lại thuyền nhỏ nội bộ kỳ thật không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình thánh thư tài nữ cũng ngồi ở bên trong ôn tồn lễ độ bộ dáng nâng lên tấm kia thanh lệ tiên nhan nói Mặc dù tề ra thánh giả, tìm không thấy chúng ta, nhưng là, lưỡng nghi tông cùng triều đình phái tới cứu chúng ta người, cũng tìm không thấy chúng ta. Chúng ta cũng không thể trên thi hà một mực phiêu đáng xuống dưới. Mà lại, ai nào biết, thi hà bên trên, có thể hay không gặp được càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, cái này một tòa trong di tích trung cổ, không cách nào sử dụng truyền tin quang phù, căn bản là không có cách đem tin tức truyền đi. Tông môn cùng triều đình chưa hẳn biết, chúng ta gặp phải nguy hiểm. Thánh thư tài nữ lắc đầu, nói, người quá coi thường giá trị của mình, ta dám khẳng định, một khi xác nhận người mất tích, lưỡng nghi tông liền khẳng định sẽ xin mời tinh thần lực thánh giả suy tính tung tích của ngươi bọn hắn tìm đến nơi này, chỉ là vấn đề thời gian. Giá trị của ta lại lớn, cũng so ra kém ngươi. Ngươi nếu là mất tích, toàn bộ lưỡng nghi tông chỉ sợ đều sẽ phát sinh chấn động to lớn, Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy cứu viện chúng ta người cần bao lâu mới có thể tìm được tòa này trung cổ di tích. Thánh thư tài nữ hai đầu lông mày hơi nhíu lại, nói, "Khó mà nói, phải xem bọn hắn bao lâu mới có thể xác nhận chúng ta đã mất tích." Tu sĩ một lần bế quan mấy tháng là chuyện rất bình thường, nếu là ở lúc khác, chỉ sợ muốn chờ một năm mới có thể hoàn toàn xác nhận từ đầu đến cuối. Nhưng là, đại hội luận kiếm sắp đến, người cùng ta đều là có chút nhân vật trọng yếu, chỉ cần 10 ngày không có hiện thân, bọn hắn đoán chừng liền sẽ rất gấp. Ta cảm giác như bây giờ cũng rất không tệ, là một lần khó được ma luyện mình tâm cảnh cơ hội nếu là ta có thể vượt qua một kiếp này tinh thần lực hẳn là có thể đủ nâng cao một bước trương nhược trần đem tịch tà giới trả lại cho thánh thư tài nữ lập tức hắn lại đem cái kia màu tím đen linh đang lấy ra bỏ vào trước mặt của nàng thánh thư tài nữ đối với cái kia linh đang ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú nắm ở trong tay nghiên cứu bắt đầu trương nhược trần thối lui đến đuôi thuyền vị trí đem như ý bảo bình lấy ra nâng ở lòng bàn tay trầm tư một lát trong mắt lập tức lộ ra kiên định không thay đổi thần sắc xoẹt một đám lửa từ lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra đem như ý bảo bình bao khỏa bắt đầu luyện hóa tể hoành bán thánh chi quang không thể chỉ nghĩ đến lưỡng nghi tông điều động cường giả tới cứu viện cũng phải nỗ lực nghĩ biện pháp tự cứu muốn tự cứu nhất định phải trước tăng cường tự thân tu vi bán thánh chi quang không chỉ có ẩn chứa có tể hoành thánh hồn càng có tể hoành toàn thân thánh khí nếu là có thể đem bán thánh chi quang luyện hóa liền có thể là hấp thu một vị bán thánh tu vi trương nhược trần tin tưởng nhất định có thể đột phá đến ngư long đệ thất biến thậm chí ngư long đệ bát biến đến lúc đó coi như gặp được yếu một ít bán thánh trương nhược trần cũng dám chính diện cùng đánh một trận như ý bảo bình bên trong bán thánh chi quang không ngừng dũng mãnh tiến ra hóa thành từng cây tia sáng bị trương nhược trần hấp thu tiến hai tay bàn tay lập tức lại thông qua cánh tay bên trong kinh mạch vận chuyển đến toàn thân thời gian dần trôi qua trương nhược trần trên thân hiện ra một tầng màu trắng thánh quang chương 710, bán thánh chi quang là 10 phần thuần túy năng lượng, hấp thu tiến kinh mạch, tự động liền chuyển hóa làm thánh khí. Theo công pháp vận chuyển, trương nhược trần huyết dịch, xương cốt, tạng phủ cũng đều đang hấp thu bán thánh chi quang, không ngừng cô động, không ngừng tăng cường lực lượng của thân thể. Oanh, bỗng nhiên, có một cỗ đặc thù quang mang, hướng trương nhược trần não hải dũng mãnh lao tới, hóa thành khổng lồ ký ức cùng tri thức, giống như là thủy triều. Tựa hồ là muốn đem Trương Nhược Trần não hải hoàn toàn nuốt hết. Đây là, tề hoành ký ức cùng tri thức, trương nhược trần trên mặt, lộ ra nét mừng, bán thánh nếu là tử vong, thánh hồn bên trong ký ức, kỳ thật sẽ ở thời gian cực ngắn tiêu tán. Tề hoành ký ức cùng tri thức, sở dĩ sẽ xuất hiện tại trương nhược trần não hải, đó là, bởi vậy tề hoành vừa mới tử vong, trương nhược trần liền đem bán thánh chi quang lấy đi, ký ức cùng tri thức mới giữ lại. Tu sĩ khác, coi như luyện hóa bán thánh chi quang, cũng không có khả năng đạt được bán thánh chi thức cùng ký ức. Trương Nhược Trần lại khác, Hắn tu luyện là cửu thiên minh đế kinh, mở ra tới 36 đường kinh mạch bên trong có một đầu khí mạch, gọi là hồn mạch. Chính là bởi vì có được hồn mạch, Trương Nhược Trần tại luyện hóa bán thánh chi quang thời điểm, tề hoành chi thức cùng ký ức, mới có thể thông qua hồn mạch, tràn vào trong đầu của hắn. Có thể mở ra hồn mạch võ giả ít càng thêm ít, cho dù là ở kiếp trước Trương Nhược Trần, cũng không có làm đến. Tề hoành sống hơn 100 năm, trong trí nhớ của hắn, có rất nhiều vật có giá trị. Kiến thức của hắn, cũng là tương đương quý giá, trong đó, bao quát có đối với tu luyện cảm mộ, bao quát đối với thánh đạo cùng kiếm đạo lý giải. Đương nhiên, cái kia khổng lồ ký ức, tuyệt đại đa số đều là không chỗ hữu dụng cặn bã. Nếu là Trương Nhược Trần đem toàn bộ hấp thu, không chỉ có không có chỗ tốt, còn sẽ có rất lớn chỗ xấu. Bởi vậy, Trương Nhược Trần lợi dụng cường đại tinh thần lực, tạm thời đem đoàn kia có ký ức cùng tri thức quang mang, phòng ấn bắt đầu. Hắn chuẩn bị đợi đến đi ra tòa này trung cổ di tích, lại rút ra thời gian, tiêu hóa tề hoành tri thức, điều tra tề hoành trong trí nhớ hữu dụng tin tức. Sau đó, liên tiếp 7 ngày thời gian, Trương Nhược Trần hấp thu hơn phân nửa bán thánh chi quang, rốt cục đem đầu thứ tư thánh mạch, dương duy thánh mạch, mở ra đến, nhất cử trùng kích đến ngư long đệ thất biến. Đến tận đây, thông hướng bốn đầu thánh mạch, toàn bộ đã thông. Tu vi của hắn, tăng mạnh một mảng lớn, Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, có thể rõ ràng cảm giác được, bốn đầu thánh mạch hội tụ vào một chỗ, bay thẳng hướng nguy tâm khí hải, tựa như là bốn cái cây cột đem khí hải trống bắt đầu. Hoa, bốn đầu thánh mạch đồng thời vận chuyển, hình thành một cỗ cường đại hấp lực. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba hơi thở, bốn đầu thánh mạch liền đem như ý bảo bình bên trong còn sót lại bán thánh chi quang, toàn bộ hấp thu tiến thể nội. Cỗ năng lượng kia, tại thể nội vận chuyển một cái chu thiên, rất nhanh liền chuyển hóa làm thuộc về tự thân thánh khí. Ngư lòng đệ thất biến quả nhiên là một nấc thang, một khi đột phá, thể nội thánh khí, sẽ so ngư long đệ lục biến thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Lấy trương nhược trần thể nội thánh khí cường độ, đem dung mạo biến hóa duy trì thời gian nửa năm, cũng sẽ không thánh khí khô kiệt. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã không cần lo lắng thánh khí không đủ, mà dẫn đến thân phận bại lộ. Đồng thời, bởi vì tu vi tăng lên, thánh khí sung túc, trương nhược trần đối với vô hình vô tướng tam thập lục biến khống chế, trở nên càng thêm tinh diệu, càng thêm hoàn mỹ. Ngư long đệ thất biến, ngư long đệ bát biến, ngư long đệ cửu biến, Đối với thánh đạo tu sĩ tới nói, mỗi một biến đều là một đạo khảm. Ngư Long đệ thất biến là để thánh mạch đem tứ chi quán thông, thánh khí xuyên qua hai chân cùng hai tay, từ đó làm tu sĩ tốc độ tăng nhiều, đối với thánh khí vận dụng cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại, đạt tới cảnh giới này, tu sĩ thể nội thánh khí tăng nhiều, hoàn toàn có thể điều động thánh khí, thi triển ra thánh khí toàn bộ uy lực. So sánh dưới, Ngư Long đệ lục biến tu sĩ thể nội thánh khí liền lộ ra có chút mỏng manh, không có khả năng phát huy ra thánh khí toàn bộ uy lực. Ngư Long đệ bát biến lại là một đạo khảm, tu sĩ mở ra một đầu cuối cùng thánh mạch, xung linh thánh thể, đến lúc đó, toàn thân thánh khí đều sẽ dung hội cùng một chỗ, hợp thành một cái chỉnh thể. Tu sĩ thực lực lại sẽ đột nhiên tăng mạnh, Ngư Long đệ cửu biến có thể tu luyện thành Lưu Ly bảo thể, bảo thể một thành, đối với thiên tư tu sĩ bình thường tới nói, có vô tận chỗ tốt. Vẹn vẹn chỉ là thọ nguyên, liền có thể gia tăng 50 năm. Đương nhiên, lưu ly bảo thể đối với thánh thể cùng một chút có thể chất đặc thù tu sĩ tới nói, cũng không có quá lớn tăng phúc tác dụng. Bằng vào ta tu vi hiện tại, nếu là toàn lực xuất thủ, đủ để cùng nhất giai bán thánh chống lại, trương nhược trần trên mặt, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Bán thánh cảnh giới huyền diệu khó giải thích, tràn đầy vô tận huyền bí. Cho dù chỉ là nhất giai bán thánh, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu, mà lại tranh lệch còn tương đương rõ ràng. Một chút lão tư cách nhất giai bán thánh, so vừa mới đột phá nhất giai bán thánh, sẽ cường đại hơn nhiều. Phải biết, cho dù là thánh thể, đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng chỉ có thể vượt qua một, hai cái cảnh giới cùng khác bán thánh đọ sức. Bởi vậy có thể thấy được, bán thánh cảnh giới lực lượng chênh lệch, nhưng thật ra là tương đương rõ ràng, mạnh yếu đẳng cấp sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Trương Nhược Trần Tu Vi hiện tại, cũng liền có thể cùng yếu một ít nhất giai bán thánh khiêu chiến. Nếu là, hắn gặp được lão tư cách nhất giai bán thánh, cũng chỉ có thể lập tức đào mệnh luyện hóa tề hoành bán thánh chi quang, không chỉ có để trương nhược trần tu vi, đột phá đến ngư long đệ thất biến trung kỳ. Đồng thời, cũng làm cho trương nhược trần tinh thần lực, tăng lên rất nhiều, đạt tới cấp 44 đỉnh phong. Trương nhược trần còn đến không kịp cao hứng, thi hà một bên, một cái điếc tai thanh âm, biến thành có tính công kích sóng âm, truyền vào trong tai của hắn, cuối cùng là tìm được ngươi, thánh thư tài nữ, ngươi còn muốn tiếp tục ẩn núp xuống dưới sao. Tề vân đứng tại bờ sông, đem toàn thân thánh khí điều động bắt đầu, ngưng tụ hướng đầu ngón tay, hướng thi hà trung tâm, đăng thiên chu vị trí một điểm. Hưu, lấy ngón tay của hắn làm trung tâm, tản mát ra một đạo đường kính trăm trượng thánh khí gợn sóng. Thánh khí gợn sóng trung tâm, một cây to cỡ miệng chén kiếm khí đợt liền sông ra ngoài. Tề vân thi triển chính là thập mạch kiếm ba, cho dù chỉ là linh cấp thượng phẩm võ kỹ, do bán thánh phát huy ra, cũng có tương đương uy lực khủng bố. Kiếm ba bay qua, hình thành một đạo khí trụ, làm phía dưới thi hà bên trong nước, hướng về hai bên phải trái hai bên dũng mãnh lao tới tề vân cũng không xác định thánh thư tài nữ liền đã ẩn thân tại thi hà trung tâm chỉ là cảm nhận được vị trí kia có thánh khí ba động bởi vậy hắn một kích này hoàn toàn chỉ là thăm dò tính công kích trương nhược trần rất rõ ràng khẳng định là bởi vì hắn đột phá ngư long đệ thất biến tạo thành thánh khí ba động quá lớn tiêu tán ra ngoài cho nên mới có thể bị truy tung địch nhân phát hiện trung trùng mạch kiếm ba trương nhược trần đưa tay trái ra đem toàn thân thánh khí hội tụ hướng ngón giữa, lập tức một chỉ đánh ra ngoài. Oanh, hai đạo kiếm ba đụng vào nhau, hình thành một cỗ mạnh mẽ đối với xung lực lược, đem chọn cái thi hà bên trong nước đều nhấc lên, cuốn lên cao hơn 10 mét sóng lớn. Cũng là thập mạch kiếm ba, tề vân nhướng mày, thực sự có chút nghĩ không thông, thánh thư tài nữ bên người, tại sao có thể có một vị lợi hại như thế cao thủ. Vừa rồi một chiêu kia quyết đấu, liền có thể nhìn ra, tu vi của đối phương không kém hắn. Hẳn là, triều đình phái gia cứu viện thánh thư tài nữ cao thủ đã chạy tới như là đã bị phát hiện cũng liền tất yếu tiếp tục ẩn tàng trương nhược trần đứng người lên vung tay lên đem lưu tinh ẩn thân y thu vào lập tức màu xanh đăng thiên chu xuất hiện tại thi hà mặt sông trung tâm thánh thư tài nữ từ nhỏ trong thuyền đi ra đứng ở đầu thuyền vị trí vẫn như cũ là tay nắm quạt xếp lộ ra có chút phong khinh vân đạm hướng bên bờ tề vân nhìn thoáng qua nói tề vân ngươi lại dám ra tay với ta xem ra tề ra thật là muốn tạo phản. Ta như đi ra vẫn thần mộ lâm, nhất định phải đem bọn ngươi tề ra khám nhà diệt tộc. Tề vân cười lạnh, nói tề ra chính là trung cổ thế gia, gia tộc tử đệ trải rộng đông vực, cho dù là nữ hoàng cũng sẽ không tùy tiện đụng đến bọn ta. Chỉ bằng ngươi một câu, cũng nghĩ diệt tộc ta, khẩu khí của ngươi, không khỏi cũng quá lớn. Thánh thư tài nữ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, tại nữ hoàng bệ hạ trong mắt, tề ra còn không có nặng như vậy phân lược, đừng quá tự cho là đúng. Ngươi, Tề Vân ánh mắt lộ ra tức giận, song quyền nắm chặt cùng một chỗ, chợt một cây thánh khí cột sáng từ đỉnh đầu của hắn vọt ra, ngưng tụ thành một mảnh thánh khí mây, đem tràn ngập ở chung quanh âm sát chi khí toàn bộ tách ra. Nếu muốn cùng ta động thủ sao? Chỉ sợ người còn kém rất xa. Thánh thư tài nữ nói. Tiểu Hắc cười hắc hắc, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói cái này thánh thư tài nữ thật sự là một đầu lão sói vẫy đuôi, rõ ràng tu vi hoàn toàn biến mất, vẫn còn biểu hiện được cường thế như vậy ta nhìn cái kia tề vân, đã có chút bị nàng hù sợ. Trương Nhược Trần cũng truyền âm nói, tề vân dù sao cũng là một vị bán thánh, nếu là thánh thư tài nữ có thể đem hắn dọa lùi, cũng là một chuyện tốt. Bằng không, đợi chút nữa chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Đúng lúc này, nơi xa, một cái cự đại quang cầu, nhanh chóng nhấp nhô mà tới. Quang cầu, một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen, chừng một tòa núi nhỏ lớn như vậy, tản mát ra hơi thở hết sức mạnh mẽ. Nó lăn qua vị trí, sở hữu mộ bia toàn bộ sụp đổ, hình thành một đầu to lớn khe rãnh. Hắc bạch song sắc quang cầu bên trong, vang lên một cái giả nua mà thanh âm khàn khàn, tài nữ đại nhân, tề vân niên kỳ còn nhỏ, hoàn toàn chính xác không xứng cùng ngươi giao thủ, không biết lão phu có hay không tư cách kia. Hắc bạch song sắc quang cầu, từ giữa đó vị trí vỡ ra, triển khai về sau, hóa thành một cái đường kính người dặm thái cực ấn ký, tại mặt đất chậm rãi chuyển động. Một cái lão giả đứng tại thái cực ấn ký trung tâm, tóc của hắn cùng thân thể, mà là bị mổ ra bày biện ra một nửa màu đen một nửa màu trắng tề càn khôn thánh thư tài nữ đọc lên lão giả kia danh tự